chương 2601 này cử u lôi âm lôi châu chính là thứ tạo hóa thần nhân của thiên miếu tự tay tốn hao một lượng lớn thời gian ngưng tụ cử u âm lôi lực lượng dùng bí pháp luyện chế mà thành uy năng kinh người mặc dù uy năng của nó còn kém thái dương chân hỏa rất xa nhưng trực tiếp oanh sát cường giả đạo cảnh sơ trung kỳ thì không có bất cứ vấn đề gì nhưng cường giả đạo cảnh hậu kỳ lại không nhất định có thể triệt để oanh sát diệp chân nhìn chăm chú trong cuộn cuộn lôi quang đó một nguyên linh tức hổn hển thét lên vọt ra bộ dáng đó lờ mờ là một trong đạo cảnh hậu kỳ của thiên miếu, thiếp thân bảo hộ thế tử ly thân vương cơ cảnh tồn tại. Sau đó, một vị đại thần sư đạo cảnh hậu kỳ khác của thiên miếu, chỉ mang theo một cái đầu cháy đen từ trong lôi quang sông ra. Hai người này vừa sông ra, tiểu yêu đã sớm ẩn giấu ở chỗ nào, lục quang mở ra, 36 đạo mai hoa đoạt nguyên châm giống như da dao long vọt thẳng, khi hai vị đại thần sư đạo cảnh hậu kỳ của thiên miếu, còn chưa kịp phản ứng đã bao vây bọn hắn lại vị đại thần sư thiên miếu mang theo đầu của mình lao ra dù bị một viên cửu u âm lôi châu oanh kích nhưng thực lực vẫn còn tồn tại bản năng y muốn phản kháng vô thanh vô tức cùng với thái âm thần lôi đánh xuống sau khi đánh bay sọ não của hắn thì cũng trực tiếp đánh cho vị đại thần sư đạo cảnh hậu kỳ này ngơ ngác không đợi hắn kịp phản ứng thì tiểu yêu lập tức trực tiếp kéo nguyên linh của hai vị thiên miếu đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư này tiến vào không gian thận long châu sau đó 36 mai hoa đoạt nguyên châm khẽ động tiểu yêu lập tức phát động thôn vệ thần thông. Diệp Chân thì tiếp tục chú ý đoàn lôi vân vẫn còn ở tứ ngược, thần niệm mơ hồ thúc dục lôi quang tiên, mấy đạo thái âm thần lôi thời khắc chuẩn bị. Mặc dù uy lực của cửu u âm lôi châu này mạnh mẽ, nhưng cơ cảnh thân là thế tử ly thân vương, bản thân khẳng định có rất nhiều trí bảo hộ thân, mà ly thân vương cơ nguyên dự kiến mưu phản. Lại mời hai vị đại thần sư đạo cảnh của thiên miếu thiếp thân bảo vệ con của hắn. Có thể thấy được địa vị của cơ cảnh trong lòng ly thân vương, rất quan trọng như vậy cơ cảnh có thể sẽ có không ít bảo bối bảo mệnh cửu u âm lôi châu này không chắc có thể trăm phần trăm diệt sát cơ cảnh cho nên diệp chân mới có chuẩn này bị ách ánh mắt của diệp chân đột ngột siết chặt lại một đạo quang hoa lảo đảo từ trong lôi quang của cửu u âm lôi châu xông ra không phải thế tử ly thân vương cơ cảnh thì còn là ai diệp chân phán đoán quả nhiên không kém hộ thân chi bảo của thế tử ly thân vương cơ cảnh quả nhiên rất nhiều ngay cả thiên miếu đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư dưới cửu âm lôi châu này cũng một người nhục thân toàn hủy một nhục thân tận hồ toàn hủy thế nhưng nhục thân của thế tử ly thân vương cơ cảnh trừ hai chân triệt để hóa thành hư vô ra thì nửa người trên vẫn hoàn hảo ngay khi trở về từ cõi chết thế tử ly thân vương cơ cảnh một mặt thống khổ giữ tợn tức giận gầm hét lên là ai âm ta ầm ầm trả lời hắn là liên hoàn kinh lôi mà diệp chân đã sớm chuẩn bị kỹ càng thái âm thần lôi có thể chấn động nguyên linh bản thân cơ cảnh đang bị trọng thương giờ phút này vừa chạy thoát thì đã bị diệp chân oanh liên tiếp ba đạo thái âm thần lôi nhưng cho dù như thế thì cũng có ánh sáng dâng lên hộ thân nhưng dưới thái âm thần lôi chấn động nguyên linh bảo vật ánh sáng hộ thân chỉ vừa dâng lên được một nửa đã đoạn mất sau đó diệp chân dùng một xích dương thần lôi trực tiếp đánh nhục thân của thế tử ly thân vương cơ cảnh triệt để thành than cháy mắt thấy nguyên linh của thế tử ly thân vương cơ cảnh chạy ra diệp chân định dùng một thái âm thần lôi đánh cho cơ cảnh hồn phi phách tán triệt để diệt sát thế nhưng vào lúc này, một đạo kim sắc phù quang nổ tung trên đỉnh đầu nguyên linh của cơ cảnh, bỗng nhiên bao trùm nguyên linh của cơ cảnh, trong chớp mắt mang theo nguyên linh của cơ cảnh trốn đi xa. Tốc độ đó thậm chí so với tốc độ thái âm thần lôi của Diệp Chân còn nhanh hơn một chút. Nhìn kim sắc phù quang che chở nguyên linh của cơ cảnh đào tẩu, Diệp Chân không khỏi hận âm thầm dậm chân, ánh sáng phù này, hắn rất quen thuộc. Trước đó, trước khi rất nhiều phản đồ trong huyết hà cấm địa chết, nguyên linh đều được một đạo kim sắc phù quang giống như vậy che chở mang đi diệp chân dám khẳng định kim sắc phù quang này tuyệt đối xuất từ trong tay tạo hóa thần nhân của thiên miếu đừng nói là diệp chân cho dù là tổ thần điện nhị đại thủ tế thông nạp cũng không kịp phản ứng nhưng ngẫm lại cũng rất bình thường trên người nhân vật mấu chốt như thế chắc chắn sẽ có bảo mệnh trí bảo hộ thân dù gặp đại kiếp thì cũng không đến nỗi triệt để hồn phi phách tán lại để nguyên linh của ngươi trốn cũng được trước thu chút lợi tức đi tức giận dậm chân diệp chân thừa dịp hỗn loạn lặng yên không một tiếng động đến gần đại doanh của thanh mang quân đoàn. Một đoàn xích dương thần lôi vô cùng cường hoành đánh, vào trung tâm nhất, của đại trận vận chuyển dịch chuyển tức thời trong hư không vẫn còn đang khỏi động, trực tiếp quanh những đường vân trận pháp vô cùng huyền ảo vỡ nát. Năng lượng bàng bạc ẩn chứa trong đại trận vận chuyển dịch chuyển tức thời trong hư không, mất khống chế lập tức nổ tung, đem toàn bộ hư không đại trận triệt để nổ thành phế tích, liền đới lấy thôn phệ một bộ phận trận sư chủ trì trận pháp. Trong khi tiếng thét sợ hãi chói tai như hồng thủy, một đợt cao hơn một đợt vang lên, thì Diệp Chân lại lặng yên không một tiếng động thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, rời khỏi Huyết Hà Quân Thành. Sau khi rời khỏi Diệp Chân Huyết Hà Quân Thành khoảng mười mấy, mấy hơi thở, Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng, Hoàn Vương Cơ Ngao, Quân Đoàn trưởng Bình Tây Quân Đoàn Lưu Bộ Phong, đuổi tới trụ sở Thanh Mang Quân Đoàn đã loạn thành một đống. Sau khi nhìn thấy quân chứng bị lôi hỏa di thành, thế tử cơ cảnh lại không rõ tung tích, Nguyên Soái Hỏa Yến Quân Hoa Dũng tại chỗ mềm liệt trên mặt đất, mà hoàn vương cơ ngao thì nhìn chằm chằm hư không đại trận triệt để bạo thành phế tích thì khóe miệng đang không ngừng co lại trong hư không đại trận dịch chuyển tức thời kia chính là đảm bảo hắn an toàn rời khỏi tiền tuyến nhân ma chiến trường nhưng lúc này lại bị hủy vậy hắn về phần quân đoàn trưởng bình tây quân đoàn lưu bộ phong nhìn thấy một màn này thì trong lòng không hiểu thoải mái chí ít hắn sẽ không cần phải lựa chọn khó khăn sẽ đối mặt trong tương lai huyết hà quân thành đột phát lôi bạo trụ sở thanh mang quân đoàn nổ lớn trong lúc nhất thời một lượng lớn phủ tấn từ không trung rơi xuống rơi vào trong tay bao gồm vừa chạy tới đệ thất đại thủ tế tổ thần điện đồ môn trường âm và đệ bát đại thủ tế đại thủ tế cắt nghiễm nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha đây đều là tình huống rất bình thường đều là phủ tấn liên hệ khẩn cấp của dưới trướng và thân tín mỗi người bọn hắn nhưng một viên phủ tấn trong đó lại làm cho khóe miệng của lưu bộ phong hơi co lại phủ tấn làm cho khóe miệng của hắn co lại này là tới từ diệp chân nội dung trong phủ tấn là lưu soái nghe tin huyết hà quân thành bất ngờ xảy ra biến đổi lớn thế tử ly thân vương cơ cảnh không rõ tung tích thanh mang quân đoàn thành rắn mất đầu nhưng vào lúc này lưu soái phải chỉnh lý coi giữ biên quân âm thầm thương nghị với hoàn vương cơ ngao điện hạ lấy lực lượng bảo hộ của hắn làm lý do để hoàn vương điện hạ phối hợp với ngươi chỉnh biên thanh mang quân đoàn thậm chí là hỏa yến quân đại biến phát sinh có người hai lòng người không phục lưu soái có thể dùng quân pháp chém giết Nội dung này làm cho con mắt của Lưu Bộ Phong sáng lên, đồng thời có thể nói là cực kỳ kinh người. Nhất là nhắc lên hai chữ đại biến làm cho Lưu Bộ Phong nghĩ đến cái gì? Hơn nữa, phía sau ngọc giản này càng đại biểu một tin tức cực kỳ kinh người. Chuyện này vừa xảy ra, Diệp Chân không rõ tung tích huyết hà cấm đã đã biết, còn cho hắn một đề nghị to gan. Cái đó, Lưu Bộ Phong đã loáng thoáng phỏng đoán, kịch biến xảy ra ở Thanh Mang quân đoàn có khả năng có quan hệ với ai. Nhưng chuyện này, nghĩ trong lòng thì được Lưu Bộ Phong trong quân lữ nhiều năm, bản thân hắn ở trên đại thế lại rất giống với Diệp Trân, cực kỳ sát phạt quả tuyệt. Suy nghĩ một chút, vẻ mặt của Lưu Bộ Phong đã trở nên vô cùng kiên nghị, đi về phía Hoàn Vương cơ ngao thầm giận không lời. Diệp Trân đây là không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Đã đã làm thì phải làm cho thật hung ác, thật lớn, làm cho ly thân vương cơ nguyên sức đầu mẻ chán. Trong thời gian hơn 10 hơi thở, Diệp Trân đã đến huyết quang pháo đài bị đại quân ma tộc chiếm lĩnh cũng chính là Diệp Chân trước để cho Tiểu Miêu đưa mình đến nơi cách huyết quang pháo đài mấy ngàn dặm, sau đó tự mình thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, cẩn thận từng ly từng tí độn tới. Nếu không thì chút khoảng cách này chớp mắt đã đến. Chỉ thời gian này, Diệp Chân đã đuổi tới huyết quang pháo đài cửa vào huyết hà cấm địa, nhìn đại quân tinh nhuệ ma tộc không ngừng chỉnh tề liên tục xông vào huyết hà cấm địa, trong lòng Diệp Chân khẽ động, lập tức có hành động. Gần như là cùng lúc đó, Kim Hệ Linh cung trong cơ thể khẽ động, khóe miệng Diệp Chân lần nữa xuất hiện tia vui mừng khóe miệng của Diệp Chân vui mừng là do tiểu yêu mang tới. Vừa rồi Diệp Chân thừa cơ bắt giữ hai đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư Thiên Miếu, một chủ tu hỏa hệ thần thông, một người còn lại chủ tu thủy hệ thần thông. Nhưng, một người trong đó tạo nghệ trong phương diện kim hệ thần thông cũng không yếu, giúp cho tiểu yêu thôn phệ đến không ít kim hệ thiên địa pháp tắc. Lúc này, những kim hệ thiên địa pháp tắc này đã nhau nhau dung nhập vào trong kim hệ linh cung của hắn. Điều này đại biểu, Diệp Chân hướng về đột nhiên đạo cảnh lại thêm gần một bước giờ phút này trong âm dương ngũ hành linh cung của diệp chân chỉ còn thiếu kim hệ linh cung là chưa đúc thành đạo cung thời cơ diệp chân triệt để đột phá đạo cảnh đã không xa sao hắn có thể không thích nhưng lúc này diệp chân lại không có thời gian lĩnh hội kim hệ lực lượng thiên địa pháp tắc mới có được này thần niệm thôi động thận long châu đã hóa thành một hạt bụi nhỏ thành công bám vào trên người một vị huyền cung cảnh ngư ma sắp thông qua cửa vào huyết hà cấm địa lúc này cửa vào huyết hà cấm địa đã tập kết vô số tinh nhuệ ma tộc những ma tộc hiếu chiến này từng người không chút kiêng kỵ phóng thích ra khí tức của mình lộ ra được lực lượng của mình vội vàng chờ đợi giết vào huyết hà cấm địa lập công đừng nói là khí tức thận long châu vô cùng mịt mờ cho dù là đạo cảnh cũng không cách nào phát giác cho dù lúc này thận long châu tận lực tỏa ra khí tức thì giờ khắc này đại quân ma tộc cũng không cách nào phát giác mấy hơi sau thận long châu biến thành hạt bụi nhỏ đã lặng yên không một tiếng động bị tên huyền cung cảnh ngưu ma mang vào huyết hà cấm địa giờ phút này huyết hà cấm địa huyết khí trùng thiên nhưng đại quân ma tộc dưới huyết khí gai mũi này kích thích thì ánh mắt từng người càng thêm cuồng nhiệt nguyên bản diệp chân chỉ nghĩ thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn ngay lập tức quay lại trận doanh mình phe nhưng nhìn thấy đám đại quân ma tộc người người nhốn nháo phía trước diệp chân lập tức nghĩ đến nước đi hiểm nói thật loại tình huống trước mắt này cho dù diệp chân quay lại trận doanh phe mình thì cũng không đủ sức xoay chuyển đất trời nhưng nếu có thể ám sát ma tộc thống soái giống như ma hoàng nhị thái tử truy nhận như vậy nói không chừng có thể xoay chuyển càn khôn tâm niệm vừa động được sự giúp đỡ của a sử diệp chân ở trong quân trận hỗn loạn huyễn hóa thành một vị tu vi tại huyền cung cảnh hậu kỳ ngư ma giới vương cảnh ma tộc đã thuộc về cao tầng của đại quân ma tộc bị chú ý tới phong hiểm quá lớn bên cạnh cùng nhau tiến lên ngư ma kinh ngạc nhìn thoáng qua đồng tộc đột nhiên ra hiện ở bên cạnh hắn nhưng cũng không nhiều lời chỉ giống giận theo quân trận lao tới phía trước Diệp Trân cũng theo hành động quân trận, nhưng thân hình lại là càng thêm linh hoạt. Rất nhanh, hắn đã tìm được vị trí chỗ ở của ma hoàng nhị thái tử truy nhật, đại kỳ thuận thế tới gần. Nhưng ngay khi ngang nhiên xông qua, Diệp Trân lập tức phát hiện, sau khi hắn đến gần ma hoàng nhị thái tử ngàn mét, mấy trăm tên giới vương cảnh, thân vệ lại giống như cột trụ trung lưu hoành hoàn trong sông lớn, tất cả đại quân ma tộc đều rất ngoan ngoãn đi theo đường vòng. Chợt có cá biệt không có mắt tiến lên sẽ bị những thân vệ, như lang như hổ kia trực tiếp đạp bay hơi quan sát một chút, diệp chân đã từ bỏ ý nghĩ ám sát ma hoàng nhị thái tử truy nhật cái hướng kia không chỉ có đại lượng đạo cảnh mà còn có một vị tiên tri ma sư thất tự mà ngay cả bọn người oa linh thánh tử ngu thọ hoàng linh nhị công chúa cũng ở bên đó sau khi diệp chân xuất thủ có thể sống rời hay không là một vấn đề càng quan trọng là tiểu yêu đã nói cho diệp chân dưới nền đất nhất là dưới lòng bàn chân ma hoàng nhị thái tử truy nhật có không ít giới vương cảnh chu ma kết lưới bảo vệ diệp chân trên cơ bản không có khả năng từ lòng đất ném ra ngoài cửu u âm lôi châu. Mà phạm vi gây tổn thương của cửu u âm lôi châu chỉ có hơn 300 mét. Nếu không thể dẫn bạo ở gần thì căn bản không có bất kỳ hiệu quả. Bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Mắt thấy đã thấy binh sĩ đại chu huyết chiến phía trước, Diệp chân dứt khoát lập tức lấy huyễn lấy ma tộc ngưu ma chi thân, vọt tới. Ngay khi tiến lên, Diệp chân còn nghe được đám người ma hoàng nhị thái tử truy nhật và oa linh thánh tử, hoàng linh nhị công chúa cười nói, sau ngày hôm nay, chính là ngày chúng ta bắt đầu chia cắt hồng hoang đại lục, đến lúc đó, có thể dựa theo ước định trước đó. Đương nhiên, đầu tất cả quân tốt đại chu nơi này đều phải thuộc về ta. Trong tiếng cười của ma hoàng nhị thái tử truy nhật tràn ngập ý vị nhẹ nhõm. Nhưng nếu có tù binh, bộ đội sở thuộc thậm chí là binh sĩ của Diệp chân kia, phải toàn bộ thuộc về ta. Hắn giết người của tộc ta, ta sẽ đổ vạn người có quan hệ với Diệp chân hắn. Đây là âm thanh đằng đằng sát khí của oa linh thánh tử ngu thọ, đối với yêu cầu này ma hoàng nhị thái tử truy nhật miệng đầy đáp ứng có thể đánh hạ huyết hà cấm địa thuận lợi hoàn thành công một bước cuối cùng phá phòng tuyến nhân ma chiến trường của đại chu đây là một phần công tích cực kỳ trói mắt tuyệt đối có thể làm cho hắn ở trên chuyện tranh đoạt ma hoàng đại vị đại đại dẫn trước lão ngũ và lão thất một mảng lớn thậm chí là đóng đô cũng có vài phần khả năng từ hai bên theo dòng người lướt qua diệp chân cắn chặt hàm răng thiết quyền nắm thật chặt trong đại chiến, không biết lại có bao nhiêu binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân chiến tử. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Rất nhanh, hắn đã đến tuyến đầu của hai bên huyết, chiến. Phía trước, lúc này đã máu chảy thành sông. Nhưng chủ lực giao chiến lại là đạo cảnh và giới vương cảnh tinh nhuệ hai bên. Ma tộc, thái cổ oa linh nhất tộc đạo cảnh, hoàng linh nhất tộc đạo cảnh, còn có đại lượng ma tộc giới vương cảnh tinh nhuệ, cùng với tinh tế đại nhật tế ti đại chu tổ thần điện đánh nhau nhưng đại chu rõ ràng rơi vào hạ phong trước đó thái dương chân hỏa tứ ngược đã làm cho lực lượng đạo cảnh đại chu xuất hiện đại lượng thương vong lúc này dưới tam vương liên quân lập tức bị giết từng bước lui lại không ngừng có người bỏ mình xông vào trước nhất lại là hỏa linh thần tướng ngu xí của thái cổ hoa linh nhất tộc hỏa linh điện điện chủ long nhược bỏ mình nhị đại thủ tế thông nạp và đệ tam đại thủ tế nhâm mạch đều trọng thương hỏa linh thần tướng ngu xí không có ai khắc chế hung diễm cực rực chỉ trong chớp mắt này đã đánh một vị tổ thần điện đạo cảnh nhật tế, toàn thân cháy đen, mắt thấy sẽ phải bỏ mạng. Giết! Báo thù cho tộc nhân chết đi! Trong tiếng giống giận dữ, diễm quang kinh khủng lần nữa từ trong lòng bàn tay ngu xí đánh ra, mang theo dưới trướng một phiếu lửa linh tộc nhân trong oa linh tộc đang công kích tiến mạnh. Diệp chân đang huyễn thành lấy ngưu ma, tiến lên thì bỗng nhiên hóa thành một đạo lưu quang tăng tốc. Trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, xuất hiện ở trước mặt đạo cảnh nhật tế, thái cổ kim ô thần trượng chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái đã ngăn đoàn liệt diễm kia lại cứu tên đạo cảnh nhật tế nhanh đi hậu phương chữa thương diệp chân hiện ra khuôn mặt thật sự nhẹ nhàng đưa vị đạo cảnh nhật tế trọng thương về hậu phương đồng thời diệp chân giơ thái cổ kim ô thần trượng trong tay Qua linh tộc tôn tử ra ra diệp chân của nhà ngươi ở đây muốn báo thu thì hướng đến ta khí tức đặc hữu của thái cổ kim ô thần trượng và âm thanh như lôi đình của diệp chân đột ngột truyền khắp toàn bộ huyết hà Cấm địa âm thanh của Diệp Chân làm cho cả tiếng la giết toàn bộ huyết hà, cấm địa cũng vì đó mà ngừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm lập tức vang dội đến. Đại soái về đến, đại soái về đến. Cho dù là Bắc Hải Thiên Lãng quân hay là Trấn Nam Tản quân, lại hoặc là binh lính của quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu, khi nghe thấy âm thanh của Diệp Chân thì gương mặt âm u đầy tử khí gần như tuyệt vọng trước kia trong chớp mắt bừng lên cuồng hỉ chờ mong, giống như là chúa cứu thế trở về nhất là bắc hải thiên lãng quân đối với diệp chân có một loại mùi nhiệm và kính trọng quáng tín không chỉ bọn hắn các tư tế tổ thần điện khổ chiến ở phía trước nhất cũng nhao nhao lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng sĩ khí phóng đại thoáng chốc vẻ mặt của hỏa linh thần tướng ngu xí đối diện bắt đầu nao nao nói thật hắn vẫn cực kỳ kiêng kỵ thái cổ kim ô thần trượng cùng lúc đó ma hoàng nhị thái tử truy nhật oa linh thánh tử ngu thọ hoàng linh nhị công chúa khương huy anh ở hậu phương nghe thấy âm thanh của diệp chân thì vẻ mặt cùng nhau khẽ giật mình. Diệp chân này lại trở về rồi. Sao hắn trở về được? Vẻ mặt của nhị thái tử truy nhật hơi ngưng trọng. Ngược lại, oa linh thánh tử ngu thọ thì giữ tợn cười một tiếng. Tặc này về tới thật đúng lúc. Hắn trở về, bản thánh tử sẽ lấy đầu của hắn để báo huyết cừu. Bản công chúa có thể giúp ngươi một tay, đầu ngươi có thể thuộc về ngươi, nhưng nguyên linh của diệp tặc kia phải thuộc về bản công chúa. Hoàng linh nhị công chúa khương huy anh nói gần như không cần suy nghĩ, oa linh thánh tử đã cười to nói, thành giao. Nói xong, hai người cùng nhau phóng tới tiền tuyến. Diệp chân, nếu là nam nhi thì ra đây chiến với bản thánh tử một trận. Người còn chưa đến, âm thanh khiêu chiến của oa linh thánh tử đã vang vọng toàn bộ huyết hà cấm địa. Không thể không nói, oa linh thánh tử này lựa chọn thời cơ cực kỳ chuẩn xác và độc ác. Lúc này, Diệp chân vừa tuyên bố trở về làm cho sĩ khí toàn quân bên phía đại chú phóng đại, nếu lúc này Diệp Chân ngang nhiên từ chối khiêu chiến của Oa Linh Thánh tử, không chỉ sẽ hình thành đả kích cực lớn đối với danh vọng của Diệp Chân, hơn nữa sẽ hình thành đả kích chí mạng cho sĩ khí vừa tăng vọt của quân đội Đại Chu. Dưới loại tuyệt cảnh này, quân đội Đại Chu cần nhất là một anh hùng có thể mang lấy bọn hắn đi ra khỏi tuyệt cảnh. Vào lúc này, cho dù thanh danh trước đó của Diệp Chân, hay là thời khắc mấu chốt trở về thì đều để vô số tướng sĩ Đại Chu, theo bản năng xem Diệp Chân như anh hùng có thể dẫn bọn hắn đi ra khỏi tuyệt cảnh cho nên oa linh thánh tử mới ngang nhiên khiêu chiến bởi vì hắn thấy một trận chiến này diệp chân sẽ không cách nào từ chối chỉ cần diệp chân xuất chiến lấy thực lực của hắn lại thêm hoàng linh nhị công chúa khương huy anh từ bên cạnh phối hợp chém giết diệp chân là chuyện cực kỳ đơn giản một chút tính toán của oa linh thánh tử diệp chân lập tức đã hiểu rõ cũng cười to lên diệp Mỗ có gì không dám chỉ sợ ngươi không dám tới có gì không dám không phải bản thánh tử đã tới sao qua Linh Thánh Tử cười lớn, cùng với Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh một trước một sau lướt nhanh tới. Nhìn thấy Qua Linh Thánh Tử càng ngày càng gần, khóe miệng Diệp chân xuất hiện một tia dữ tợn không hiểu. Tiểu yêu, động thủ đi. Khẽ quát một tiếng, trước đó Tiểu yêu đã sớm chậm chạp đưa phân thân đến dưới chân bọn người hỏa linh thần tướng ngu xí, bỗng nhiên phát động. Một cây dễ mây giống như trước đó, chôn vùi xoáy trướng của Thế tử ly thân vương cơ cảnh, vòng quanh một viên cửu u âm lôi châu đen xì tản ra khí tức khủng bố bỗng nhiên đột phá tới mặt đất. Ngay khi nhanh chóng đến gần nơi này nguyên linh của Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh vô cùng cường đại, cảm ứng nguyên linh cũng nhạy bén nhất. Gần như ngay khi tiểu yêu đưa cửu u âm lôi châu ra, gương mặt xinh đẹp của Khương Huy Anh đã kịch biến, lá thất thanh, giọng nữ sắc lạnh, the thế vọt thẳng vào màng nhĩ đám người, cẩn thận dưới mặt đất, mau lui lại. Hai âm thanh cảnh cáo cực nhanh lại nhọn lại lệ vang lên, gần như là đồng thời, ngay khi âm thanh vang lên, Hoàng Linh Nhị công chúa Khương Huy Anh đã theo bản năng bay ngược. Mà Oa Linh Thánh tử Ngu Thọ thì còn chưa kịp phản ứng, nhưng với tài trí kinh người của hắn, nhìn thấy phản ứng kinh người của Hoàng Linh Nhị công chúa thì sắc mặt cũng kịch biến. Hỏa Linh thần tướng Ngu Thọ phía trước nhất, cùng với hơn 20 vị Hỏa Linh Oa tộc đạo cảnh, xung quanh nghe thấy âm thanh cảnh cáo này thì vẻ mặt có chút choáng váng. Bản năng đưa ánh mắt và thần niệm về lòng đất. Ngược lại chỉ có ba người của Hoàng Linh tộc nghe thấy nhị công chúa Khương Huy Anh, cảnh cáo thì thân hình khẽ động, định lui lại nhưng đã muộn rồi. Tiểu yêu đã phát động thì sao lại cho bọn hắn thời gian thoát đi. Ngay khi hỏa linh thần tướng ngu xí, cúi đầu đã thấy một sợi đằng đang lóe ra linh lực, hung hăng đâm vào trong quả cầu đen xì si tản ra khí tức khủng bố kia. Nhìn thấy quả cầu đen xì si tản ra khí tức khủng bố, hỏa linh thần tướng ngu xí lập tức nổ vang một tiếng, kịp phản ứng, cũng nghĩ tới. Cái đồ chơi này, lúc bọn hắn công phá huyết quang pháo đài đã gặp qua, uy năng của nó làm cho bọn hắn đến nay không rét mà run. Là cửu âm lôi châu mau lui lại. Dốc hết toàn lực hô lên câu nói này, đồng thời một đoàn người hỏa linh thần tướng ngu xí, lập tức bị cửu u âm lôi châu nổ tung tạo ra lôi vân thôn phệ. Nói cho đúng, ngay khi âm thanh của hỏa linh thần tướng ngu xí, vang lên đã bao phủ trong âm thanh lôi bạo. Vẻ mặt của oa linh thánh tử ngu thọ, cũng trong nháy mắt này trở nên vạn phần hoảng sợ. Tất cả tiên huyết trong cơ thể giống như ở trong nháy mắt này, phun lên gương mặt oa linh thánh tử ngu thọ, làm cho vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn mà khủng bố nói cho đúng phải là kinh hãi. Một khắc này, oa linh thánh tử, cảm thấy trái tim của hắn giống như bị một bàn tay vô hình hung ác nắm lấy, nắm đến hắn muốn ngạt thở. Đây chính là cửu u âm lôi châu. Cửu u âm lôi châu lôi vân thôn phệ một vị hỏa linh thần tướng của oa linh, nhất tộc bọn hắn, càng thôn phệ hết 21 tộc nhân oa linh. 22 vị oa linh tộc thân, có thể đoán được, chỉ sợ 22 người trong cửu u âm lôi châu lôi vân này, không có mấy người có thể sống sót. Sau khi kinh hãi thì bản thân Hoa Linh Thánh tử cũng bị kinh sợ thối lui, bởi vì cho dù là hắn, một khi hắn bị cuốn vào trong Lôi Vân Cửu U Âm Lôi Châu tạo ra thì không chết cũng phải trọng thương. Không chỉ là kiêng kỵ Cửu U Âm Lôi Châu đã bị nổ tung trước mắt này, hắn càng sợ trong tay Diệp Chân còn có Cửu U Âm Lôi Châu. Nếu ngay khi hắn tiến lên, ném về phía hắn một viên, vậy thì thật đặc sắc. Hoa Linh nhất tộc bọn hắn, thật vất vả mới hạ quyết tâm xé bỏ minh ước, lần nữa quay về Lạc Hoang đại lục. Hắn thân là Oa Linh Thánh Tử, ngày sau chính là đại ngộ của Đế Vương. Dù lúc này có đau lòng, thì hắn cũng không dám liều lĩnh nguy hiểm tính mạng đi cứu người. Cùng nhau bị cửu u âm lôi châu, lôi vân thôn phệ còn có ba vị tộc nhân của Hoàng Linh, nhất tộc và bốn vị ma tộc đạo cảnh. Mà ngay khi viên cửu u âm lôi châu này nổ tung, ma tộc đạo cảnh và giới vương cảnh tinh nhuệ xung quanh cũng nhao nhau vội vàng thối lui. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong cửu u âm lôi châu lôi vân vang dội tới hồng thân liệt diễm hộ thể hỏa linh thần tướng ngu xí quanh người liều lĩnh lôi quang kêu thảm từ trong cửu u âm lôi châu lôi vân vọt ra sau khi làm cho diệp chân ngoài ý muốn hơi có chút kinh hỉ chuyện được đọc bởi kênh haley audio không ngờ hỏa linh thần tướng ngu xí lại có thể mang theo hơn phân nửa nhục thân từ trong cửu u âm lôi châu lôi vân chạy ra trước đó thiên miếu đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư có một vị đều chỉ lấy nguyên linh chạy ra có thể thấy được thực lực của hỏa linh thần tướng này thật lớn mạnh hơn cường giả đạo cảnh hậu kỳ bình thường. Đây là ngoài ý muốn. Đối với Diệp Trân thì kinh hỉ là tộc nhân oa linh nhất tộc, ở trong đôi mắt của hắn đều là tài liệu tốt hình người ngưng, luyện oa linh tinh hồn châu. Không chút do dự, một thái âm thần lôi lập tức đánh lên đỉnh đầu hỏa linh thần tướng ngu xí. Vừa mới dùng hết toàn lực chạy thoát, lúc này hỏa linh thần tướng ngu xí sao có thể phòng bị được Diệp Trân, dùng thái âm thần lôi, đánh lén. Khuôn mặt hóa thành than cháy, nguyên linh nhận kịch liệt chấn động, hỏa linh thần tướng ngu xí lập tức có như vậy một khắc thất thần. Không cần diệp chân phân phó, 36 mai hoa đoạt nguyên châm, của tiểu yêu đợi sẵn trong lòng đất bỗng nhiên thoát ra, đâm vào trong cơ thể hỏa linh thần tướng ngu xí. 36 mai hoa đoạt nguyên châm nhập thể khống chế ngu xí lại, tiểu yêu thật nhanh kéo ngu xí về phương hướng của diệp chân. Tiểu yêu và diệp chân phối tặng ăn y qua nhiều năm như thế cũng không phải chơi không. Xuất thủ ổn chuẩn hung ác, gần như ngay khi hỏa linh thần tướng ngu xí, lao ra đã lập tức bị tiểu yêu bắt sống. Hoa linh thánh tử ngu thọ đang vội vàng thối lui thế cảnh này, thì giận đến muốn rách cả mí mắt. Muốn hắn ngồi nhìn hỏa linh thần tướng ngu xí đã chạy thoát lại rơi vào hổ khẩu của Diệp Trân, chuyện này không thể nào. Càng chết là, trước đó mấy tên oa linh tộc thân bị Diệp Trân tù binh, không một ngoại lệ nào, toàn bộ bị Diệp Trân diệt sát. Một khi hỏa linh thần tướng ngu xí bị Diệp Trân bắt sống, vậy hỏa linh thần tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lưu lại cho ta tức giận gào thét một tiếng, ngay khi oa linh thánh tử ngu thọ vọt tới trước, sóng ánh sáng ngũ sắc ngũ hành đột ngột giống như gợn sóng đã hướng bốn phương tám hướng. Sóng ánh sáng ngũ sắc ngũ hành này có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt lay động qua phía trước tiểu yêu đang mang theo ngu xí quay lại. Thoáng chốc, không khí phía trước tiểu yêu trống rỗng giấy lên vô số liệt diễm. Toàn bộ không khí cũng ở trong nháy mắt này biến thành vô cùng sền sệt, làm cho tốc độ của tiểu yêu giảm bớt gấp đôi gấp bội mượn cơ hội này, oa linh thánh tử ngu thọ nhanh chóng đuổi đến gần tiểu yêu, mắt thấy sẽ đuổi kịp tiểu yêu thì một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, cùng với âm thanh đó là xích dương thần lôi, trực tiếp nổ ngoài cơ thể oa linh thánh tử, quang hoa ngũ sắc ngũ hành nhanh chóng giảm bớt, gắt gao ngăn cản bước chân oa linh thánh tử tiến lên. Cho dù oa linh thánh tử gầm thét liên tục thì ngũ hành thần thông của hắn cũng không cách nào ảnh hưởng đến xích dương thần lôi của Diệp Chân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu yêu đưa hỏa linh thần tướng ngu xí đến trong tay Diệp Chân, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, trái ngược sự im lặng của mấy ngày trước đây, lúc này đèn đuốc sáng trưng, mặc các loại phục sức tham mưu, văn lại, tướng lĩnh đến đi vội vàng. Trên bầu trời đại đô đốc phủ, phủ tấn tới lui ngang dọc, một cảnh tượng cực kỳ bận rộn. Trong đại điện nghị sự của đại đô đốc phủ, lấy tham mưu cổ nguyệt cầm đầu, hơn trăm tên tham mưu cao cấp đang đâu vào đấy mô phỏng ra một đầu, lại một đầu quân lệnh hoặc là điều lệnh. Theo cấp bậc quyền chức khác nhau, từng người đi lên đệ trình sửa chữa, cuối cùng tập hợp đến chỗ của Đại Đô đốc Cơ Nguyên. Lúc này, Đại Đô đốc Cơ Nguyên chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, nhìn những quân lệnh và điều lệnh này một lần, sau đó dùng ấn đánh lên thần hồn lạc ấn chuyên môn của hắn, lại từ phát văn lại chuyên môn đưa ra ngoài. Ngẫu nhiên có quân lệnh tương đối quan trọng thì mới có thể nhìn lâu hơn một chút. Đại kế mưu đồ nhiều năm như vậy, tối nay bắt đầu toàn diện chấp hành, làm cho Đại Đô đốc Cơ Nguyên lầm vào một loại bận rộn đã lâu không gặp. Nhưng cảm giác bận rộn này lại giúp Cơ Nguyên cảm nhận được một loại khoái cảm quyền lực không hiểu. Thường ngày, rất nhiều quân lệnh và điều lệnh, hắn cũng có thể tiện tay ký phát, nhưng tương đương với một bộ phận quân lệnh lại cần phải cân nhắc rất nhiều, chút ít quân lệnh và điều lệnh còn phải trình báo về quân bộ và lạc ấp. Cái gọi là đại trượng phu không thể một ngày không có quyền, theo đại đô đốc cơ nguyên, đại trượng phu không chỉ không thể một ngày không có quyền, càng phải trở thành chúa tể quyền lực. Cái gọi sinh ra là một đại trượng phu thì phải trở thành chúa tể chúng sinh. Những năm này, hắn vẫn luôn cố gắng vì mục tiêu này hôm nay rốt cục triệt để bước đi trên con đường này mặc dù con đường phía trước có gian nguy nhưng chỉ ngày đầu tiên bước lên hành trình này đã làm cho đại đô đốc cơ nguyên có một loại hưng phấn không hiểu hắn cảm thấy mình giống như trở lại lúc tuổi còn trẻ hào tình vạn trượng thật vất vả phải mới có một chút thời gian rảnh đại đô đốc cơ nguyên lập tức nhìn về phương hướng huyết hà quân thành đúng rồi quân sư tính thời gian con ta và hoàn vương cơ ngao còn có bọn người lưu bộ phong cũng sắp trở lại rồi đúng không trước khi chưa chấp hành đại kế cổ nguyệt nhiều nhất chỉ có thể coi là một tham mưu đỉnh cấp nhưng ngay khi bắt đầu chấp hành đại kế đại đô đốc cơ nguyên đã bái cổ nguyệt là quân sư ở trong kế hoạch của bọn hắn đám người từ huyết hà quân thành rút về chính là một bước cực kỳ quan trọng đại vương chớ gấp thế tử điện hạ ở huyết hà quân thành cho dù không có bất luận cái gì ngoài ý muốn muốn mang quân đoàn trưởng bình tây quân đoàn lưu bộ phong nhi tử của uy vương lưu vô bệnh về tới đây cũng cần phí chút năng lực quân sư cổ nguyệt nói đúng thế. Đại đô đốc cơ nguyên nhẹ gật đầu, ừm, vậy truyền tin cho thế tử. Đối với nhi tử uy vương lưu vô bệnh là lưu bộ phong, khi cần thiết có thể dùng vũ lực. Hơn nữa, nhất định phải sớm mang hoàn vương cơ ngao về. Hoàn vương này rơi vào trong tay chúng ta, chính là một con cờ cực kỳ quan trọng, tuyệt đối không thể xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đại đô đốc cơ nguyên nói, vâng, đại vương, ta sẽ lập tức đi. Cực kỳ đột ngột, một điểm ánh vàng xuất hiện từ phía chân trời, đồng thời bắt đầu nhanh chóng rơi về phương hướng đại đô đốc phủ đạo cảnh tuần thú ở bốn phương tám hướng lập tức khẩn trương lên không cần lo lắng một vị đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư thiên miếu nhìn thấy đạo kim quang này lông mày nhíu lại kim quang này chính là ánh sáng bí pháp vô thượng trung kim quang hộ nguyên phù của thiên miếu ta chỉ là nhìn thấy kim quang hộ nguyên phù này thì chắc chắn không phải chuyện tốt chẳng lẽ thiên miếu ta lại có nhân vật quan trọng bỏ mình vừa nghe đến đây ra đại đô đốc cơ nguyên còn có chút sợ run khóe miệng của quân sư Cổ Nguyệt lại không hiểu run lên, vẻ mặt kịch biến. Nếu người trong Thiên Miếu bỏ mình bỏ mình, Kim Quang Hộ Nguyên Phù này hẳn là che chở tàn hồn hoặc nguyên linh, tiến về Thiên Miếu phân điện hoặc hạ viện hoặc cứ điểm khác của Thiên Miếu, mà không phải đến Đại Đô Đốc phủ nhân ma chiến trường. Chỗ chết người nhất chính là, quan trọng đặc biệt nhân vật bên phía Đại Đô Đốc, bao gồm thế tử cơ cảnh, đều có Kim Quang Hộ Nguyên Phù được Thiên Miếu ban thưởng. Dưới mắt, nhân vật quan trọng trong Đại Đô Đốc phủ được ban cho Kim Quang Hộ Nguyên Phù bỏ mệnh. Chỉ có giải giác ba, bốn người, mà Thế tử cơ cảnh cũng ở trong đó. Sẽ không? Quân sư Cổ Nguyệt mơ hồ nhắc nhở mình, Thế tử có hai vị đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư bảo hộ thiếp thân, làm sao cũng không đến nỗi. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, vẻ mặt của quân sư Cổ Nguyệt đã ngây người, đại đô đốc cơ nguyên nguyên bản hăng hái, đôi mắt cũng đột ngột trừng tròn vo. Cảnh nhi! Ngươi làm sao? Thế tử điện hạ! Âm thanh của quân sư Cổ Nguyệt cũng ở trong nháy mắt này trở nên vô cùng đáng chát hắn đắng chát không phải chuyện thế tử cơ cảnh bỏ mình chỉ lấy nguyên linh trốn về mà là sau khi thế tử cơ cảnh bỏ trốn với nguyên linh sẽ dẫn tới một hệ liệt biến hóa những biến hóa này khá bất lợi đối với đại kế của bọn hắn nhất là hoàn vương cơ ngao và nhi tử của uy vương lưu vô bệnh lưu bộ phong còn có thất đại thủ tế đồ môn trường âm bát đại thủ tế cắt nghiễm mấy những nhân vật mấu chốt này đều có tác dụng phi thường quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo của bọn hắn thế nhưng theo thế tử cơ cảnh bị âm cũng đại biểu cho huyết hà quân thành chắc chắn xảy ra đại biến. Phụ Vương là cửu u âm Lôi Châu. Phụ Vương không hiểu thấu, tới trước một viên cửu u âm Lôi Châu, sau đó ta có các loại bí bảo hộ thân, có thể thân miễn, nhưng vừa chạy ra đã bị mấy đạo uy năng mạnh mẽ trực tiếp oanh sát nhục thân. Nếu không có Kim Quang hộ nguyên phủ, này thì sợ bây giờ nhi tử đã hồn phi phách tán. Trốn về Đại Đô đốc phủ, thế tử cơ cảnh vừa sợ vừa giận vừa tức. Lúc này, hắn hận không thể bắt người đã ám sát hắn dốc thịt từng tấc từng tấc cho nát đối với võ giả khác thì có nguyên linh chạy thoát đã là chuyện cực kỳ đại hạnh, nhất là cường giả đạo cảnh, tìm một bộ thân thể thích hợp cũng không khó, chỉ là ngày sau muốn đột phá tạo hóa cảnh sẽ càng thêm chút gian nan. Nhưng thế gian này, người có thể đột phá đến tạo hóa cảnh có thể xưng lông phượng sừng lân, không thể đột phá đến tạo hóa cảnh mới là bình thường. Đột phá mới là không bình thường. Cho nên, đối với cường giả đạo cảnh thì tổn thất nhục thân, cũng không phải chuyện gì không thể tiếp nhận. Nhưng đối với cơ cảnh, lại hoàn toàn không giống huyết mạch. Hắn tương lai phải tiếp nhận đại vị thế tử. Mất đi nhục thân, cho dù nguyên linh vẫn còn, cho dù có thể một lần nữa tìm được thân thể thích hợp, nhưng cũng đã mất đi huyết mạch hoàng tộc thuần chính. Một khắc này, ly thân vương cơ nguyên chỉ cảm thấy đầu oanh vang rền một chút, có một loại cảm giác mê man. Thế tử cơ cảnh chính là trưởng tử của hắn, cũng là nhi tử mà hắn coi trọng và đắc ý nhất, càng là người nối nghiệp hắn đã sớm dự định. Bằng không thì cũng sẽ không để cho hắn xuất trưởng thanh mang quân đoàn nhưng hôm nay lại không có nhục thân. Đối với hoàng tộc cực kỳ để ý huyết mạch, thì chuyện này quả thực là đả kích trí mạng nhất. Là ai? Là ai hại con ta? Ly thân vương cơ nguyên hiếm thấy gầm hét lên. Đi, đi tìm Hồng Nhu. Cha, cha ra lai lịch của viên cửu u âm lôi châu này. Đợi sau khi ly thân vương cơ nguyên gào thét xong, quân sư cổ nguyệt mới nhỏ giọng mở miệng. Đại vương, thế tử gặp chuyện, nhất định phải tra ra hung thủ. Nhưng việc cấp bách bây giờ chính là làm rõ ràng tình trạng của huyết hà quân thành mấy vị kia ở huyết hà quân thành cực kỳ quan trọng đối với đại nghiệp của đại vương có bọn hắn trong tay đại vương làm việc sẽ làm ít công to được quân sư cổ nguyệt nhắc nhở một chút trong lòng đại đô đốc cơ nguyên lập tức run lên kế hoạch này chính là hắn và cổ nguyệt tự mình từng bước một quyết định cho nên mấy vị kia ở huyết hà quân thành quan trọng bao nhiêu hắn lại quá rõ ràng cảnh nhi vậy ngươi có biết tình hình trước mắt trong huyết hà quân thành như thế nào không ly thân vương cơ nguyên hỏi nguyên linh của thế tử cơ cảnh mờ mịt lắc đầu phụ vương, hài tử gặp chuyện, nguyên linh một mình trốn về, tình hình nơi đó thật là không. Nhanh chóng liên hệ hoa dũng ở huyết hà quân thành. Ly thân vương cơ nguyên quát. Ngay sau đó đã có tin tức chuyển đến. Bẩm đại vương, hoa nguyên xoáy báo, hư không đại trận dịch chuyển tức thời trong trụ sở thanh mang. Quân đoàn ở huyết hà quân thành bị phá hủy triệt để, trước mắt vừa thu nạp loạn thế. Vậy thì tốt, mệnh lệnh hoa dũng thay đổi kế hoạch, lập tức mang theo hoàn vương cơ ngao rút lui khỏi tiền tuyến tốt nhất là lôi kéo thêm hai vị đại thủ tế và Lưu Bộ Phong. Bẩm Đại Vương, Hoa Nguyên soái báo, quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn Lưu Bộ Phong đang mượn cơ hội cường thế chỉnh biên huyết hà, quân thành còn sót lại của Thanh Mang quân đoàn, Hỏa Yến quân, tình huống nguy cơ. Tình huống nguy cơ. Mệnh lệnh Hoa Dũng có thể tùy cơ ứng biến, trực tiếp dùng vũ lực. Dưới tình huống vội vàng, Ly Thân Vương trực tiếp đi liên hệ với truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ chỗ Hoa Dũng, trực tiếp hạ lệnh cho tên tham mưu kia. Thế nhưng ngay khi tham mưu liên hệ Hoa Dũng, Vẻ mặt lại trở nên khẩn trương mãnh liệt, âm thanh cũng mang theo giọng nghẹn ngào. Bẩm Đại vương, đã mất liên hệ với Hoa Nguyên soái. Cái gì? Đại đô đốc phủ nhân ma chiến trường, dùng hết các loại phương pháp liên lạc với tướng lĩnh các cấp của Hỏa Yến quân và Thanh Mang quân đoàn, nhưng cũng không có bất kỳ đáp lại. Chuyện này làm cho Đại đô đốc cơ nguyên tức đến toàn thân phát run, liên tiếp quẳng mấy cái chén. Đại vương, vào lúc này tức giận cũng vô ích. Nếu huyết hà đã quân thành bên kia có biến, vậy chúng ta nên lập tức đưa ra ứng biến. Quân sư cổ nguyệt lần nữa mở miệng, liên tục hít sâu vài hơi, lúc này, đại đô đốc cơ nguyên mới hơi dừng lửa giận. Đại sự vừa mới bắt đầu, thế tử cơ cảnh bị âm, huyết hà quân thành kịch biến, chuyên này làm cho đại đô đốc cơ nguyên có một loại cảm giác xuất sư bất lợi. Quân sư, những người khác dễ nói, nhưng hoàn vương cơ ngao thì nhất định phải khống chế trong tay chúng ta. Khi nói chuyện, phân thân thánh địa chân truyền Hồng Nhu suy yếu đến thảm tập tĩnh đi đến. Hồng Nhu đang chữa thương, bị gấp gọi cũng một bụng buồn bực nhưng nghe thấy thế từ cơ cảnh bị âm huyết hà quân thành kịch biến hơn nữa còn có cửu âm lôi châu xuất hiện con mắt lập tức trừng cái tròn vo diệp chân tuyệt đối là tên tặc diệp chân này cửu âm lôi châu này thiên miếu ta cũng cực ít cũng cực ít chảy ra có thể là trước kia lúc ý đồ nội bộ công viện huyết hà cấm địa lại bị tên diệp chân kia thu được ba viên lúc ấy đại vương cũng tận mắt thấy hồng nhu nói trải qua hồng nhu nhắc nhở như vậy con mắt của ly thân vương cơ nguyên lập tức trừng tròn vo nguyên linh của thế tử cơ cảnh cũng càng tức giận gầm hét lên diệp chân lại là tặc tử diệp chân này hại ta ta muốn diệt cửu tộc hắn ta muốn làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong thế tử cơ cảnh cuồng loạn gầm hét lên vẻ mặt vô cùng oán độc ly thân vương cơ nguyên nhìn chòng chọc vào thánh địa chân truyền hồng nhu hai mắt như muốn phun lửa đại sư nguyên bản diệp chân kia sẽ tuyệt đối không có năng lực ám sát con ta nhưng hắn có được cửu âm lôi châu, mặc dù không trách các ngươi, nhưng cũng có quan hệ với các ngươi. Đối với chuyện này, bản vương chỉ có một yêu cầu, thiên miếu các ngươi phải trong thời gian ngắn nhất chém giết tặc tử này, đồng thời mang nguyên linh của Diệp chân đến cho con ta chút giận. Nói thật, dù từ trình độ nào đó, sau khi thế tử cơ cảnh tại mất đi nhục thân, giá trị đã giảm mạnh, nhưng ly thân vương cơ nguyên vẫn nghĩ đến báo thủ xuất khí cho nhi tử, có thể thấy được hắn yêu thương cơ cảnh như thế nào. Càng có thể thấy chiêu này của Diệp chân cũng tạo thành đả kích tổn thương vô cùng lớn đối với hắn. Vẻ mặt của Hồng Nhu hơi ngưng lại, sau đó nói: Truy cập halaji.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Không dối gạt Đại Vương, Diệp chân này, trong tay hẳn là nắm giữ một món Tiên Thiên Linh Bảo loại không gian hiếm thấy. Nhật Nguyệt Thiên Thiên Khôi của ta đã chuyển xuống dụ lệnh, trong thời gian ngắn nhất phải chém giết kẻ này, đồng thời thu hồi món Tiên Thiên Linh Bảo loại không gian kia. Nhưng trước đó chúng ta không rõ tung tích tặc này lúc này lại xuất hiện ở trong huyết hà cấm địa, cao thủ thiên miếu ta tạm thời không tiện tiến vào huyết hà cấm địa. Cho nên, còn xin đại vương đợi chút, chỉ cần một khi có cơ hội, cao thủ thiên miếu ta sẽ lập tức ra tay, đến lúc đó, chắc chắn sẽ mang nguyên linh của hắn về giao cho đại vương và thế tử xử trí. Hồng Nhu thành khẩn nói, vậy bản vương sẽ đợi. Lúc này, ly thân vương cơ nguyên cũng một mặt giữ tợn đầy sát ý. Trong huyết hà quân thành, sau khi trải qua hỗn loạn ngắn ngủi, trừ nguyên soái hỏa yến quân hoa dũng cùng với hai vị tướng lĩnh thân tín không phối hợp bất ngờ không đề phòng bị quân đoàn trưởng bình tây quân đoàn lưu bộ phong khống chế những người khác bao gồm mấy vị tướng lãnh cao cấp may mắn còn sống sót của thanh mang quân đoàn đều biểu thị nguyện ý tiếp nhận lưu bộ phong lâm thời chỉnh biên dù sao thì có hoàn vương cơ ngao và tổ thần điện thất đại thủ tế đồ môn trường âm bát đại thủ tế cát nhiễm giúp đỡ lưu bộ phong vừa đến đã hủy hư không na di đại trận trong thời gian ngắn muốn trùng kiến một tòa nữa căn bản không thể nào mà huyết hà cấm địa thất thủ sắp đến, phòng tuyến nhân ma chiến trường thất thủ cũng sắp đến, tiếp nhận chỉnh biên chỉnh hợp lực lượng là hy vọng chạy thoát duy nhất của bọn hắn. Thứ hai, đại đô đốc cơ nguyên mưu đồ đại sự, đừng nói binh sĩ tầng dưới, cho dù tướng lãnh cao cấp trong thanh mang quân đoàn và hỏa yến quân cũng không biết. Rõ ràng tình huống trong đó chỉ có thế tử cơ cảnh, nguyên soái hỏa yến quân hoa dũng và một vài tướng lĩnh thân tín. Những binh lính và tướng lĩnh khác của thanh mang quân đoàn và hỏa yến quân, Lúc này, bọn hắn vẫn như cũ là binh sĩ Đại Chu, chỉ cần người xuất lĩnh bọn hắn là tướng lĩnh Đại Chu thì không vấn đề. Huống chi, có Hoàn Vương Điện Hạ huyết mạch tôn quý như thế, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Thấy tình thế đã ổn định lại, Lưu Bộ Phong mới thở dài một hơi, bắt đầu nhanh chóng an bài chỉnh biên. Hắn muốn tiến hành trọng biên trình độ nhất định với sĩ tốt của Thanh Mang, quân đoàn và hỏa yến quân, mặc dù chuyện này sẽ ảnh hưởng đến chiến lực. Nhưng trên chiến trường, quan trọng là làm được kỷ luật nghiêm minh, bởi vì tiếp theo nếu không có bất ngờ gì xảy ra bọn hắn sẽ tiến hành một trận liên chiến vô cùng chật vật quanh co cũng nhờ có diệp chân đề nghị làm cho hắn ngay lập tức đưa ra quyết định thuyết phục hoàn vương cơ ngao và hai vị đại thủ tế bằng không chỉ từ việc vừa rồi hắn lấy được mệnh lệnh của đại đô đốc cơ nguyên gửi cho nguyên soái hỏa yến quân hoa dũng nếu muộn một hồi người gặp nạn xui xẻo sẽ chính là hắn chỉ là không biết cái tên diệp chân này thế nào rồi lưu bộ phong vô ý thức nhìn về phương hướng huyết quang pháo đài trong huyết hà cấm địa mắt thấy hỏa linh thần tướng ngu xí bị diệp chân bắt sống dưới tình huống oa linh thánh tử ngu thọ một mình không cách cứu viện cũng rất tức giận mà trước đó oa linh tộc nhân khác bị lôi vân thôn phệ cũng có rất nhiều người tu vi mạnh mẽ liều mạng che chở nguyên linh chạy thoát thế nhưng có diệp chân đi trước làm tiền lệ các tư tế tổ thần điện cũng không phải người ngu hoặc dùng lôi phù hoặc dùng bí pháp lôi hệ thần thông liên tục đánh về phía nguyên thần của những oa linh tộc vừa chạy thoát những nguyên linh của oa linh tộc vừa chạy ra khỏi cửu u âm lôi châu oanh kích còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vô số lôi đình thôn phệ trừ hỏa linh thần tướng ngu xí ra 21 người khác toàn quân bị diệt bao gồm mấy vị ma tộc đạo cảnh ba vị tộc nhân hoàng linh nhất tộc cũng không thể sống sót dưới một viên cửu u âm lôi châu này một màn này làm cho khóe mắt của oa linh thánh tử ngu thọ trực tiếp nổ tung đau lòng đến muốn thổ huyết họ diệp ngu thọ ta lấy danh oa linh thánh tử thế với trời chắc chắn sẽ bóp nát xương người thành cho Nghe vậy, Diệp Trân lại cười lạnh. Thế nào, mới chết hơn 20 tộc nhân đã chịu không được rồi sao? Đại chu ta bởi vì trận chiến này mà hơn trăm vạn nam nhi nhiệt huyết đã chiến tử, thì sao? Không giống. Huyết mạch đại chu nhân tộc, các người đề tiện sao có thể so sánh với oa linh nhân tộc ta? Huyết mạch nhân tộc ta đề tiện, vậy vì sao oa linh nhân tộc ngươi không thay đổi tên là oa linh quỷ tộc, oa linh cẩu tộc, oa linh tặc tộc, sao còn phải gọi là oa linh nhân tộc? Diệp chân dùng giọng mỉa mai, qua linh thánh tử ngu thọ lần nữa giận dữ, im ngay, ngươi cũng dám vũ nhục qua linh ta. Nói tới đây, âm thanh của oa linh thánh tử đột nhiên dừng lại, lúc này, này lại bị diệp chân bao lấy hai chữ nhân tộc phía sau, lại có chút nói không nên lời. Hừ, một đám người quên nguồn quên gốc. Diệp chân hung hăng nhổ một ngụm nước bọt về phía oa linh thánh tử. Đều là cha sinh mẹ dưỡng, dựa vào cái gì mạng của các ngươi là mạnh, mệnh của binh sĩ đại chu ta không phải là mạng. Kẻ giết người, vĩnh viễn sẽ có ngày bị giết các ngươi trợ giúp ma tộc tàn sát binh sĩ đại chu ta như thế, một ngày nào đó, tất có họa diệt tộc. Lúc này, lời nói của Diệp Trân làm cho Oa Linh Thánh Tử liên tục biến sắc. Diệt tộc, vẻ mặt của Oa Linh Thánh Tử nghiêm một chút. Quả thực là ý nghĩ hão huyền. Cũng được, hôm nay, bản Thánh Tử sẽ đánh bạc tất cả mặt mũi, bao vây tiêu diệt người đến chết. Cũng trong mấy hơi này, ít nhất có trên 60 vị đạo cảnh thái cổ Oa Linh, nhất tộc tập kết đến phía sau Oa Linh Thánh Tử. Hôm nay, các ngươi cùng ta bao vây tiêu diệt kẻ này, báo thù huyết hận cho tộc nhân đã chết đi. Trong lúc gầm thét, Hoa Linh Thánh Tử vung tay lên, định mang theo một đám đạo cảnh tộc nhân, không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Chân. Nhưng ngay khi hắn gầm thét, Diệp Chân lại cười lạnh một tiếng, vô cùng khinh miệt nhìn lướt qua Hoa Linh Thánh Tử, "Chỉ bằng các ngươi, ngươi cho rằng ngươi chỉ là một nửa bước đạo cảnh nho nhỏ, tính là thứ gì chứ?" Hoa Linh Thánh Tử gầm thét, "Chỉ bằng cái này" đầu ngón tay diệp chân nhoáng một cái một hạt trâu màu đen thẫm xuất hiện lập tức đã dọa cho sắc mặt bọn người oa linh thánh tử kịch biến từng người bỗng nhiên ngơ ngác cửu ủ âm lôi châu trên đầu ngón tay của diệp chân lại xuất hiện một viên cửu u âm lôi châu tản ra khí tức khủng bố cái này khiến oa linh thánh tử và một đám oa linh tộc nhân nhao nhao dừng bước sắc mặt của oa linh thánh tử đột ngột biến thành vô cùng khó coi viên cửu ủ âm lôi châu này đối với tình hình trước mắt tuyệt đối là đại sát khí Đương nhiên, bằng viên cửu u âm lôi châu này còn không giết được hắn, giống như giết không được hỏa linh thần tướng ngu xí. Nhưng một viên cửu âm lôi châu này lại có thể sáng tạo ra cơ hội chảm giết hắn. Càng quan trọng là, trừ oa linh tộc nhân và ngũ linh thần tướng khác ra, những oa linh tộc nhân khác, dưới viên cửu âm lôi châu này tuyệt đối không thể sống sót. Vừa mới bị một viên cửu âm lôi châu của Diệp chân đánh chết ít nhất 21 vị đạo cảnh oa linh, tộc nhân đã làm cho oa linh thánh tử đau đến muốn ngạt thở. Trước mắt, tổng nhân khẩu của oa linh nhất tộc bọn hắn còn chưa quá 5 vạn người. Trong 5 vạn oa linh tộc nhân này, đạo cảnh oa linh cũng chỉ khó khăn lắm chiếm số lượng 3 ngàn. Mỗi khi chết một người đều là tổn thất to lớn của thái cổ oa linh nhất tộc. Cho nên, dù lúc này hắn hận không thể bóp xương diệp chân nát thành cho, nhưng cũng không dám để cho tộc nhân liều chết tiến lên. Cùng nhau dừng bước, còn có hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh. Vừa rồi, viên cửu âm lôi châu kia oanh kích đã có ba người của hoàng linh tộc, chết thảm tại chỗ. Thật ra thì, giống như Thái cổ Oa linh nhất tộc, Hoàng linh nhất tộc cũng gặp phải vấn đề giống như trước. Không nói Cửu U Âm Lôi Châu đối bản thân Hoàng linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng có uy hiếp, Khương Huy Anh càng không có khả năng để cho lực lượng tinh anh trong tộc mà nàng mang tới đi chịu chết. Cùng dừng bước, còn có ma tộc đạo cảnh. Cho dù là dạng gì thì đều sẽ theo bản năng xu lợi tránh hại. Dưới sự uy hiếp của Cửu U Âm Lôi Châu, sắc mặt của gần trăm đạo cảnh kịch biến dừng bước, không dám tiến lên trước. Cái này khiến từ khi cửa vào huyết hà cấm địa thất thủ đến nay, sĩ tốt và cao thủ đại chu vẫn đang trong chiến đấu cường độ cao, có được cơ hội thở dốc. Là nam tử Hán thì xông qua đây. Diệp chân lung lai cửu u âm lôi châu trong tay, ngoắc ngón tay về phía oa linh thánh tử ngu thọ, một mặt xem thường. Người sau thì sắc mặt tái xanh, nhưng lại không thể làm gì. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng hoan hô của sĩ tốt đại chu đột một vang tận mây xanh. Đại soái uy vũ. Đại soái uy vũ. Đại soái uy vũ. Hậu Phương, lúc này, sắc mặt của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã biến thành vô cùng khó coi. Hắn thấy, Diệp Chân này chính là khắc tinh của hắn. Nguyên bản, lúc này triệt để công chiến huyết hà cấm địa đã là chuyện thuận lý thành trương, nhưng Diệp Chân này vừa về đến đã xảy ra biến số. Thái tử điện hạ chớ buồn, dù Diệp Chân trở về thì cũng sẽ không thay đổi được sự thật là chỉ có một đội tàn quân cô độc trong huyết hà cấm địa này, giết một thì ít một. Một viên cửu u âm lôi châu lại có thể oanh giết bao nhiêu người? Tiên tri ma sư thất su tự tin nói. Diệp chân trở về, nhiều nhất cũng thoáng chỉ hoãn một chút thời gian chúng ta triệt để công chiếm huyết hà, cấm địa mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Tiếp tục tiến công. Tiên tri ma sư thất su kiên định nói, loại bảo bối cửu âm lôi châu này, trong tay Diệp chân không thể nào có quá nhiều. Nếu thật sự có không ít cửu âm lôi châu, thì lúc này sớm trùng sát vào trong trận doanh quân ta dùng đến, mà không phải dùng để uy hiếp oa linh thánh tử. Đúng vậy. Ma Hoàng Nghị Thái tử truy Nhật giữ tợn cười một tiếng, chiến tranh nào có chuyện không chết người. Mệnh lệnh các quân tiếp tục tiến công, nhưng có thể giảm mật độ tiến công xuống, nhất là cường giả đạo cảnh, để phòng viên cửu u âm lôi châu trong tay đối phương tạo thành đại lượng thương vong. Đối với ma tộc thì mỗi một đạo cảnh bỏ mình cũng là tổn thất cực lớn. Nếu đạo cảnh bỏ mình quá nhiều, bọn hắn cũng không thể nào chịu được. Nhưng số lượng đạo cảnh bỏ mình trong giới hạn nhất định thì bọn hắn lại là có thể tiếp nhận. Không bao lâu sau, từng nhánh đại quân ma tộc phân tán ra do ma tộc đạo cảnh dẫn đầu, lần nữa vây công tới. Diệp Trân đương nhiên hiểu rõ, một viên cửu âm lôi châu, thì nhiều nhất chỉ có thể bao trùm phạm vi 300 mét, không thể nào dọa lùi đại quân ma tộc. Nhiều lắm là diệt khí diễm của một đoàn người oa linh thánh tử cực kỳ tiếc mệnh, làm cho sĩ tốt đại chu thở một ngụ mà thôi. Diệp Trân xuất hiện làm cho tân nhiệm quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Miêu Bích, Bắc Hải Thiên Lãng quân Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ Chiến Khu Hạ Kỳ, chủ động đến đây báo cáo tình huống các quân trước mắt. Đây chính là tác dụng của thống soái. Chỉnh hợp, chỉnh hợp lực lượng các quân, chủ tính vận dụng chung. Lúc này, sức mạnh còn sót lại của các quân so với trong tưởng tượng của Diệp Chân thì tốt hơn nhiều. Bởi vì chiến đấu lúc trước chủ yếu là tại đạo cảnh và giới vương cảnh tiến hành, sĩ tốt tam quân thương vong cũng không lớn. Trước đó, lui vào đại quân huyết hà cấm địa có tất cả 40 vạn, trong hơn nửa canh giờ này, chiến tổn chỉ mới một vạn người mà thôi nhìn đại quân ma tộc một lần nữa giết tới diệp chân lập tức ra lệnh đạo cảnh ở bên phá thiên chu long nỗ ở giữa viêm linh bạo ma nỗ ở trên áp chế ma tộc mệnh lệnh thổ linh điện tế ti nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chế tạo ra một đầu hẹp dài có lợi cho phá thiên chu long nỗ phát huy lực lượng công sự phòng ngự ích thủ khó công từng mệnh lệnh được đưa xuống chí ít không hỗn loạn giống như trước đó lại thêm cửu âm lôi châu uy hiếp làm cho tốc độ của đại quân ma tộc trở nên chậm hơn rất nhiều Sĩ tốt bình thường thì đây có lẽ là chuyện tốt, nhưng trong lòng Diệp Trân lại vô cùng bi ai. Số lượng sĩ tốt đại tru trong huyết hà cấm địa, tính luôn cả thụ thương cũng chỉ 40 vạn. Thời gian mỗi qua một chút sẽ chết trận một bộ phận. Cuối cùng, số lượng sĩ tốt đại tru trong huyết hà cấm địa sẽ càng ngày càng ít. Hắn trở về cũng chỉ có thể chỉ hoãn thời gian thất thủ của huyết hà, cấm địa mấy ngày mà thôi. Nhưng vấn đề là, chẳng lẽ Diệp Trân phải từng bước một tự tay mang theo những binh sĩ Bắc Hải Thiên? lãng quân tín nhiệm hắn, các huynh đệ quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ chiến khu, trấn Nam quân đoàn, từng người chiến tử ở đây. Chuyện đó tuyệt đối không phải chuyện Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, Thái thượng trưởng lão Ô Liễn, cực kỳ tinh thông trận pháp đã cho Diệp Chân một kinh hỉ cực lớn. Từ huyết hà cấm địa cửa vào thất thủ bắt đầu, Thái thượng trưởng lão Ô Liễn đã ở hậu phương bố trí một trận pháp tên là Tứ Linh Tứ Thú Khốn Sát Đại Trận, dùng để ngăn cản đại quân ma tộc, tranh thủ thời gian bố phòng cho đại quân đại chu. Một khắc đồng hồ sau, vô tận xương trắng đất bằng dâng lên, đại quân đại chu biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, đại quân ma tộc xâm nhập vào đại trận lại như con ruồi không đầu, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Có đại trận này ngăn địch, Diệp Chân cùng đại quân dưới trướng, rốt cục lấy được cơ hội thở dốc ngắn ngủi. Lúc Diệp Chân nhìn thấy Thái thượng trưởng lão Ô Liễn thì sắc mặt của hắn đã khô héo, trong đôi mắt che kín tơ máu. Thái thượng, không biết đại trận này có thể ngăn cản đại quân ma tộc bao lâu? Diệp Chân ngay lập tức hỏi. Vội vã bố trí, lại để tế vệ không tinh thông trận pháp vận chuyển đại quân tọa trấn ở giữa, trận này nhiều nhất có thể ngăn cản đại quân ma tộc một canh giờ. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn nói, chỉ có thể một canh giờ sao? Khóe miệng Diệp Chân có chút đắng chát. Đúng, nhiều nhất chỉ có thể một canh giờ. Trong đại quân ma tộc cũng có cao nhân, nói không chừng chỉ có thể chống đỡ nửa canh giờ. Nói xong câu đó, Thái thượng trưởng lão Ô Liễn đột nhiên kéo Diệp Chân một phát nói, bớt nói nhiều lời, ngươi nhanh chóng đi theo ta. Làm gì? diệp chân hơi ngạc nhiên hỏi thái thượng lúc này ta không thể đi được ta nhất định phải thừa dịp thời gian quý giá này tự mình an bài công sự phòng ngự tự mình bố phòng diệp chân nói hữu dụng không thái thượng trưởng lão ô liễn lạnh lùng nhìn chằm chằm diệp chân một chút có thể giữ vững huyết hà cấm địa không mất sao diệp chân ngơ ngác trong miệng đột ngột lộ ra nụ cười tràn đầy đắng chát cay đắng không cách nào nuốt xuống đã vô dụng vậy thì cũng không cần tốn thời gian nữa giờ phút này, còn có chuyện quan trọng hơn kéo dài thời gian giao cho người làm. Hơn nữa, đây cũng mệnh lệnh của thông nạp. Thái thượng trưởng lão ô liễn nói, chuyện quan trọng hơn. Đúng vậy, đây cũng là trước đó ngươi tự mình điều tra ra được. Huyết quang đại trận thần bí tầng thứ ba đến cùng có cái gì, hoặc là tồn tại cái gì đã nghiên cứu ra chút ra lông. Nhanh đi theo ta. Khẽ quát một tiếng, thái thượng trưởng lão ô liễn vội vàng đi về phía trước, diệp, chân cũng chỉ có thể đuổi theo thái thượng trưởng lão ô liễn mang theo diệp chân xuyên qua tầng tầng đại trận thủ vệ cuối cùng đến trước tầng huyết sắc quang mạc vô cùng dày đặc của huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất mà trước đó diệp chân phát hiện ra khác biệt là lúc này trước huyết sắc quang mạc vô cùng dày đặc đó che kín đủ loại trận pháp đường vân những trận pháp đường vân này giống như này mở rất nhiều miệng trên huyết sắc quang mạc không ngừng có dòng sông đỏ như máu chảy ra bốn phương tám hướng lúc này nhị đại thủ tế thông nạp cũng đứng ở đây chỉ có điều thường ngày nhị đại thủ tế thông nạp luôn ưỡn lưng thẳng tắp thì này, nhìn qua lại hết sức còng lưng. Diệp chân ngươi có biết khi lão phu biết được ngươi trở về, tâm tình cao hứng cỡ nào sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhị đại thủ tế thông nạp chậm rãi quay người, trên mặt già tràn đầy nụ cười, không một chút huyết sắc, làm cho đại thủ tế lo lắng. Diệp chân hơi không người. Không phải như ngươi nghĩ. Nhị đại thủ tế thông nạp hơi tốn sức thở ra một hơi. Hiển nhiên, trước đó hắn cũng bị thương rất nặng ngươi phải biết nếu đổi thành một người khác nếu trước kia có thể rời khỏi huyết hà cấm địa lão phu cao hứng còn không kịp đâu nếu hắn trả lại huyết hà cấm địa đã thành phần mộ lão phu tuyệt đối sẽ hận không thể cắt đứt chân của hắn thế nhưng ngươi không giống ta không giống phần mộ huyết hà cấm địa diệp chân nghi hoặc nhấm nuốt những lời này của thông nhị đại thủ tế lúc này huyết hà cấm địa đúng là phần mộ như đệ nhị đại thủ tế nói bởi vì ngươi là nhân vật mấu chốt duy nhất có thể hạ thấp nhất hậu quả sau khi huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất này bộc phát hai mắt nhị đại thủ tế thông nạp tỏa sáng nhìn chòng chọc vào diệp chân tổ thần điện và lạc ấp truyền đến tin tức ngươi có một bộ ma tộc đạo cảnh phân thân còn có một mặt huyết kỳ lấy lực lượng mặt trái làm chủ có phải thế không trước đó sở dĩ ngươi có thể nhẹ nhõm tìm hiểu được tình báo huyết quang đại trận thần bí tầng thứ ba này cũng bởi vì việc này nhị đại thủ tế hướng về phía diệp chân hỏi lông mày diệp chân hơi nhíu lại nhẹ gật đầu chuyện này hắn đã bí mật hồi bẩm với nhân tôn hoàng cơ long để giải thích nào đó một số chuyện không ngờ ngay cả trong tổ thần điện đều biết không nên trách bất kỳ kẻ nào bởi vì bây giờ ngươi là người duy nhất có thể ngăn cản tên kia phục sinh đệ nhị đại thủ tế nói tên kia phục sinh là ai sắp phục sinh chẳng lẽ tác dụng chân chính của huyết quang đại trận thần bí tầng thứ ba dưới lòng đất này là phục sinh người nào đó lấy cơ chí của diệp chân lập tức chỉ bằng mấy câu giải rác của nhị đại thủ tế thông nạp mà suy đoán ra một ít tin tức mấu chốt nhị đại thủ tế thông nạp nặng nề gật đầu một cái diệp chân suy đoán của ngươi không sai tác dụng chân chính của huyết quang đại trận thần bí tầng thứ ba dưới lòng đất này chính là phục sinh nhưng không phải phục sinh người nào đó mà là phục sinh một vị thượng cổ thiên ngoại ma thần nào đó cực kỳ cường đại và kinh khủng thiên ngoại ma thần diệp chân nhạy cảm nắm được chữ mấu chốt này đại thủ tế thượng cổ ma thần và thượng cổ thiên ngoại ma thần có quan hệ như thế nào, khác nhau ở chỗ nào. Nhị đại thủ tế thông nạp không giải thích mà chỉ đưa cho Diệp Trân một ngọc giản, thần niệm của Diệp Trân quét qua, trong chớp mắt, cái gì cũng sáng tỏ. Thật ra, thượng cổ ma thần và thượng cổ thiên ngoại ma thần, thì vẫn chỉ là ma tộc đang rằng co với đại chu. Nhưng, thượng cổ thiên ngoại ma thần là chỉ một nhóm ma tộc hơn 10 vạn năm trước, sớm nhất từ thiên ngoại giáng lâm lên hồng hoang đại lục. Trên cơ bản, nhóm thượng cổ ma thần, này đều là dòng dõi hậu duệ huyết mạch của những thượng cổ thiên ngoại ma thần. Nói đơn giản một chút, thượng cổ thiên ngoại ma thần chính là thiên ngoại ma thần không biết sinh ra ở phương nào, từ thiên ngoại trực tiếp giáng lâm từ thời thượng cổ. Mà thượng cổ ma thần thì sinh ra ở Hồng Hoang đại lục, lại hoặc là ma thần từ các đại tiểu thế giới xung quanh Hồng Hoang đại lục. Dưới tình huống bình thường, chiến lực của thượng cổ thiên ngoại ma thần gấp mấy lần những thượng cổ ma thần kia. Năm đó, nhóm Tổ thần điện thánh tế có thể chọi cứng với những thượng cổ ma thần kia nhưng lúc đối chiến với những thượng cổ thiên ngoại ma thần, lại có thể bị chúng đánh bại nhẹ nhõm thậm chí là chém giết. Bình thường, cần 4 đến 5 vị thánh tế mới có thể đấu lại một vị thượng cổ thiên ngoại ma thần. Những thượng cổ thiên ngoại ma thần này được tổ thần điện xưng là thượng cổ dị vực ma thần. Những tồn tại đỉnh tiêm trong thượng cổ dị vực ma thần này thường cần thánh tế, đứng đầu nhất của tổ thần điện mới có thể đối phó. Trong đó có 9 vị dị vực ma thần đứng đầu nhất, mỗi một vị tổ thần điện đều trả giá đại giới ít nhất hai vị đỉnh tiêm thánh tế mới có thể chém giết chín vị này được tổ thần điện xưng là thần vương thượng cổ ma thần trong ma thần cung lại được bọn hắn xưng là thủy tổ ma thần sau khi trận pháp đường vân của huyết quang đại trận thần bí lòng đất này được đưa đến lạc ấp và tổ thần điện tổ thần điện và lạc ấp tìm đọc trước sau hơn mười vạn năm tài liệu bí mật cùng văn hiến thu được từ ma tộc huyết quang đại trận thần bí tầng thứ ba dưới lòng đất này rất có thể là một tòa đại trận cực kỳ cổ xưa thu thập lực lượng phục sinh ma thần lạc ấp và tổ thần điện nghiên cứu thật lâu cho rằng huyết quang đại trận thần bí tầng thứ ba dưới lòng đất này là trận pháp phục sinh mà đối tượng phục sinh rất có thể là một vị thủy tổ ma thần nào đó cũng chỉ có phục sinh một vị thủy tổ ma thần mới cần thời gian tích lũy dài đến vài vạn năm mới có thể phục sinh thành công cũng chỉ có phục sinh một vị thủy tổ ma thần thì ý nghĩa của nó mới có thể bù đắp được mưu đồ và chuẩn bị này dài đến vài vạn năm thậm chí là mười vạn năm của ma tộc cũng chỉ có phục sinh một vị thủy tổ ma thần mới có giá trị và tác dụng cùng vô cùng trọng đại ý nghĩa chiến lược như vậy có thể đây là kế hoạch của ma tộc nhưng đối với tổ thần điện thì ma tộc phục sinh thủy tổ ma thần của bọn hắn thế nhưng đạo tổ năm đó chiến lược đuổi sát thánh tế đứng đầu nhất của tổ thần điện đã sớm bỏ mình vô số năm cũng chính là năm đó vì trong này chỉnh đối phó với sự khoách trương của những dị vực ma thần mà tổ thần điện thánh tế bỏ mình quá nhiều này mới đưa đến hiện nay tổ thần điện thánh tế cũng tức tạo hóa thần nhân luôn luôn thiếu khuyết, xuất hiện điểm khuyết cực lớn. Bằng không, lấy sự điên cuồng của những thánh tế, cho thiên miếu mười lá gan, cũng không dám để tạo hóa thần nhân của bọn hắn nhúng tay vào chiến tranh thế tục, cũng không dám ủng hộ một vị thân vương nào đó phân liệt đại chu. Đây cũng là vấn đề lớn nhất hiện tại. Nếu thật sự phục sinh là thủy tổ ma thần, tổ thần điện đã mất đi đỉnh tiêm thánh tế sớm như vậy lấy cái gì để đối kháng? Đã không có lực lượng đối kháng, tổ thần điện cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn cản vị ma tộc, có thể là thủy tổ ma thần này phục sinh. Thế nhưng, lực lượng mặt trái ở tầng 3 này lại ngưng luyện đến cực hạn, cho dù là u hồn điện đạo cảnh trong tổ thần điện chuyên tu lực lượng mặt trái, thì cũng không cách nào thuận lợi lẻn vào đến chỗ sâu. 57 vị, đệ nhị đại thủ tế thông nạp còng lưng, chỉ một cái cổng trên huyết sắc quang mạc nói, mấy năm qua, đạo cảnh từ nơi này đi vào, muốn phá hư bọn hắn phục sinh thủy tổ ma thần, đã có 57 vị. Mỗi một vị hoặc có đi không có về, hoặc là tại tối hậu quan đầu dùng bí pháp đưa tới dò xét đoạt được sau đó thân tử hồn tiêu ý của đại thủ tế là ta có khả năng diệp chân chỉ mình nói không sai ngươi là người có khả năng nhất đó nhưng vấn đề là ngăn cản thế nào trước đó diệp chân đã từng tiếp xúc với huyết quang đại trận tầng thứ ba lúc này trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ nhìn thoáng qua màn sáng to lớn trước mặt này nhị đại thủ tế thông nạp lại nhịn không được kịch liệt ho khan vài tiếng thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, tổ thần điện ta và ma tộc ác chiến hơn 10 vạn năm, đương nhiên có phương pháp khắc chế. Trong chữ vật giới chỉ này có chín viên hóa ma bảo châu, sau khi ngươi tìm được nơi mai táng thi cốt của thủy tổ ma thần, ở trong huyết quang đại trận tầng thứ ba, sau đó theo bí pháp dẫn động là được rồi. Ta có thể thử một chút. Diệp chân nhẹ gật đầu. Vừa nghe đến đây ra, nhị đại thủ tế, còn có thái thượng trưởng lão ô liễn không khỏi vui mừng quá đỗi, nhưng không chờ bọn hắn nói cái gì. Diệp chân lại mở miệng, nhưng vấn đề là ta đi vào vậy bắc hải thiên lãng quân ở đây bao gồm binh sĩ đại chu ta còn có các tư tế tổ thần điện bọn hắn phải làm sao còn có thể làm sao nơi này đã là một phần mộ lúc này nhị đại thủ tế thông nạp đờ đẫn nói đại thủ tế ta có một kế có thể giết địch cũng có thể cứu vô số người diệp chân đột nhiên mở miệng ngũ tiên đảo trong đại điện thần bí dưới lòng đất đường tôn hỗn nguyên đường cốc chủ đang quỳ gối trước phân thân hư ảnh sư tôn của hắn cũng tức là trước mặt phân thân hư ảnh thái thượng hỗn nguyên đường, vẻ mặt rất sợ hãi. Nghe xong cốc chủ hồi báo, trên gương mặt phân thân hư ảnh không nhìn ra hỉ nộ, nhưng từ mông lung thanh quang bao phủ trên mặt nhanh chóng cuồn cuộn, thì cũng biết được tâm tình của vị thái thượng vào giờ khắc này thật không tốt. Vẫn không tìm được. Phái đại lượng đệ tử ra, trong thời gian ngắn nhất, triệt để lục soát trong phạm vi 120 vạn dặm xung quanh ngũ tiên đảo, tất cả tìm đến 26 vị võ giả phù hợp điều kiện đạo cảnh sơ kỳ, nhưng, nhưng không một ai có thể làm cho âm dương thám linh châm có biến hóa. Hỗn nguyên đường thái thượng nhẹ nhàng nói, nhưng trong đó che giấu vô cùng tức giận. Không có ai biết, ý nghĩa trọng đại của tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, kia đối với hắn. Thật sự quá quan trọng. Mấy lần trước là đối phương đến đi vội vàng, nên mới bỏ lỡ. Mà lần này, lại tiếp tục bỏ lỡ. Giác rưởi Nổi giận quát một tiếng, thái thượng phân thân hư ảnh ngồi xếp bằng trong hư không bỗng nhiên đứng lên, chỉ tay về phía đường tôn cốc chủ nói uổng cho ngươi chấp trưởng hỗn nguyên đường nhiều năm như vậy ngay cả chút chuyện như vậy cũng làm không xong chẳng lẽ ngươi dự định để vi sư tự mình hiện thế xuất thủ sao đệ tử đáng chết sư tôn thứ tội mời sư tôn bất giận đường tôn cốc chủ liên tục không ngừng đập ngẩng đầu lên nhưng cũng vào lúc này uy áp vô cùng đáng sợ từ bốn phương tám hướng vọt tới làm cho cốc chủ có tu vi cao tới đạo cảnh đỉnh phong có một loại cảm giác không cách nào động đậy hình như ngay cả đầu ngón tay cũng không thể động đậy cốc chủ kinh hãi nhưng cũng chính là trong tích tắc như thế hỗn nguyên đường thái thượng hình như ý thức được hắn thất thố thần niệm thoáng thu lại loại cảm giác bị ép đến cả ngón tay cũng đều không thể động đậy một chút kia lập tức biến mất khỏi trên người cốc chủ sư tôn mặc dù lần này tìm được cường giả đạo cảnh không có bất kỳ người nào làm cho âm dương thám linh châm sinh ra cảm giác nhưng ngay tại sư tôn giao phó nhiệm vụ ở phía bắc ngũ tiên đảo ta có xuất hiện một người nấu hải vô cùng cường đại chúng ta lại không tìm được cốc chủ nói người nấu hải thấy sư tôn hỏi thăm cốc chủ liên tục không ngừng nói rõ tất cả những gì hắn biết ra nghe xong báo cáo trong đôi mắt của hỗn nguyên đường thái thượng lập tức tinh quang tăng vọt cha nghĩ hết biện pháp cha rõ ràng người nấu hải này cho vi sư đến cùng là ai vi sư có dự cảm người nấu hải này rất có thể chính là người vi sư muốn tìm hỗn nguyên đường thái thượng nói vâng đệ tử lĩnh mệnh sư tôn yên tâm Gặp qua người nấu hải kia cao tới mấy chục hơn trăm vạn thủy tộc Nghiễm Nguyên Long cung, chạy trốn từ trong tay hắn, lại thêm mạng lưới tình báo của Ngũ Tiên Đường ta, một chút là có thể tìm ra người này." Cốc Chủ bảo đảm nói. "Vậy thì tốt, ghi nhớ, nếu tra được thì trước đừng rêu giao hành động, nhất định phải bẩm báo vi sư, sau đó mới được hành động." Sở Dĩ Hỗn Nguyên Đường thái thượng giao phó như vậy là bởi vì sau khi hắn nghe được báo cáo kỹ càng về chuyện người nấu hải, trong lòng đã chắc chắn, người nấu hải này rất có thể là người có được Tiên Thiên Linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, mà hắn muốn tìm, Thái Dương chân hỏa chính là lực lượng mà người cường đại như tạo hóa thần nhân mới có thể nắm giữ vận dụng. Vừa hay tạo hóa thần nhân sẽ không dám biểu diễn lực lượng của mình ở trong thế tục. Thứ hai, nếu người nấu hải kia thật là tạo hóa thần nhân, Nghiễm Nguyên Long Vương chỉ là đạo cảnh lại dám đi lên gây sự hay sao? Nếu thật sự là như thế, cho dù người nấu biển kia phá đi Long cung của Nghiễm Nguyên Long Vương, thì Nghiễm Nguyên Long Vương cũng sẽ không dám thả nhiều một cái rắm nhiều lắm là sau khi xong việc đi tìm long thần tổ tông ở tứ hải long đình khóc lóc kể lể mà thôi như vậy nói cách khác trên cơ bản có thể xác định tu vi của người nấu hải kia cũng hẳn là đạo cảnh hơn nữa tuyệt đối sẽ không mạnh hơn Nghiễm nguyên long vương nhưng đạo cảnh thì sẽ không cách nào khống chế thái dương chân hòa vậy một đoàn thái dương chân hòa này là như thế nào vô cùng đột ngột giáng lâm trên bắc hải đáp án vô cùng rõ ràng tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu chỉ có tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu mới có lực lượng na di thái dương chân hỏa mà chỉ tạo hóa thần nhân mới có thể có này đến bắc hải người nấu hải khổ đợi nhiều năm như vậy rốt cuộc đã đợi được cơ hội hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng trong huyết hà cấm địa một cái cổng cự đại giống như miệng rồng đen xì si, mở rộng lúc này toàn bộ trong huyết hà cấm địa còn sót lại bốn người vạn đại quân cho dù là bắc hải thiên sóng quân hay chấn nam quân đoàn lại hoặc là quân đoàn thứ nhất bắc bộ chiến khu thì đều xếp thành quân liệt chỉnh tề nhất, từng người hoặc ôm hoặc nhấc lên thương binh, dùng tốc độ nhanh nhất, xông vào cái cổng đen xì nhìn không thấy phương hướng này, ngay khi xông vào thì từng người lập tức biến mất. Cũng chính là quân luật của Đại Chu xâm nghiêm nên mới có thể để cho những sĩ tốt này không chút chần chờ bước vào một nơi xa lạ. Dưới loại tiến lên nhanh chóng này, bốn người vạn đại quân giống như sông lớn lao nhanh, vô cùng nhanh chóng chảy vào trong không gian thận Long Châu của Diệp Chân. Cũng chỉ có không gian thận Long Châu của Diệp Chân mới có thể chứa nạp lượng lớn binh sĩ như thế nhị đại thủ tế thông nạp, còn có thái thượng trưởng lão ô liễn nhìn một màn này, đều trực trực than thở. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đời này, lão phu cho tới bây giờ gặp qua tiểu thế giới cường đại như thế, vừa rộng lớn lại có thể chứa được người sống như thế. Đúng vậy, một vạn năm trước, lúc sư tôn của lão phu tọa hóa có lưu lại một tiểu thế giới. Tiểu thế giới đó nhiều nhất cũng chỉ có thể dung nạp một, ngàn người sống mà thôi. Sau khi lão phu tiếp nhận đã đầu nhập vào đó vô số thiên tài địa bảo chân quý, mỗi có đoạt được liền lại mấy lần tăng cường pháp tắc địa thủy phong hỏa của nó cho đến bây giờ có thể chứa đựng cao nhất cũng chỉ được một vạn người mà thôi nếu muốn tiểu thế giới này đạt tới trình độ như diệp nguyên soái cho dù có mười vạn năm khi tu vi của lão phu đột phá đến tạo hóa cảnh thì cũng không thể nào thái thượng trưởng lão ô liễn cảm thán nói đâu chỉ người lão phu biết lịch đại thánh tế bỏ mình và tọa hóa của tổ thần điện ta lưu lại tiểu thế giới cường đại nhất lại thêm đại chu ta đầu nhập vào đó các loại tài nguyên trước mắt dung nạp cực hạn cũng chỉ 10 vạn người. Nếu muốn đạt tới loại trình độ này, ít nhất còn phải tốn trên trăm vạn năm thậm chí là càng nhiều thời gian chậm rãi diễn hóa. Nhị đại thủ tế thông nạp nói, hôm nay, lão phu xem như mở rộng tầm mắt. Được rồi, thái thượng, mắt cũng đã mở, tiếp theo chúng ta nên làm chính sự rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly Cà Phê nhé. Nói xong, nhị đại thủ tế thông nạp nhìn về phía Diệp chân Diệp Nguyên Soái mạo hiểm họa sát thân, lấy ra bảo vật này là vì để cho này, 40 vạn huynh để đại chu anh dũng bất khuất sống sót. Càng nghĩ ra đại kế giết ma kia, nếu chúng ta không làm chút gì vì bọn họ, trong lòng sẽ thật không thoải mái. Nghe vậy, Diệp Trân nghiêm mặt nói. Đại thủ tế, thái thượng, bí mật này có thể bảo đảm thì bảo đảm, nếu không thể thì cũng không cần làm vậy, chớ lãng phí. Trước đó, diệu kế mà Diệp Trân nói tới có thể cứu vô số người, thật ra chính là đưa 40 vạn đại chu binh sĩ này, còn có còn bảy vạn tư tế tổ thần điện vào trong không gian thận long châu lấy năng lực của diệp chân khả năng sống rời khỏi nơi đây rất lớn bằng không lưu tại trong huyết hà cấm địa tình trạng trước mắt trăm phần trăm là thập tử vô sinh diệp chân đã cân nhắc dù hắn tuyên bố ra bên ngoài là hắn có một tiểu thế giới tự thành một giới nhưng tiểu thế giới tự thành một giới có thể dung nạp mấy chục hơn trăm thậm chí hơn nghìn người mặc dù rất chân quý nhưng cũng không phải không có nhưng tiểu thế giới tự thành một giới có thể dung nạp 10 vạn người, thậm chí vạn người trở lên lại, vô cùng hiếm thấy. Hơn nữa, đã có ý nghĩa chiến lược trọng đại. Càng đừng đề cập có thể tùy tiện dung nạp mấy chục hơn, trăm vạn người tự thành giới một giới tiểu thế giới. Một khi tin tức này lan ra, biết chuyện Diệp Chân mang báu vật, vô số đạo cảnh đỉnh tiêm đều sẽ muốn giết hắn đoạt bảo cho thống khoái. Không chút nghi ngờ, giá trị của tiểu thế giới tự thành một giới có thể dung nạp mấy chục hơn trăm vạn người giá trị so với tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, còn kinh người hơn. Thậm chí, không ít tạo hóa thần nhân tham lam, thậm chí sẽ dẫn đến bọn hắn không tiếc mặt mũi và nguy hiểm, tự thân xuất thủ đoạt bảo. Nhưng, Diệp chân lại không hối hận chút nào. Không nói khác, 22 vạn binh sĩ Bắc Hải Thiên lãng quân, bây giờ Diệp chân chỉ có thể mang về 14 vạn, bản thân đã rất hổ thẹn và đau lòng. Nếu rõ ràng có năng lực có thể mang này 14 vạn Bắc Hải, nhi lang này về nhà mà diệp chân lại vì bỏ mệnh mà bỏ qua bọn hắn như vậy cả đời này diệp chân cũng sẽ không tha thứ cho mình đều sẽ khinh bỉ mình người phía trên giới vương cảnh đã đến đủ rồi chứ trước đám người đen nghịt dù nhị đại thủ tế bị trọng thương nhưng mới mở miệng cũng đã lập tức nghiêm nghị toàn trường bẩm đại thủ tế sở thuộc tổ thần điện ta đã đến đủ thụ thương hôn mê bao gồm mê tam đại thủ tế vẫn còn trạng thái hôn đều đã đến nơi này quân đội thì thuộc hạ không rõ ràng mở miệng chính là trấn thủ tế vệ thống lĩnh huyết hà cấm địa mặc chuẩn bẩm đại thủ tế quân đội bên này mà tướng cũng đã kiểm kê toàn bộ hoàn tất tu vi giới vương cảnh trừ bộ đội sở thuộc ma tộc chiến nô doanh gia thì những người khác toàn bộ đến đông đủ liễu phong mở miệng nói rất tốt gật đầu nhị đại thủ tế thông nạp vung tay lên sau đó đưa một viên chữ vật giới chỉ cho thủy linh điện chủ hải phạm hải điện chủ trong chữ vật giới chỉ này là phù lục và đan dược mỗi người một phần trước nhỏ bản nguyên máu tươi của mình lên trên phù lục và đan dược, sau đó bóp nát phù lục, ăn đan dược vào. Nghe vậy, trong đôi mắt của Thủy Linh Điện Chủ Hải Phạm hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên, hắn cũng không rõ vì sao đệ đại thủ tế phải làm như thế. Hoặc đan dược và phù lục đến cùng là cái gì? Nhưng Thủy Linh Điện Chủ Hải Phạm cũng không trần chờ, định gọi thủ hạ đến làm việc này, nhị đại thủ tế mở miệng lần nữa. Hải Điện Chủ, ngươi và mặc chuẩn sử dụng trước bùa này, sau đó nuốt đan dược này, rồi từ hai người các ngươi tự mình giám sát tất cả mọi người ở đây sử dụng bất luận người nào dám có chút trần trờ lập trảm vô xá trong âm thanh của nhị đại thủ tế thông nạp tràn đầy sát khí diễn xuất này làm cho thủy linh điện chủ hải phạm kinh hãi vừa định hỏi thì nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của nhị đại thủ tế thông nạp lập tức không thể nghi ngờ lấy ra một phần vật liệu theo yêu cầu dùng bản nguyên tinh huyết của mình phân biệt nhỏ vào phù lục và đan dược máu tươi vừa chạm vào đã tan ngay khi phù lục bị bóp nát đã lập tức hóa thành một vệt kim quang dung nhập vào trán thủy linh điện chủ thủy linh điện chủ lắc đầu một chút cảm giác trong nguyên linh hình như có thêm một chút gì đó sau đó tại chỗ ăn vào viên đan dược đen xì kia đan dược vào miệng đã tan ngay thế nhưng ngay khi vừa vào giống như vừa dung nhập vào nguyên linh của mình sinh ra một chút hô ứng loại cảm giác này làm cho thủy linh điện chủ hải phạm tràn đầy kinh ngạc nhưng hắn cũng không hỏi nhiều lập tức cùng với tế vệ thống lĩnh mặc chuẩn nhanh chóng chấp hành cho dù rất nhiều tướng lĩnh và đạo cảnh tế ti, tế vệ vô cùng không hiểu, vạn phần nghi hoặc, nhưng quyền uy của nhị đại thủ tế ở nơi đó, ngay cả thủy linh điện chủ Hải Phạm chức vụ cao nhất nơi này cũng làm theo, bọn hắn cũng chỉ có thể làm theo. Làm cho Diệp Chân mở rộng tầm mắt là, trong quá trình chấp hành lại có một vị tinh tế và một vị giới vương cảnh, tế vệ từ chối phục dụng, còn muốn đào tẩu, lập tức bị thủy linh điện chủ Hải Phạm chém giết tại chỗ. Không ngờ, phương pháp này còn có thể dọa ra mấy tên phản đồ nhị đại thủ tế nhìn một màn này nở nụ cười nếu như dùng sớm một chút nói không chừng huyết hà cấm địa sẽ trai qua thoải mái hơn vô dụng nếu không có một loạt chuyện trước đó thủ đoạn này sẽ không dọa ra phản đồ chỉ có thể nói hai tên phản đồ này là thu hoạch ngoài ý muốn thôi thái thượng trưởng lão ô liễn nói đáng tiếc lúc này lại phải rời khỏi bằng không còn có thể dùng hai phản đồ này làm chút chuyện chút cơn giận nhị đại thủ tế thông nạp than nhẹ một tiếng những võ giả tu vi mạnh mẽ này làm việc đều cực kỳ nhanh chóng lấy nguyên linh mạnh mẽ của thủy linh điện chủ hải phạm có thể cùng lúc giám thị hơn nghìn người phục dụng ngắn ngủi hơn trăm hơi thở hơn vạn người ở đây đã làm xong tất cả mà lúc này nhị đại thủ tế thông nạp mới chậm rãi mở miệng lão phu biết các ngươi đều rất hiếu kỳ phù lục và đan dược vừa rồi là cái gì thật ra thì đây cũng không phải là bí mật gì chính là khóa nguyên cấm hồn đan phù mật truyền trong tổ thần điện ta một chính làm trái lời thể phát ra trong vòng nửa canh giờ, sau khi phục dụng khóa nguyên cấm hồn đan phủ, này sẽ gặp phải đan độc phản phệ, trong chớp mắt thần hồn câu diệt. Nói xong, nhị đại thủ tế thông nạp không để ý đám người kinh ngạc, vung tay lên, trên đỉnh đầu đám người lập tức xuất hiện một hàng chữ lớn. Tốt, chiếu theo cái này, dẫn động nguyên linh của các ngươi, lập xuống lời thể thần hồn. Không nên mưu toan lừa gạt lão phu, các ngươi có dẫn động nguyên linh hoặc thần hồn hay không, lão phu có thể cảm ứng rất rõ ràng người nào dám dở trò dối trá giết không tha nhị đại thủ tế quát thật ra nội dung lời thề cũng rất đơn giản chính là để những người trước mắt này lập xuống lời thề thần hồn từ giờ trở đi nhìn thấy và phát hiện bất kỳ cái gì liên quan đến không gian tị nạn tuyệt đối không thể lấy bất kỳ hình thức gì nói cho bất luận kẻ nào nếu không sẽ dẫn động khóa nguyên cấm hồn đan tại chỗ hồn phi phách tán nghe âm thanh phát thệ liên tiếp vang lên diệp chân âm thầm có chút cảm động nhị đại thủ tế thông nạp làm như thế thật ra hoàn toàn vì che chở cho hắn vì che giấu tiểu thế giới tự thành một giới có giá trị chiến lược cực kỳ chân quý này nên mới làm như thế thậm chí vì bảo hộ diệp chân tất cả mọi người ở đây bao gồm diệp chân cũng đều phải lập xuống lời thể thần hồn giống nhau sau khi diệp chân cảm động cũng thầm than nội tình hùng hậu của tổ thần điện hơn vạn phần khóa nguyên cấm hồn đan phù thần diệu vô biên có thể lấy ra dễ dàng như vậy diệp chân có một việc lão phu phải nói cho ngươi hôm nay, lão phu phát xuống hơn một vạn phần khóa nguyên cấm hồn đan phù, chỉ có 10 phần là thật, còn lại đều là hàng giả do lão phu và thái thượng lâm thời tạo ra. Đang lúc Diệp chân đang cảm thán, âm thanh của nhị đại thủ tế thông nạp, vang lên trong đầu làm cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Không nên kỳ quái, loại đan phù đặc biệt này, lão phu có thể tùy thân mang theo 10 phần là, bởi vì thân phận nhị đại thủ tế này của lão phu. Nếu những người khác, một bộ cũng hiếm thấy. Nhưng người yên tâm, mặc dù là hàng giả nhưng lực uy hiếp vẫn rất mạnh, hơn nữa người phần hàng thật kia lão phu đã dùng trên người ô thái thượng thủy linh điện chủ hải phạm nhâm mạch và mấy vị đạo cảnh có tu vi mạnh có nhiều khả năng nhìn ra hư thực lại thêm bộ huyễn thuật trong tiểu thế giới kia của ngươi trong thời gian ngắn tin tức ngươi có được một tiểu thế giới tự thành một giới rất có giá trị chiến lược sẽ không thể tiết lộ ra ngoài lão phu chỉ hy vọng phương pháp này có thể kéo dài tới khi ngươi có được sức tự vệ mới tiết lộ ra ngoài đệ nhị đại thủ tế thông nạp nói đa tạ đại thủ tế che chở. Diệp chân dùng thần hồn truyền âm vô cùng trịnh trọng nói lời cảm tạ. Phải là lão phu cảm ơn ngươi. Gánh nặng như vậy ép lên người ngươi, mà còn chôn xuống cho ngươi ẩn họa cực lớn. Ngày sau nếu có bất chắc sợ là khổ ngươi. Thông nạp nói. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới sự chỉ huy của thông nạp, ai hơn vạn quân đội và tinh nhuệ tổ thần điện nhau nhau đuổi theo đại quân, bước vào lối vào không gian thận Long Châu huyễn hóa thành miệng rồng to lớn rất nhanh, người đã đi hết, bao gồm Thái thượng trưởng lão Ô Liễn trong đó. Các ngươi phải nhanh, lão phu có thể cảm ứng được, Tứ Linh Tứ Thú Khốn Sát đại trận lão phu bố trí đã tiến vào hồi cuối, chậm thì một khắc đồng hồ, nhanh thì nửa khắc đồng hồ nữa sẽ bị đại quân ma tộc đạp phá. Cái này còn là mượn vô số lực lượng mặt trái trong huyết quang đại trận, thần bí này làm năng lượng, bằng không căn bản ngăn không ngăn được nhiều đại quân ma tộc như vậy. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn cẩn thận giao nói một câu, lúc này mới bước vào lối vào lỗ đen kia. Đại thủ tế, ngươi cũng đi vào đi. Sau khi ngươi đi vào, ta sẽ hành động. Diệp chân nói. Vẻ mặt của nhị đại thủ tế thông nạp, cũng trong nháy mắt này trở nên vô cùng nghiêm trọng. Nhớ kỹ, dù như thế nào thì nhất định cũng phải đặt chính viên hóa ma bảo châu. Ở trong phạm vi chăm thức quanh thi hài ma thần thủy tổ bọn hắn sắp phục sinh, chuyện này mới là quan trọng nhất. Ừm, ta biết, ngươi mau vào đi thôi. Diệp chân thúc giục. Nhưng đột nhiên, lúc này nhị đại thủ tế thông nạp lại nhẹ cười lên, diệp chân chỗ kia của ngươi lão phu sẽ không đi vào không đi vào vậy đại thủ tế ngươi diệp chân kinh ngạc hỏi lão phu đương nhiên là đi chấp hành đại kế diệt ma của ngươi trong khi nói chuyện nhị đại thủ tế thông nạp lấy tốc độ không cho diệp chân phản ứng nhét một viên ngọc giản ra chỉ dày đặc phong cấm đặc biệt vào trong tay hắn nếu như có thể chạy thoát nhớ kỹ phải giao ngọc giản này cho đại thủ tế lão phu đi đây nói xong nhị đại thủ tế thông nạp đẩy diệp chân ra cực nhanh đi về phương xa Diệp Chân khẩn trương, định đuổi theo ngăn thông nạp lại, thế nhưng thân hình hắn vừa khẽ động, ánh sáng phía trước đã lập lòe, nhị đại thủ tế thông nạp biến mất trong trận pháp ánh sáng dày đặc, Diệp Chân rốt cuộc không cảm ứng được khí tức của hắn nữa. Đại thủ tế, ngươi trở về đi. Mất đi khí tức của thông nạp, Diệp Chân lớn tiếng hô to. Lấy trí thông minh của Diệp Chân, lúc này đã đoán ra ý nghĩ của nhị đại thủ tế thông nạp. Nhanh đi hoàn thành nhiệm vụ của ngươi đi, tâm ý của lão phu đã quyết, đương nhiên phải cùng sống chết với huyết hà cấm địa này âm thanh của thông nạp vang lên. Đại thủ tế, người quay lại đi. Đại thủ tế, người mau trở lại, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Đại thủ tế, mặc cho Diệp chân kêu gọi như thế nào, nhị đại thủ tế thông nạp lại cũng không có đáp lại nào, nghĩ đến, thật là tâm ý đã quyết. Mà giờ khắc này, thời gian lưu cho Diệp chân đã không nhiều. Huống hồ, nếu nhị đại thủ tế thông nạp đã không muốn ra, thì dù hắn đi khắp trong huyết hải cấm địa thế nào cũng không tìm ra được. Thở dài một tiếng, diệp chân hướng về phương hướng nhị đại thủ tế thông nạp biến mất xá dài đến cùng đại thủ tế bảo trọng sau đó thân hình diệp chân lóe lên chiến hồn huyết kỳ bay ra bao vây thân hình diệp chân vọt vào lối vào nhóm đại sư trận pháp của tổ thần điện vất vả mấy năm mới mở ra trên huyết sắc quang mạc nhưng trước khi rời khỏi diệp chân để tiểu yêu lưu lại một đoạn sợi đằng có thần niệm của tiểu yêu bám vào chui xuống trong lòng đất thứ nhất là để cảnh giới thứ hai nếu có cơ hội Diệp Trân muốn mang nhị đại thủ tế thông nạp rời khỏi nơi này. Vào trong, tư tâm của lão này rất nặng, tranh quyền đoạt lợi, nhưng chuyện này cũng có thể coi là bản năng bình thường. Đấu tranh chính trị, như ngàn buồm cạnh lưu, không tiến át sẽ lùi. Nếu đổi lại Diệp Trân ở trên vị trí kia, chỉ sợ cũng không thể ngoại lệ. Nhưng khi lấy lợi ích của đại chu làm đầu, tận trung cương vị, lúc này thậm chí có hành động trắng tiết tử quốc. Hơn nữa, có thể nguyên nhân cử chỉ trắng tiết tử quốc của lão này vô cùng phức tạp thậm chí có dụng ý bảo vệ những người may mắn còn sống sót bọn hắn diệp chân đối với lão này đã từ chán ghét xem thường biến thành kính nể huyết hà cấm địa trong một không gian tầng tầng lớp lớp trận pháp nhìn diệp chân xông vào huyết sắc quang mạc của huyết quang đại trận thần bí sắc mặt nhị đại thủ tế thông nạp tái nhợt bỗng nhiên đắng chát cười một tiếng sâu kiến còn sống tạm bợ huống chi lão phu chỉ là cả đời lão phu đấu xưng hùng ngoại chiến không bại hôm nay há có thể bỏ thành mà chạy lưu lại biêu danh cả đời Huống chi. Trong lúc thì thầm, nhị đại thủ tế thông nạp, dứt khoát đi về chỗ trung tâm trồng chất trận pháp của huyết hà cấm địa, có chiến hồn huyết kỳ bảo hộ, Diệp Chân không chút trở ngại tiến vào huyết quang đại trận thần bí tầng thứ nhất, có lẽ bởi vì vẫn chưa bộc phát nên rất nhiều huyết khí và lực lượng mặt trái nơi này, càng có xu hướng bạo ngược và tính xâm phạm, nồng độ cũng cao hơn. Diệp Chân vừa xông vào đã điên cuồng chạy tuôn về phía hắn. Đáng tiếc muối là phẩm giai chiến hồn huyết kỳ của Diệp Chân có thể thôn phệ huyết quang, và lực lượng mặt trái đã sớm đạt tới cực hạn dù có vô số huyết quang lực lượng trước khi phẩm giai không triệt để đột phá lại thì sẽ không cách nào thôn phệ và thu nạp thêm chút nào may mắn diệp chân có chiến hồn huyết kỳ bảo hộ dày đặc huyết sắc cùng rất nhiều lực lượng mặt trái nơi này vừa tiếp xúc với chiến hồn huyết kỳ đã một lần nữa bình tĩnh có thể tưởng tượng nếu đổi thành những người khác đi vào hoặc là diệp chân không có chiến hồn huyết kỳ bảo vệ như vậy dưới vô cùng vô tận huyết quang này xâm nhập nhiễm chỉ có thể dùng lực lượng của mình để chống cự nhưng cho dù là đạo cảnh đỉnh phong thì dưới loại xâm nhập cường độ cao không ngừng nghỉ này, cũng không cách nào chịu đựng quá lâu. Huống chi, dưới huyết quang thuần túy và lực lượng mặt trái bọc vào, tốc độ di chuyển của võ giả đạo cảnh khác cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn, thần niệm cũng sẽ bị áp chế to lớn. Hơn nữa, đây mới chỉ là tầng 1, cho dù là Diệp Chân có chiến hồn huyết kỳ bảo hộ, hắn nguyên bản có thể nhẹ nhõm phóng thần niệm của nguyên linh phạm vi vạn mét, nhưng lúc này cũng bị áp xúc đến trong phạm vi trăm thước chuyện được đọc bởi kênh Halazy audio may mà trước đó diệp chân thăm dò huyết quang đại trận đã bộc phát khác mặc dù tình hình huyết quang đại trận đã bộc phát và huyết quang đại trận chưa bộc phát có tranh lệch nhưng thông đạo bên trong trận pháp sẽ không thay đổi dù phạm vi thần niệm của nguyên linh bị áp xúc nhưng diệp chân theo thông đạo trận pháp đi về phía trước rất nhanh hắn đã tiến vào huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất tầng thứ hai nồng độ của huyết quang và lực lượng mặt trái trong tầng thứ hai này so với huyết quang đại trận thần bí tầng thứ hai đã bộc phát mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Chiến hồn huyết kỳ nhất định phải thả ra huyết quang gắt gao bao vây Diệp Chân lại, mới có thể bảo vệ hắn không bị huyết quang và lực lượng mặt trái nơi đây quấy nhiễu. Tiến lên không bao lâu, con ngươi Diệp Chân đột ngột co rụt lại. Phía trước lại xuất hiện một chữ vật giới chỉ to lớn loang lổ vết gì. Từ ở bề ngoài có thể thấy được, chữ vật giới chỉ này đã sớm bị tổn hại. Đợi tử quan sát kỹ, Diệp Chân phát hiện xung quanh những này chữ vật giới chỉ này, tán lạc một chút huyết sắc cho tàn, mơ hồ có hình người, suy nghĩ một chút diệp chân lập tức hiểu rõ những chữ vật giới chỉ có lẽ là trước đó tổ thần điện đạo cảnh nhật tế thăm dò nơi này sau khi chết lưu lại huyết quang và lực lượng mặt trái nơi này có tính ăn mòn cực mạnh nhục thân vô cùng cường đại sau khi chết cũng bị ăn mòn thành máu cho chỉ để lại chữ vật giới chỉ chất liệu đặc biệt những người này hẳn là những đạo cảnh mà đại thủ tế nói tới vì hoàn thành nhiệm vụ chết ở chỗ này những dũng sĩ đạo cảnh này vì đại chu mà khẳng khái chịu chết đã hải cốt không còn, nhưng có một chút di vật, nếu đã phát hiện, cũng nên mang về tổ thần điện, cho hậu nhân tế tự kỷ niệm. Trên đường đi, Diệp Trân phát hiện hơn 30 món đủ loại di vật, thậm chí còn có hai bộ máu cho di thể chưa hoàn toàn bị ăn mòn. Hẳn là đạo cảnh nhật tế gần đây tiến vào nơi này. Diệp Trân thu hồi từng cái. Một lát sau, hắn đã đến chỗ giao dưới tầng thứ ba và tầng thứ hai của huyết quang đại trận, thần bí dưới lòng đất. Cảm nhận được nồng độ huyết quang, và lực lượng mặt trái mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần so với tầng thứ hai, cho dù là Diệp Chân cũng hơi biến sắc. Chiếu theo cường độ lực lượng này, cho dù là đạo cảnh đỉnh phong đi vào cũng không kiên trì được bao lâu. Cường độ lực lượng mặt trái đại trận dưới lòng đất sau khi bộc phát và cường độ lực lượng mặt trái của đại trận dưới lòng đất khi chưa bộc phát có sự chênh lệch quá lớn. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân cẩn thận từng ly từng tí, để bản thể quay lại không gian Thận Long Châu, đồng thời lấy nhục thân của Tam Nhãn Ma tộc hoàng tộc, luyện hóa thành huyền cơ phân thân ra, lúc này mới dưới chiến hồn huyết kỳ bọc vào, tiến vào tầng thứ ba huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất. Quả nhiên, thay đổi lấy nhục thân của tam nhãn ma tộc và thượng cổ ma thần, truyền thừa thành tựu huyền cơ phân thân tiến xuống tầng thứ ba huyết quang đại trận, thần bí dưới lòng đất, áp lực trong chớp mắt giảm bớt mười mấy lần. Giúp Diệp Chân đi lại trong tầng thứ ba này còn nhẹ nhõm hơn ở tầng thứ hai. Huyết quang đại trận tầng thứ ba chưa bộc phát này, đương nhiên không có đại lượng ma tộc đạo cảnh ma tôn, và tiên chi ma sư cố thủ diệp chân có thể rất nhẹ nhàng tìm kiếm thông đạo trong trận pháp vô cùng phức tạp kia khoảng nửa khắc đồng hồ sau diệp chân dần tìm dần đến trung tâm hắn đột nhiên ngẩn ngơ trước mắt lại xuất hiện một huyết sắc sơn mạch vô cùng to lớn dưới sự kinh ngạc diệp chân dần dần bay tới phía trên huyết sắc sơn mạch này ngay khi nhìn sơ qua toàn cảnh vẻ mặt của diệp chân mãnh liệt trở nên vô cùng kinh hãi đây là gần như cùng thời khắc đó trong huyết hà cấm địa mấy chục vạn đại quân ma tộc, mấy trăm đạo cảnh liên tục xung kích rốt cuộc tìm, được trận nhãn đồng thời phá hư tứ linh tứ thú khốn sát trận, do thái thượng trưởng lão Ô Liễn bố trí, xông phá đại trận, giết, chó gà không tha. Mệnh lệnh thứ nhất chính là mệnh lệnh của Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật, mệnh lệnh thứ hai lại là mệnh lệnh của Oa Linh Thánh tử khi lên cơn giận dữ. Nhưng quỷ dị chính là, một mạch liều chết đi vào, lại một sĩ tốt đại chu cũng không gặp phải, đại quân một đường, như vào chỗ không người vọt tới chỗ sâu quan trọng nhất của huyết hà cấm địa. Cũng chính là huyết sắc quang mạc phía trước huyết quang đại trận thần bí kia. Giờ phút này, phía trước huyết sắc quang mạc này có đứng một người. Người này, không là người khác, chính là nhị đại thủ tế đại chu tổ thần điện thông nạp. Sớm có tiên phong báo cáo nhanh tình huống này, cho một đám cao tầng ma hoàng nghị thái tử truy nhật, dưới sự kinh ngạc, ma hoàng nghị thái tử truy nhật mang theo tiên chi ma sư thất su, oa linh thánh tử, Hoàng Linh Nhị công chúa cùng phối hợp với hành quân đại tổng quản của hắn, nghênh đón. Tổ thần điện nhị đại thủ tế thông nạp, bọn hắn đương nhiên nhận biết. Giờ phút này, Ma Hoàng Nhị thái tử Chu Nhật chậm rãi tiến lên, sau khi đảm bảo khoảng cách đủ an toàn mới chậm rãi mở miệng. Thông đại thủ tế, từ khi chia tay đến giờ không vấn đề gì chứ? Dù sao, trước đó, cửu âm châu của Diệp Trân đã dọa bọn hắn phát sợ. Nhị thái tử điện hạ, binh phong đủ nhanh, lão phu bội phục. Thông nạp cười chắp tay. Thông đại thủ tế, nếu biết binh phong ta đủ mạnh đủ thịnh đủ nhanh, sao không quỳ xuống đất xin hàng? Công chiếm huyết hà cấm địa đã thành kết cục đã định, mà nhị đại thủ tế thông nạp này lại là cao tầng chân chính trong tổ thần điện, lúc này, Ma hoàng nhị thái tử truy Nhật không ngại nói nhảm vài câu. Nếu có thể bắt sống hoặc mời chào, thì chính là thiên đại công lao đáng để khoe trong toàn bộ ma tộc. Bắt sống đại thủ tế tổ thần điện, đây chính là chuyện chưa bao giờ có trong các trận chiến trước đây. Thông đại thủ tế lúc này đã là tuyệt địa, nếu ngươi nguyện ý gia nhập ma thần điện ta, ma thần điện ta nguyện ý lấy cao vị tiên tri ma sư bát tự trọng đãi. Hơn nữa, có thể giống như các tiên tri ma ma sư khác, có được lãnh địa độc lập, có thể tổ kiến tư quân, hưởng thụ rất nhiều đặc quyền, đồng thời có thể không chịu ma hoàng điều lệnh. Ngay lập tức, tiên tri ma sư thất su đã mở ra một bảng giá kinh thiên. Phải biết, tiên tri ma sư thất tự, cho dù là ma hoàng nhị thái tử, hoàng tộc thái tử, cũng phải gọi một tiếng tiên sinh. Về phần gần với tiên tri ma sư bát tự, cử tự thì ma hoàng gặp cũng phải gọi một tiếng tiên sinh. Hơn nữa toàn bộ trong ma tộc, trừ tiên tri ma sư cử tự ra thì không ai có thể tiết chế. Bảng giá này có thể nói là thành ý to lớn không gì sánh nổi. Luận địa vị thì một chút cũng không kém tổ thần điện nhị đại thủ tế, thậm chí còn cao hơn không ít. Có thể nói dụ hoặc to lớn. Thế nhưng, đối mặt với dụ hoặc vô cùng to lớn này, nhị đại thủ tế thông nạp chỉ cười nhẹ một tiếng. Nhị thái tử điện hạ, thất su ma sư, các ngươi nghĩ nhiều, lão phu lưu ở nơi này chỉ là để chào mừng các ngươi, tặng cho các ngươi một món đại lễ mà thôi. Đại lễ? Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt đám người Ma Hoàng Nhị Thái tử kịch biến, lập tức thấp quát nói: "Mệnh lệnh toàn quân đề phòng, đề cao cảnh giới." Hữu dụng không? Nhị đại thủ tế thông nạp lần nữa nhẹ cười lên, trong đôi mắt của hắn tràn đầy lãnh ý: "Vô dụng, các ngươi tránh không được." Trong nháy mắt tiếp theo, trước khi Ma Hoàng Nhị Thái tử hạ lệnh công kích, thì nhị đại thủ tế thông nạp đã đột ngột bóp nát một viên phù lục trong lòng bàn tay nhị đại thủ tế thông nạp bóp nát ngọc phù bị bọn người ma hoàng nhị thái tử truy nhật oa linh thánh tử hoàng linh nhị công chúa tiên trì ma sư thất su đối diện cách đó không xa nhìn thấy ở trong mắt gần như là ngay khi nhìn thấy mấy người đồng thời nghiêm nghị la hét cẩn thận bảo vệ thái tử phòng ngự toàn bộ phòng ngự ngay khi âm thanh vang lên một tầng lại một tầng ánh sáng thủ hộ từ dâng lên quanh người bọn hắn Đương nhiên, cũng không phải bọn hắn phản ứng quá độ, mà người có quyền cao chức trọng giống như nhị đại thủ tế thông nạp, cố ý tặng cho bọn hắn một món đại lễ làm, cho bọn hắn không thể không cẩn thận đề phòng. Thân vệ ở bên cạnh bảo vệ ma hoàng nhị thái tử truy nhận, đã ở trong nháy mắt này, tạo thành tầng tầng lớp lớp màn sáng thủ hộ. Đồng thời vô cùng cảnh giác nhìn bốn phương tám hướng, một khi có bất kỳ nguy hiểm nhị thái tử truy nhận, điện hạ thì bọn hắn thậm chí sẽ không tiếc dùng thân thể của mình ngăn cản nhưng loại tập kích kinh thiên động địa trong tưởng tượng của bọn hắn lại chưa từng xuất hiện trước mắt bốn phương tám hướng bao gồm quanh người nhị đại thủ tế thông nạp cũng không có bất kỳ biến hóa nào bình tĩnh giống như một đầm nước đọng chuyện này vẻ mặt oa linh thánh tử ngu thọ đầy nghi hoặc lão thất phu này dở trò lừa bịp đáng ghét oa linh thánh tử ngu thọ đang vội muốn tìm tìm diệp chân chém giết cho thống khoái định vọt tới trước thì lại bỗng nhiên bị tiên tri ma sư thất su giữ chặt thánh tử không thể nhìn nụ cười lạnh nhạt mà lạnh lẽo trên mặt nhị đại thủ tế thông nạp, tiên tri ma sư thất su cực kỳ kiêng kỵ. Đột nhiên, tiếng nổ vang ầm ầm từ phía sau truyền đến. Chúng người vô ý thức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Trong tiếng nổ vang, không gian huyết hà cấm địa kia nhìn như rộng lớn vô biên lại bắt đầu liên miên sụp đổ. Ban đầu, chỉ là một mảnh khu vực ở trung tâm nhất sụp đổ. Sau đó, trong tích tắc đã giống như ôn dịch, lại giống như phản ứng dây chuyền, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ sự sắc bén của không gian sụp đổ, quả là không cách nào hình dung. Nhà ở sập, đại đa số người trong nhà đều có thể may mắn còn sống sót. Nhưng không gian sụp đổ lại không giống, lúc không gian sụp đổ, toàn bộ không gian là một thể. Giống như phòng ở sụp đổ chỉ sụp đổ gian phòng, đại đa số đồ vật trong phòng có thể bảo tồn lại. Nhưng, nếu không gian sụp đổ thì toàn bộ tất cả mọi thứ trong không gian, cho dù là người hoặc vật hoặc là bất cứ cái gì khác đều hòa là một thể với không gian này không gian từ phương hướng nào chia năm xẻ bảy thì người hoặc vật ở trong gian phòng đó cũng sẽ không dấu hiệu nào chia năm xẻ bảy. Đây chính là chỗ kinh khủng của không gian sụp đổ. Gần như ngay khi không gian bắt đầu sụp đổ, đại quân ma tộc trong không gian đột nhiên liền vạn phần hoảng sợ phát hiện, tứ chi thậm chí đầu của bọn hắn cũng không có dấu hiệu nào bị cắt rời khỏi thân thể. Càng quỷ dị là miệng vết thương không nhìn thấy một chút tiên huyết, nhưng đau nhức kịch liệt và khí tức sinh mệnh trôi qua lại rất chân thật. Không gian sụp đổ hắn đang làm cho không gian sụp đổ. Hoa Linh Thánh tử ngu thọ hoảng sợ kêu to lên. Nếu không gian huyết hà cấm địa này bị sụp đổ toàn bộ, vậy toàn bộ những người bọn hắn sẽ không ai có thể may mắn còn sống sót. Không nên động. Đều giữ nguyên vị trí, tận sức sử dụng lực phòng ngự mạnh nhất. Đây chỉ là không gian trồng chất của bọn hắn sụp đổ mà thôi. Liếc mắt liền nhìn ra hư thực, tiên tri ma sư thất su gầm hét lên, tiếng gầm của hắn đột ngột che lại tiếng kinh hô của oa linh thánh tử ngu thọ làm cho những ma tộc đang hoảng hốt thất thố kia hơi chấn định vài phần thế nhưng lực sát thương của không gian trồng chất nơi này sụp đổ sẽ không bởi vì bọn hắn chấn định mà giảm bớt vài phần không sai chủ động hủy hoại không gian trồng chất nơi này đây chính là phương pháp giết địch diệp chân nghĩ ra được lúc trước thiên miếu đã muốn dùng phương pháp này từ nội bộ công phá huyết hà cấm địa bây giờ đại quân huyết hà cấm địa lâm vào tuyệt cảnh diệp chân lại nghĩ đến phương pháp này chỉ có điều sau khi không gian trồng chất nơi này sụp đổ sẽ tạo thành lực sát thương, thế nhưng không phân địch ta. Cho nên, hắn mới dùng thận Long Châu, mang toàn bộ tướng sĩ Đại Chu và tổ thần Điện Tế ti còn sót lại nơi này đi, sau đó mới vận dụng một chiêu này. Tầng tầng lớp lớp không gian được Đại Chu và tổ thần Điện xây dựng trong vòng mấy năm, hơn mấy chục tầng không gian bắt đầu sụp đổ. Không gian khắp nơi vỡ vụn, vỡ nát như đao, chỗ vết rách không gian đi qua giống như chém ra một đao, mặt ngoài vết thương bóng loáng như gương không chỉ những cái này không gian sụp đổ trên diện tích lớn trong chớp mắt đã hình thành vô số không gian loạn lưu những không gian loạn lưu này liên tục thôn phệ đại quân ma tộc như quái thú ăn thịt người sống một chỗ không gian loạn lưu thường thường có thể thôn phệ mấy chục trên trăm đại quân ma tộc mà lúc này vô số không gian loạn lưu vẫn đang không ngừng sinh ra không gian xung quanh mà hoàng nghị thái tử truy nhận Hoa linh thánh tử hoàng linh nhị công chúa cũng đang không ngừng sụp đổ cũng có vô số không gian loạn lưu thế nhưng tu vi lực lượng của bọn hắn cường đại, lại gắt cao chống đỡ không gian sụp đổ, tiện tay càng có thể đánh nát không gian loạn lưu. Nhưng loại tình huống này cũng chính là tu vi chiến lực của bọn hắn cường đại. Càng nhiều đại quân ma tộc, vẫn liên tục bị sụp đổ không gian và không gian loạn lưu thôn phệ. Lúc này, đại quân, trong phạm vi ánh mắt của ma tộc ma hoàng nhị thái tử truy nhật đã giảm mạnh, trên năm thành, hơn nữa còn đang tiếp tục giảm mạnh. Một màn này làm cho ma hoàng nhị thái tử tức muốn rách cả mí mắt. Đại quân ma tộc của hắn, dưới uy lực của không gian sụp đổ, tu vi dưới đạo cảnh gần như không có sức chống cự. Nhưng cũng phải xem vận khí. Nếu vận khí tương đối tốt, tránh thoát không gian sụp đổ, lại không bị không gian loạn lưu thôn phệ, vậy cơ hội sống sót vẫn rất lớn. Nhưng người có vận may cường, đại như vậy, trong 10 người có một hai người đã là cao nhất rồi. Thậm chí, có một vài đạo cảnh sơ kỳ hơi xui xẻo, liên tiếp bị 4 năm đạo không gian loạn lưu đồng thời thôn phệ, bỏ mình tại chỗ có một vị tộc nhân của thái cổ oa linh nhất tộc tương đối chút xui xẻo tử vong tại chỗ làm cho oa linh thánh tử ngu thọ giận đến kêu to lão thất phu hy vọng ngươi sẽ không rơi vào trong tay của ta nếu ngươi rơi vào trong tay bản thánh tử bản thánh tử nhất định sẽ đưa ngươi lăng trì từng khúc lúc này ma hoàng nhị thái tử truy nhật nhìn thấy đại lượng đại quân ma tộc tử vong cũng nghiến răng nghiến lợi giận mắng lên thông nạp một lát nữa bản thái tử nhất định sẽ bóp nát xương ngươi thành cho đồng thời nhốt nguyên linh của ngươi xuống vạn ma hồ để nguyên linh của ngươi thân chịu vạn ma cắn xé mà chết. Thế nhưng, cho dù oa linh thánh tử hay ma hoàng nhị thái tử truy nhật có nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình đến đâu thì nhị đại thủ tế thông nạp, vẫn như cũ nở một nụ cười lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Một bộ, ngươi có bản lĩnh thì đến cắn ta đi. Làm cho oa linh thánh tử và ma hoàng nhị thái tử truy nhật giận đến muốn thổ huyết. Nhưng không bao lâu, ma hoàng nhị thái tử truy nhật đã đau lòng đến muốn thổ huyết. Lần này, đại tổng quản hành quân kê vô tâm mang theo đại quân dưới trướng đến đây, nghe hầu nhị thái tử truy nhật điều khiển một mặt thương tiếc thái tử điện hạ lần này có thể đại quân bên ta sẽ tổn thất cực thảm sẽ có bao nhiêu trong khi đang chống cự lại không gian loạn lưu nhị thái tử truy nhật hỏi một câu nhị thái tử điện hạ có thể sẽ cao hơn 50 vạn cái gì 50 vạn mà hoàng nhị thái tử truy nhật như con mèo bị dẫm trúng cái đuôi bỗng nhiên nhảy bật lên sao lại nhiều như vậy không phải đại quân vào huyết hà cấm địa chỉ có 40 vạn thôi sao điện hạ là ngươi mệnh lệnh đại quân liên tục không ngừng tiến vào huyết hà cấm địa, trước mắt, số lượng đại quân giết vào huyết hà cấm địa có thể đã cao tới 80 vạn. Hành quân đại tổng quản kê vô tâm đáp, ma hoàng nhị thái tử truy nhật đau lòng đến khóe miệng đều có quắp. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé. Trước mắt, đại quân dưới trướng hắn, sau khi trải qua sau đại chiến chỉ còn khoảng 200 vạn. Nhưng chỉ lần này thôi, mà hắn đã tổn thất cao hơn 50 vạn, lên đến một phần tư. Đây tuyệt đối là một chỗ bẩn cực lớn trên chiến công của hắn. Cũng may hắn đã đánh hạ huyết hà cấm địa, bằng không thì tổn thất này sẽ không chỉ là chỗ bẩn, mà bại tích. Tổn thất rất thảm trọng, có thể xưng là bệnh thiếu máu. Nhìn khóe miệng ma hoàng nhị thái tử truy nhật co giật, hành quân đại tổng quản kê vô tâm, nói tiếp một câu trực tiếp làm cho ma hoàng nhị thái tử truy nhật, đờ người ra. Nhị thái tử điện hạ, ngươi phải chuẩn bị tâm lý, đại quân sau này tiến vào huyết hà cấm địa, gần như tất cả đều là đại quân dưới trứng ngươi. Cái gì? Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật lập tức trợn tròn mắt. Một khắc này, khóe miệng của hắn thậm chí đã mơ hồ có mùi máu tươi. Trước đó, đại quân ma tộc tiến vào có một nữa là, đại quân dòng chính dưới trứng Nhị Thái Tử Truy Nhật hắn. Thế nhưng, sau khi giết đi vào, gần như tất cả đại quân ma tộc đều là đại quân dòng chính của Ma Hoàng, Nhị Thái Tử. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, vì để chia lãi quân công càng nhiều. Đây là Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật tự mình hạ lệnh. Một bên, khóe miệng của hành quân đại tổng quản kê vô tâm, xuất hiện một tia lãnh ý như có như không, quân công này cũng không phải dễ cướp. Một huyết sắc sơn mạch liên miên chập trùng, diệp chân ở điểm cao nhất của tầng thứ ba huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất, dùng hết sức mới có thể nhìn thấy toàn cảnh. Sơn mạch không hề dài, chỉ dài khoảng 2, 3 ngàn dặm, nhưng xu thế của toàn bộ huyết sắc sơn mạch lại vô cùng hùng vĩ kỳ dị. Càng làm cho Diệp chân khiếp sợ là, mặt ngoài vùng núi này lại có mấy trăm dòng sông huyết sắc lớn nhỏ không giống nhau, đang chảy xuôi. Trong lúc dòng sông huyết sắc đang chảy thì dòng nước xiết va chạm vào nhau, phát ra tiếng sấm nổ ầm ầm. Càng quỷ dị là, mấy trăm dòng sông này có kích thước không giống nhau, góc độ nước chảy cũng rất quỷ dị, có nhiều chỗ, dòng sông huyết sắc đã gần như xoay chuyển góc độ nhưng nước sông lại không vẩy ra ngoài một giọt nào, hoàn toàn làm trái nhận biết của Diệp Chân. Mới đầu, Diệp Chân còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau khi đợi hắn kịp phản ứng, nhìn năm đỉnh núi dựng thẳng đứng cao vạn trượng giống như năm ngón tay kia, thì Diệp Chân mới đột nhiên kịp phản ứng. Đây không phải là sơn mạch gì cả, mà là một bắp đùi, đùi phải của một ma thần thủy tổ. Nước sông huyết sắc góc độ thay đổi nhưng một giọt, cũng không vẩy ra kia căn bản không phải là nước sông gì cả, mà là các loại mạch máu kinh mạch lớn nhỏ trên đùi phải của ma thần thủy tổ này. Nhận biết này làm cho Diệp Chân đột ngột hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ một cái đùi phải mà đã to gần 3000 dặm, vậy thì bản thể của vị ma thần thủy tổ này phải lớn bao nhiêu? 6000 dặm hay là hơn vạn dặm? Mấy hơi sau, Diệp Chân Đa suy luận ra rất nhiều chuyện. Loại huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất này tổng cộng có 6 nơi. Như vậy chính là, nhục thân của ma tộc, sắc phục sinh thủy tổ ma thần này được chia thành 6 bộ phận dấu ở 6 địa điểm. Diệp Chân còn phát hiện, ở cuối cùng của sơn mạch có răng đầy vô số trận văn trận pháp thông đạo, đi dọc theo hướng về phương xa. Nhưng lúc này, những thông đạo trận pháp này đang ở trạng thái chưa kích hoạt. Có thể tưởng tượng, một khi huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất thứ sáu này bị kích hoạt, như vậy trận pháp thông đạo nơi này sẽ bị kích hoạt triệt để liên kết cùng một chỗ với đại trận ở năm nơi còn lại đến lúc đó những trận pháp thông đạo này sẽ thay thế kinh mạch mạch máu liên kết thi thể của thủy tổ ma thần này lại với nhau lại hợp với năng lượng bằng bạc tích lũy vô số năm ở huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất này tuyệt đối có thể phục sinh thủy tổ ma thần nói cách khác phán đoán của tổ thần điện là hoàn toàn chính xác thần niệm khẽ động chính viên hóa ma bảo châu mà đệ nhị đại thủ tế thông nạp giao cho Diệp Chân đã vô thành vô tức xuất hiện trước mặt hắn. Chín viên Hóa Ma Bảo Châu này đều tản ra lực lượng khí tức bằng bạc làm cho trái tim của Diệp Chân vô cùng hoảng sợ. Nhưng Diệp Chân từ trong đó vẫn cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc, đó hẳn là khí tức của chúng sinh nguyện lực. Chín viên Hóa Ma Bảo Châu này có màu vàng kim nhạt, Diệp Chân đoán, trong Hóa Ma Bảo Châu này, chúng sinh nguyện lực chắc là chiếm không ít. Thời gian cấp bách, Diệp Chân cũng không dừng lại lâu thần niệm thúc giục đã để cho chiến hồn huyết kỳ bao vây huyền cơ phân thân phóng về hướng sơn mạch phía dưới cũng tức là đùi phải của thủy tổ ma thần theo nhị đại thủ tế thông nạp giao phó sau khi đặt chính viên hóa ma bảo châu này vào vị trí theo tỷ lệ nhất định sau đó lại dùng bí pháp thôi động là có thể hình thành một cửu phương hóa ma đại trận đơn giản phá hư nhục thân của thủy tổ ma thần nơi đây trong lúc nhanh chóng hạ xuống đột nhiên trong lòng diệp chân đột ngột run lên lôi quang tiên trong nguyên linh của diệp chân tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu vẫn còn đang chữa thương đột nhiên tỉnh lại phụ cốt độc diễm châu tử linh tiên kiếm đều nhao nhao tự động thả ra phòng ngự bí pháp của bản thân cho dù là kiếm quang hay là lôi quang lại hoặc là không gian bích lũy đều ở trong nháy mắt này gắt gao bảo vệ diệp chân nhưng cũng vào lúc này ánh sáng trước mắt diệp chân hơi biến hóa nguyên bản chân phải của thủy tổ ma thần đang ngủ say phía dưới đột nhiên sống lại hóa thành một vị độc giác ma thần thân cao vạn trượng đầu lớn dữ tợn đạp một cước về phía diệp chân một cước đạp đến vô số hư không xung quanh vỡ vụn càng chết là một cước này lại giống như hư vô trực tiếp xuyên qua chiến hồn huyết kỳ xuyên qua huyền cơ phân thân trực tiếp bước vào đạo cung của diệp chân diệp chân còn chưa hoàn toàn đúc thành đạo cung đã lập tức rung động dữ dội lần này hắn cuối cùng đã biết vì sao những bỏ bối kia trong cơ thể hắn lại tự động hộ chủ thế nhưng ở trước một cước này ngay khi tử linh tiên kiếm phát ra kiếm quang lôi quang tiên lôi tạo ra quang bích lũy phụ cốt độc diễm châu phun trào hỏa diễm hộ thuẫn vừa xuất hiện đã lập tức vỡ vụn trôn vùi diệp chân hoảng hốt hắn có một loại cảm giác nếu một cước này đạp xuống nguyên linh của hắn sẽ lập tức vỡ vụn hồn tán đạo tiêu theo bản năng diệp chân triệu tập một lượng lớn chúng sinh nguyện lực ra chỉ về phía nguyên linh của mình mặc dù hắn cảm thấy làm như vậy sẽ không có nhiều tác dụng lắm trong nháy mắt tiếp theo cực kỳ đột ngột không gian trong đạo cung của diệp chân rung động không gian trước mắt đột nhiên phân hóa thành vô số tầng. một cước kinh khủng của thủy tổ ma thần này nháy mắt biến mất, phân hóa thành vô số tầng không gian. trên đỉnh đầu nguyên linh của diệp chân, toàn thân a nguyên áo trắng ngồi xếp bằng bỗng nhiên run lên một hồi. bản thể tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu kịch liệt chấn động âm thanh rắc rắc vang lên. trên bản thể thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lại trong nháy mắt này nổ tung vô số vết dạn, nhất là trước đó đã từng bị trọng thương thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu càng có mấy chục vết dạn giống như đã đến cực hạn không chịu nổi, nếu có thêm mấy vết dạn nữa, thì một viên thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu sẽ sụp đổ tại chỗ. Cùng lúc đó, bộ dáng của khí linh A Nguyên lại tiểu tụy thêm vài phần. Thiếu chủ đừng lo, đây là lực lượng ý chí của thủy tổ ma thần công kích ngoại lai, đã bị ta trong nháy mắt ở trong đạo cung của ngươi phân hóa ra hơn, ngàn tầng không gian ngăn lại cản. Mặc dù ý chí công kích mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ bị không gian ngăn lại cách âm thanh của khí linh A Nguyên vang lên. Trong lòng Diệp Chân buông lỏng, lúc này mới phát hiện phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm thủy tổ ma thần này cách thận long châu lại còn có thể công kích đến nguyên linh của hắn thật là đáng sợ a nguyên không nên tiếp tục dễ dàng động dùng sức mạnh cẩn thận chữa thương không thể không nói tiên thiên linh bảo không hổ là tiên thiên linh bảo so với hậu thiên linh bảo thì mạnh lớn mấy lần thậm chí mấy chục lần nhất là về phương diện thần thông bí thuật tạm thời diệp chân chỉ có thể đưa cho a nguyên đại lượng chúng sinh nguyện lực muốn để tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu triệt để phục hồi như cũ còn cần sau khi diệp chân rời khỏi nơi đây mới có thể nghĩ biện pháp trị liệu thương thế bản thể cho tiên thiên linh bảo là chuyện phi thường khó khăn vừa có ý chí của thủy tổ ma thần công kích diệp chân càng thêm cẩn thận sau khi thử một chút diệp chân phát hiện mặc dù bản thân hán không cách nào tiến vào nhưng chiến hồn huyết kỳ lại có thể thông hành không trở ngại không bị ý chí của thủy tổ ma thần kia công kích sau đó diệp chân đã để cho chiến hồn huyết kỳ mang theo chín viên hóa ma bảo châu bao cực kỳ chặt chẽ từng viên lại sau đó đưa vào trong vị trí đặc biệt của huyết sắc sơn mạch cũng tức là chân phải thủy tổ ma thần này ngay khi viên hóa ma bảo châu thứ nhất rơi xuống toàn bộ chân phải của thủy tổ ma thần biến thành sơn mạch đột ngột chấn động hình như cảm ứng được lực lượng uy hiếp đến từ hóa ma bảo châu kia toàn bộ chân phải thủy tổ ma thần đều kịch liệt rung động từng tiếng gầm gừ phẫn nộ vô số lực lượng huyết sắc hướng về phương hướng viên hóa ma bảo châu kia Kinh người hơn chính là, kia dòng sông do huyết mạch kinh hóa thành, một khắc này lại nhao nhao đảo lưu, nhao về phía Viên Hóa Ma Bảo Châu. Ý đồ tiêu diệt Viên Hóa Ma Bảo Châu đó. Một khắc này, chân phải thủy tổ ma thần này hóa thành sơn mạch giống như sống lại, gầm thét, giống giận, hội tụ tất cả lực lượng phóng về phía Hóa Ma Bảo Châu. Diệp Chân lập tức kinh hãi, vội vàng thôi động chiến hồn huyết kỳ, trong thời gian ngắn nhất đem đặt chín Viên Hóa Ma Bảo Châu xuống từng vị trí. Lúc này, chân phải của thủy tổ ma thần cũng chia hóa thành chín huyết sắc cự long, trào lên hướng chín viên hóa ma bảo châu. Lên. Cùng lúc đó, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, theo bí pháp được nhị đại thủ tế truyền cho, khởi động chín viên hóa ma bảo châu. Chín kim quang huy hoàng phóng lên tận trời, trong chớp mắt bệnh cùng một chỗ ở trên bầu trời, tụ thành một vòng kim sắc liệt nhật phát ra kim sắc huy hoàng. Diễm quang của kim sắc liệt nhật chiếu dọi xuống, chân phải thủy tổ ma thần biến thành sơn mạch huyết quang, trực tiếp như canh rội tuyết, nhanh chóng tan rã, trong chớp mắt đã có không ít kim quang chiếu, về phía trên chân phải bản thể thủy tổ ma thần. Cũng ở trong nháy mắt này, trong đạo cung của Diệp chân thần niệm của tiểu yêu hơi động một chút, truyền đến cho Diệp chân một bức tranh, lại là động tĩnh của nhị đại thủ tế thông nạp ở huyết hà cấm địa, trong huyết hà cấm địa. Trước đó, nhị đại thủ tế thông nạp, trực tiếp dẫn bạo tất cả đầu mối trận pháp không gian trồng chất bên trong dẫn, Đến không gian sụp đổ và không gian loạn lưu lúc này đã đình chỉ. Sau khi sụp đổ, không gian trong huyết hà cấm địa đã một lần nữa ổn định lại. Lúc này, không gian huyết hà cấm địa đã biến thành kích thước nguyên thủy. So với trước mấy phạm vi mấy ngàn dặm trước, lúc này đã biến thành trăm dặm, lấy nhãn lực của những cường giả đạo cảnh này, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy không sót một cái gì. Lúc này, không gian trong phạm vi trăm dặm xung quanh đã thay nằm thành núi, máu chảy thành sông. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật nhìn xung quanh thi thể chồng chất như núi, một con một mắt bỗng nhiên biến thành màu máu. Trước sau, có hơn 90 vạn đại quân ma tộc tiến vào huyết hà cấm địa. Nhưng bây giờ, có thể đứng vững lại không đến 30 vạn. Có thể sống sót, trừ đạo cảnh ra, thì những người khác toàn là nhờ vận khí tốt không đụng phải không gian loạn lưu. 60 vạn đại quân chết thảm. Không nói đến trong 60 vạn đại quân này có hơn, phân nửa là đại quân của ma hoàng Nghị thái tử truy nhật hắn, hơn nữa, tất cả đều là tinh nhuệ dưới trướng. Một khắc này, trái tim của hắn thật đang dỉ máu. Dưới tình huống bình thường, một trận chiến song phương đầu nhập binh lực cao hơn 300 vạn, đại chiến dịch có thể quyết định xu thế, chiến tổn mới có thể cao hơn 60 vạn. Nhưng bây giờ, trong nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi đã không còn. Đây gần như là dùng một đao chém thẳng vào trong lực lượng dưới trướng ma hoàng nhị thái tử truy nhật. Mà tất cả đều là nhân tộc nhị đại thủ tế thông nạp nhìn qua vô cùng suy yếu trước mắt ngay khi huyết sắc đậm trong mắt hơi tan đi, ma hoàng nhị thái tử truy nhật mới chỉ tay về phía nhị đại thủ tế thông nạp, gầm thét nói, lão tặc, người đáng chết. Ha ha, nhị đại thủ tế thông nạp ngửa, mặt lên trời cười ha ha, lão phu ngay ở đây, đám ma tể tử các ngươi dám đến sao? Lên, bắt sống lão tặc này cho ta, bản thái tử muốn ăn sống thịt hắn. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật tức giận gầm hét. Trong chốc lát, ít nhất có 15 vị ma tộc đạo cảnh, từ bên cạnh ma hoàng nhị thái tử truy nhật xông ra, đánh thẳng về phía nhị đại thủ tế thông nạp. Với những quân đoàn trưởng các quân của ma tộc kia, lãnh chúa mang theo quân tham chiến, lúc này đã cực kỳ hận nhị đại thủ tế thông nạp. Đại quân dưới quyền bọn hắn, trong khoảnh khắc lúc nãy đã tử thương hơn phân nửa, từng người giống như ma hoàng nhị thái tử truy nhận, đều hận không thể ăn sống thịt của hắn. Ngay cả bên phía thái cổ oa linh nhất tộc, cũng có 5 vị thổ hệ oa linh và một vị thổ linh thần tướng xông ra. Bởi vì ngay tại vừa, một vị thổ hệ oa linh đạo cảnh bị không gian loạn lưu theo nhau, mà đến thôn phệ bỏ mình, lúc này, những tộc nhân thổ hệ oa linh này đang nghĩ đến báo thù cho tộc nhân của mình. Chỉ có hoàng linh nhất tộc nhị công chúa Khương Huy Anh ở phía sau khẽ cho mày, ngăn mấy vị tộc nhân muốn tiến lên lại. Nhị đại thủ tế thông nạp ngửa mặt lên trời càn rỡ không thèm bận tâm cười to, làm cho nàng nhớ tới sự điên cuồng và khủng bố của nhân tộc tế ti, ghi lại trong cổ tịch ở trong tộc. Mỗi khi nhân tộc của đại chu tế ti hãm tuyệt cảnh, thì đều ngửa mặt lên trời cười to, tự bảo tự thiêu đốt nhục thân nguyên linh, cho tới ngọc nát, tuyệt không ngói lành, gặp chiến vạn lần không được chủ quan. Cùng lúc đó, tiên trì ma sư thất su cũng nhớ tới ghi chép cùng loại ở trong ma thần cung. Đại chu tế ti, vị phần càng cao thì càng cương liệt không tiếc thân, dưới tình huống ngoan cố chống cự, tuyệt đối không thể vây công. Cẩn thận, trở về. Thái tử điện hạ, nhanh gọi bọn hắn trở về. Không thể vây công, hắn có thể sẽ tự bảo tự thiêu đốt nguyên linh. Tiên tri ma sư bảy chữ thất su la hét. Ha ha, muộn rồi. Trong tiếng cười lớn không thèm bận tâm, nhị đại thủ Tế Thông Nạp nguyên bản bởi vì thân thể bị tổn thương còng lưng, thân hình đột nhiên trở nên vô cùng hùng tráng, cả người lại giống như trước khi chưa tuổi già sức yếu, thân hình khẽ động, sau đó giống như thiểm điện đón lấy 20 vị đạo cảnh đang xông lại. Vô số diễm quang mắt trần có thể thấy được bắt đầu lưu động ở ngoài cơ thể Thông Nạp. Gần như là ngay khi đông đảo ma tộc đạo cảnh giật mình, nhị đại thủ Tế Thông Nạp đã như thiểm điện vọt tới trong phạm vi cách bọn hắn trăm thước trong cơ thể trào lên diễm quang khủng bố lưu động bỗng nhiên hướng vào phía trong đè hãm xuống, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất vỡ ra. Linh bạo kinh khủng trong chớp mắt lấy nhục thân của nhị đại thủ tế thông nạp, làm trung tâm, phóng ra bốn phương tám hướng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cùng lúc đó, nguyên linh vô cùng hùng hồn cao tới hơn 3 mét của nhị đại thủ tế thông nạp, cũng đột ngột tan vỡ, hóa thành vô số điểm ánh sáng, đưa vào trong linh bạo đang lan ra bốn phương tám hướng. Thoáng chốc, giống như liệt hỏa được tưới dầu, lực lượng nguyên linh vỡ vụn vừa hòa vào này làm, cho uy năng và phạm vi của linh bạo kia tăng lên gấp đôi. Cách nhị đại thủ tế thông nạp gần nhất, hai vị đạo cảnh trung kỳ rực ma, sông nhanh nhất trực tiếp bị uy năng kinh khủng của linh bạo đốt thành cho bụi. Lúc này, một đám cao thủ ma tộc kịp phản ứng, mới vội vàng lui lại. Nhóm ma tể tử, ghi nhớ đi, ta chính là nhân tộc đại chu, tổ thần điện nhị đại thủ tế thông nạp, tế ti đại chu ta thả làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cho dù chết thì nguyên linh giải nguyên bạo thể đại pháp này của lão phu cũng phải kèo thêm mấy người chôn cùng nhóm ma tể tử nếu có địa ngục thì đến địa ngục lão phu sẽ tiếp tục đấu với các ngươi xem lão phu có bóp nát trứng các ngươi hay không oa linh thánh tử hoàng linh nhị công chúa nhị thái tử lão phu ở địa ngục chờ các ngươi ha ha đại chu ta tất thắng vừa nói xong hai chữ tất thắng trong sóng linh bạo hư ảnh nhị đại thủ tế thông nạp vừa xuất hiện đã triệt để hóa thành hư vô cũng đại biểu cho nhị đại thủ tế thông nạp triệt để hồn phi phách tán. Gần như ngay khi nhị đại thủ tế thông nạp hồn phi phách tán, long hồn quyền trượng của thông nạp đứng ở trong huyết sắc quang mạc của huyết hà, cấm địa đại biểu của nhị đại thủ tế, hắn đột ngột phát ra một tiếng long ngâm ai ô, chớp mắt phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Cũng trong lúc này, Diệp Chân nhìn qua hình tượng phân thân tiểu yêu, truyền đến dừng lại ở một màn nhị đại thủ tế thông nạp triệt để hồn phi phách tán, gầm thét đại chu tất thắng này, đã lệ rơi đầy mặt ở trong hư không huyết sắc, Diệp Chân chậm rãi quỳ xuống hướng về phía phương hướng nhị đại thủ tế thông nạp, lấy nguyên linh giải nguyên bạo thể đại pháp tự bạo ngọc nát. Hai tay cúi không, chậm rãi đập đầu xuống dưới. Đại thủ tế, đi tốt. Cho dù trước đó thông nạp tranh quyền đoạt lợi làm cho người chán ghét cỡ nào, nhưng lúc này, hắn lại là người đáng kính nể nhất. Hắn là con mãnh, hổ mang theo dũng sĩ đại chu công kích. Hắn là hóa thân ý chí thiết huyết của đại chu, ở trong nháy mắt này, Diệp Trân đột nhiên hiểu rõ, vì sao đại chu, đế quốc lại có thể truyền thừa cao hơn 10 vạn năm bất diệt như thế. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đây là ý, ý chí thiết huyết đại chu đúc thành vô số năm qua. Nhưng phía sau ý chí thiết huyết này là cái gì? Nhân tộc của đại chu, thủ hộ đại chu, thủ hộ nhân tộc. Không tiếc thiết huyết, không tiếc ngọc nát. Trong huyết hà cấm địa, ma hoàng nhị thái tử truy nhật nhìn sóng linh bạo của đệ nhị đại thủ tế thông nạp, tứ ngược qua đi, cuồng loạn giống giận. Thần niệm nguyên linh bắn ra bốn phía, hắn muốn tìm kiếm dù chỉ một miếng thịt vụn xương thông nạp để chút giận. Một đợt sóng linh bạo vừa rồi lại mang đi chín ma tộc đạo cảnh, hai oa linh thánh nhất tộc đạo cảnh. Càng có mấy trăm đạo cảnh bị thương nặng nhẹ không đồng nhất, càng chết là phạm vi sóng linh bạo này cao tới trăm dặm, mặc dù uy lực ở phía ngoài nhất đã phi thường nhỏ, nhưng tu vi của ma tộc binh sĩ may mắn còn sống sót cũng không cao. Này một đợt, ít nhất lại mang đi cao hơn 5 vạn ma tộc sĩ tốt trong đó còn có hơn trăm ma tộc tướng lĩnh giới vương cảnh. Lúc này, sắc mặt của tiên tri ma sư thất su cũng cực kỳ khó coi. Đây là lần đầu tiên hắn kiến thức đến đại chu tế ti tự bạo, nhưng ký ức cũng là khắc sâu nhất. Đây là điên cuồng, tuyệt quyết và đáng sợ của các tư tế đại chu, không cách nào lãnh hội từ trên ghi chép của ma thần cung. Đáng tiếc là nhục thân của đệ nhị đại thủ tế thông nạp, trong lúc tự bạo đã triệt để hóa thành cho bụi. Đừng nói ma hoàng nhị thái tử truy nhật muốn tìm một miếng thịt, Cúc xương, ngay cả một chút xương vụn cũng không tìm thấy. Không có chỗ phát tiết, ma hoàng nhị thái tử chỉ về phía huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất giống giận. Phá trận, khởi động huyết thần đại trận thủy tổ ma thần này. Bản thái tử sắp lập tức công hãm vòng tuyến nhân ma chiến trường. Bản thái tử phải giết vào nội địa đại chu. Bản thái tử muốn đồ thành. Ngày sau, những nơi đại quân của bản thái tử đi qua, nhân tộc chó gà không tha. Tầng thứ ba huyết quang đại trận thần bí dưới lòng đất, lại hoặc nói là tầng thứ ba thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Diệp Chân đứng ở phía trên chín viên hóa ma bảo châu, biến thành hóa ma đại nhật kim quang huy hoàng, nhìn huyết quang nhanh chóng tan rã như canh rội tuyết, con đùi phải của thủy tổ ma thần giống như tuyết động bị nắng ấm ngày xuân chiếu xuống, chậm rãi hòa tan. Trên mặt Diệp Chân không có một chút mừng rỡ. Có, chỉ là bi thương. Gần như tận mắt nhìn thấy nhị đại thủ tế thông nạp lấy thân để nợ nước, tâm tình của hắn vô cùng nặng nề chính là có vô số tướng sĩ khẳng khái chết vì tổ quốc giống như nhị đại thủ tế thông nạp mới có thể đúc thành đại chu thiết huyết cũng chính là vô số đại chu sĩ tốt không có tiếng tăm gì tiền phác hậu kế chịu chết ở trong núi thay biển máu mới thành tựu đại chu thiết huyết trong lòng diệp chân đột nhiên nhiều hơn một loại tự hào hắn tự hào vì có những đồng đội thiết huyết này càng thêm kiêu ngạo vì có những tráng sĩ đền nợ nước giống như nhị đại thủ tế thông nạp một khắc này ở ngọn nguồn trái tim của diệp chân nhiều hơn một loại lòng cảm mến nói không rõ đối với đại chu những người này chính là nam nhi chân chính trước thủy tổ ma thần huyết thần đại trận ở huyết hà cấm địa đại lượng thần sư đại thần sư ma thần cung bắt đầu bạo lực phá giải trận pháp đại chu tổ thần điện tế ti vất vả bố trí mấy năm qua tất cả chuyện này đều thông qua tiểu yêu phân thân truyền vào trong đôi mắt của diệp chân mặc dù nói phá dễ dàng xây dựng mới khó nhưng mấy vạn tổ thần điện tế ti đại chu vất vả bố trí mấy năm cũng không phải có thể phá hư sạch sẽ trong thời gian ngắn. Nhất là có hành động dẫn bạo đầu mối trận pháp không gian trồng chất, chém giết 60 vạn đại quân ma tộc lúc trước của nhị đại thủ tế thông nạp, cho đến giờ phút này, vẫn như cũ làm cho trái tim của ma hoàng nhị thái tử truy nhật còn sợ hãi. Sợ tổ thần điện, bố trí vô số trong trận pháp xung quanh thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Cho nên phá trận cũng rất cẩn thận. Sau khi phá xong những trận pháp này, bọn hắn mới có thể xông vào tầng thứ ba thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Cho nên, trước mắt Diệp Chân vẫn còn đầy đủ thời gian, nhưng để đề phòng vạn nhất có xảy ra chuyện gì, dù sao thì đây chính là thi cốt của thủy tổ ma thần. Lúc này, Diệp Chân đã hiểu rõ bố trí của nhị đại thủ tế thông nạp, hoặc phải nói là tổ thần điện. Thủy tổ ma thần huyết thần đại trận này có 6 nơi, hiện tại đã khởi động 5 nơi. Dưới tình huống này, đã không cách nào ngăn cản thủy tổ ma thần phục sinh. Nhưng, nếu có thể phá đi một chỗ đại trận trong đó, thì có thể làm cho thực lực của thủy tổ ma thần sau khi phục sinh giảm mạnh. Nói đơn giản, giống như một chiến sĩ, nếu thiếu một chân thì chiến lực của hắn chắc chắn sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Huống chi, đối với thủy, tổ ma thần, đùi phải đại biểu cũng không đơn thuần là một đùi phải. Cho nên, dù như thế nào thì diệp chân, nhất định phải trăm phần trăm đánh tan đùi phải của thủy tổ ma thần. Dưới loại tâm tính này, thần niệm của diệp chân khẽ động, bấm tay gảy nhẹ, sau đó bắn ra một giọt chúng sinh nguyện lực, trong đạo cung của hắn về hướng chín viên diệt ma bảo châu biến thành liệt nhật huy hoàng không ngoài sở liệu của diệp chân trong chớp mắt liệt nhật huy hoàng phát tán hóa ma kim quang đã hừng hực hơn rất nhiều nếu trong hóa ma bảo châu kia đã ẩn chứa khí tức chúng sinh nguyện lực như vậy chúng sinh nguyện lực hẳn là có thể gia tăng uy lực của hóa ma kim quang trong lúc nhất thời tốc độ hòa tan của đùi phải thủy tổ ma thần ở bên dưới lại nhanh thêm mấy phần trên cơ bản một giọt chúng sinh nguyện lực có thể tăng cường hóa ma kim quang một hô hấp cũng tức là thời gian hai hơi. Vào thời khắc mấu chốt này, Diệp Chân cũng không keo kiệt, vô cùng đều đặn ném một giọt lại một giọt chúng sinh nguyện lực, tăng cường hóa ma kim quang. Trong Thận Long Châu, một ngọc giản tin khẩn đến từ quân đoàn trưởng Bình Tây quân đoàn Lưu Bộ Phong, xuất hiện ở một truyền tin na di trận cỡ nhỏ. Nội dung rất đơn giản, chính là Lưu Bộ Phong nói mình đã mạnh mẽ hợp lại lực lượng quân sự các bộ trong huyết hà, quân thành lại với nhau, đồng thời khống chế bọn người nguyên soái hỏa yến quân hoa dũng. Đồng thời ý đồ Bắc Thượng tập kích bất ngờ đại quân ma tộc ở huyết quang pháo đài, huyết quang pháo đài đại quân ma tộc lúc này, một lòng một ý công chiến huyết hà cấm địa, tập kích bất ngờ lần này, ít nhất có ba thành nắm chắc. Nếu có thể mưu đồ thỏa đáng, bên phía Diệp Chân còn có thể phối hợp, thậm chí có khả năng một lần nữa đoạt lại huyết hà cấm địa. Nếu mang theo Hoàn Vương Cơ Ngao giết vào huyết hà cấm địa, lấy thân phận của Hoàn Vương Cơ Ngao, đại chu nhất định bỏ ra đại giới nghĩ cách cứu viện có thể bảo đảm phòng tuyến nhân ma chiến trường không mất toàn bộ đều sống đối với ý nghĩ này của lưu bộ phong diệp chân rất cảm động nhưng lúc này huyết hà cấm địa đã thành tử địa lưu bộ phong muốn đuổi gió đã không dễ lưu huynh huyết hà cấm địa đã thất thủ nhị đại thủ tế thông nạp lấy thân để nợ nước trước mắt ta đang hoàn thành nhiệm vụ sau cùng đệ nhị đại thủ tế giao phó đợi sau khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ xuất tàn quân lấy phương thức đặc biệt rút lui liên chiến thủy tổ ma thần huyết thần đại trận thứ sáu sắp bộc phát một khi bộc phát huyết hà quân thành đứng mũi chịu xào quân đội của ngươi phải nhanh chóng rút lui bên ngoài mấy vạn dặm trong huyết hà quân thành sau khi lưu bộ phong thu được diệp chân trả lời thật lâu không nói hướng về phương huống huyết hà cấm địa từ xa xá dài đến cùng nhị đại thủ tế thông nạp lấy thân để nợ nước có thể nói là vừa ngoài ý muốn lại nằm trong dự liệu mà là một người lính nhất là làm quân nhân mấy chục năm huyết chiến ở phòng tuyến nhân ma chiến trường hắn không hy vọng cũng không thể nào tiếp nhận được chuyện phòng tuyến nhân ma chiến trường thất thủ kế hoạch này của hắn là đã trải qua hắn khổ tư còn đã nghĩ tới kế sách đi hiểm hiện tại sau khi huyết hà cấm địa triệt để thất thủ nhị đại thủ tế thông nạp lấy thân để nợ nước đã không còn bất kỳ không gian để áp dụng lưu cho hắn chỉ còn lại một đường rút lui nhưng hắn rút lui là có lệnh của đại đô đốc nhân ma chiến trường còn có danh nghĩa bảo hộ hoàn vương cơ ngao thế nhưng diệp chân thì sao cân nhắc thật lâu lưu bộ phong trả lời diệp chân sáu chữ nghĩ kỹ quân luật của đại chu diệp chân là người thông minh hắn chỉ cần nói đến sáu chữ này thì diệp chân đã hiểu rõ ý tứ của hắn diệp chân đương nhiên hiểu rõ ý tứ của lưu bộ phong sáu chữ này trực tiếp bịt kính một tầng bóng tối lên tiền đồ của diệp chân và bắc hải thiên lãng quân tàn quân chấn nam quân đoàn tàn quân quân đoàn thứ nhất bắc bộ chiến khu dưới trướng diệp chân quân luật đại chu trong vòng trăm ngày mất thành trảm người không ra lệnh rút lui trảm Mặc dù lần này Diệp Trân rút lui là có mệnh lệnh của nhị đại thủ tế thông nạp, nhưng vấn đề là nhị đại thủ tế thông nạp quyền cao chức trọng, nhưng lại không có quân chức. Từ chức vụ mà nói, hắn cũng không có quyền lực chỉ huy quân đội. Cho nên, mệnh lệnh của hắn sẽ không ở trong phạm chủ quân lệnh. Huống chi là loại quân lệnh trọng đại chủ động rút lui này. Có đôi khi, người ở phía trước tuyến làm chuyện, rõ ràng là chuyện hợp lý nhất, thỏa đáng nhất, nhưng quân luật lại chỉ nói luật, không nói những thứ này hít sâu một hơi diệp chân tạm thời ép những bóng tối này xuống đáy lòng ánh mắt lại nhìn về phía đùi phải thủy tổ ma thần lúc này vùng núi này đã vô cùng hừng hực hóa ma kim quang đùi phải thủy tổ ma thần đã hòa tan phân giải thành viên vụn kích thước không đều nhất là lúc hòa tan hà huyết mạch kinh lạc như đại giang trong đùi phải của thủy tổ ma thần vỡ vụn máu tươi đậm đặc như tương trong đùi phải của thủy tổ ma thần lập tức giống như hồng thủy tràn lan ra bốn phương tám hướng dưới hóa ma kim quang, những máu tươi này cũng bắt đầu nhanh chóng tan rã. Nhưng ngay lúc này, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, đột nhiên có cảm ứng. Loại cảm ứng này đến hơi quỷ dị, Diệp Chân cũng cẩn thận cảm giác mới ngạc nhiên phát hiện, cảm ứng lại đến từ huyền cơ phân thân của hắn. Lấy nhục thân của đạo cảnh Tam Nhãn Ma tộc, ma xoái tinh hồn trở thành huyền cơ phân thân lại truyền thừa từ thượng cổ ma thần, đột nhiên sinh ra cảm ứng đối với một chút lực lượng trong máu tươi của thủy tổ thần ma, tràn ra này, hoặc nói là hô ứng mơ hồ có chút giống là hô ứng trong cùng huyết mạch chuyện này làm cho trái tim của diệp chân khẽ động trong cơ thể thủy tổ ma thần đại khái chắc là lưu lại huyết mạch của tam nhãn ma tổ nhất mạch hoặc phải nói là huyết mạch của hồn ma nhất tộc tất cả chuyện này trước mắt diệp chân không thể làm rõ ràng được nhưng đã có cảm ứng thì làm việc theo bản năng hẳn là chính xác lúc này sau khi đùi phải thủy tổ ma thần bị tan rã bị phá hư hơn phân nửa áp chế của tầng ba thủy tổ ma thần huyết thần Đại trận này đã nhỏ đi rất nhiều lần, nhưng bản năng ý chí công kích của Thủy Tổ Ma Thần vẫn tồn tại. Thần niệm khẽ động, Chiến Hồn Huyết Kỳ lập tức hóa thành một đạo huyết quang, phóng tới nơi có cảm ứng là chỗ máu tươi của Thủy Tổ Ma Thần chảy xiết tràn lan. Huyết quang cuốn một cái đã bao vây lại máu tươi của Huyền Cơ phân thân nơi đó, cuốn ngược quay về. Thấy Chiến Hồn Huyết Quang trở về, Huyền Cơ phân thân đại hỉ, há to miệng rộng, nuốt vào huyết mạch Thủy Tổ Ma Thần được Chiến Hồn Huyết Kỳ xoắn tới sau đó, chiến hồn huyết kỳ liên tiếp xuất động, xoắn từng máu tươi có cảm ứng hưởng ứng tới, mặc cho huyền cơ phân thân thôn phệ. Thôn phệ một số nhỏ máu tươi của thủy tổ ma thần, trong cảm giác của Diệp Chân, khí tức huyền cơ phân thân đang chậm rãi biến hóa. Muốn hoàn chỉnh dung hợp một sợi máu tươi của thủy tổ ma thần, đối với huyền cơ phân thân cũng là một quá trình tương đối dài dằng dặc. Nhưng Diệp Chân rất hiếu kỳ, sau khi dung với một sợi máu tươi vô cùng hiếm có của thủy tổ ma thần, ngày sau huyền cơ phân thân sẽ sinh ra biến hóa gì? hóa ma kim quang vẫn còn đang tiếp tục hòa tan. Dần dần, toàn bộ chân phải của thủy tổ ma thần đã biến thành sơn mạch, bao gồm máu tươi, chỉ còn lại một bộ phận cực nhỏ chưa hòa tan. Một bộ phận cực nhỏ này có chút giống chỗ hạch tâm chân chính của đùi phải thủy tổ ma thần này, cho dù hóa ma kim quang vẫn tiếp tục chiếu dọi xuống nhưng tốc độ hòa tan cũng biến thành phi thường chậm chạp. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân trực tiếp ra chỉ chúng sinh nguyện lực vào hóa ma kim quang, từ một giọt tăng lên tới 10 giọt trong chớp mắt uy lực của hóa ma kim quang đã tăng lên gấp bội những hải cốt của chân phải thủy tổ ma thần đột nhiên nhanh chóng nhuyễn động muốn hội tụ lại với nhau trong lúc nhúc nhích lại bắt đầu để chủ động thu nạp một lượng lớn huyết khí xung quanh qua để lớn mạnh tự thân nhưng có hóa ma kim quang lại liên tục không cách nào dung hợp lại được đột nhiên một luồng ma thần ý chí vô cùng kinh khủng nương theo lấy một tiếng gào thét tức giận tuyệt vọng dâng lên này ma thần ý chí vô cùng kinh khủng xuất hiện sát Vậy mấy trăm khúc tàn xương của đùi phải thủy tổ Ma Thần, lập tức tụ tập cùng một chỗ, gần như là đồng thời hóa thành một huyết sắc Ma Thần to lớn, nổi giận gầm lên một tiếng, ngay khi vô cùng vô tận biển máu huyết quang ở bốn phương tám hướng hội tụ tới, lập tức xông về phía liệt nhật huy hoàng tản ra hóa ma kim quang. Nhưng một khắc này, một loại tĩnh mịch và âm lãnh không cách nào hình dung lại bao phủ toàn thân Diệp Chân lại. Trong lòng Diệp Chân lập tức có một loại minh ngộ. Diệp Chân hiểu rõ Mục tiêu của ý chí lưu lại trong chân phải thủy tổ ma thần này không phải là hắn, mà là hóa ma kim quang phía sau hắn. Hơn nữa, lần này không giống. Ý chí của thủy tổ ma thần lấy hai cốt chân phải của hắn làm cơ thể, lấy một bộ phận ý chí lưu lại trong thủy tổ ma thần làm thần, hóa thành huyết sắc ma thần, lực sát thương của nó, tuyệt đối là gấp mấy lần công kích trước đó của ý chí thủy tổ ma thần. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Ly Cà Phê nhé đây là bản năng phản kích của ý chí ma thần lưu lại trong chân phải thủy tổ ma thần, trước khi tiêu vong. Khí tức kinh khủng đó lập tức làm cho mồ hôi lạnh trên trán Diệp Chân chảy ròng ròng, tay chân phát lạnh. Nếu để cho huyết sắc ma thần này đến gần, Diệp Chân dám khẳng định, hắn tuyệt đối sống không quá một nửa hô hấp. Gần như là trong vô thức, hoặc phải nói là theo bản năng, Diệp Chân trực tiếp trực tiếp rót đại lượng mấy trăm giọt chúng sinh nguyện lực vào trong Hóa Ma Kim Quang, làm cho uy năng của Hóa Ma Kim Quang kia lần nữa tăng lên gấp đôi sự thật chứng minh lo lắng lúc trước của diệp chân là dư thừa dưới hóa ma kim quang hừng hực huyết sắc ma thần này lại dãy ruộng cũng chỉ có thể phát ra kêu rên vô lực nhưng lại không cách nào xuyên qua kim sắc đại nhật huy hoàng tản ra hóa ma kim quang ngược lại là dưới hóa ma kim chiếu chiếu dọi, không ngừng tan rã chuyện này làm cho diệp chân rất yên tâm đương nhiên cũng may mà là thủy tổ ma thần trước mắt này đã là vật chết chỉ có một chút còn sót lại bản năng ý chí phản kháng theo bản năng nếu không thì dù hóa ma kim quang có nhiều thì cũng không ngăn được. Nhưng trong thời gian mười mấy hơi thở, vô số huyết quang và huyết sắc ma thần từ chân phải thủy tổ ma thần, tụ tập hài cốt tản ra khí, tức khủng bố đã bị hòa tan trở thành một đoàn huyết quang chỉ to, bằng nắm đấm trẻ con, huyết quang rực rỡ như bảo thạch. Giống như một viên huyết bảo thạch. Kỳ quái hơn là, đoàn huyết quang rực rỡ, như bảo thạch này mặc cho liệt nhật huy hoàng hóa ma kim quang, chiếu dọi xuống vẫn không nhỏ lại chút nào. Dưới sự kinh ngạc, Diệp Chân một trận lần nữa đầu nhập chúng sinh nguyện lực vào, tăng cường uy năng của Hóa Ma Kim Quang, nhưng huyết quang bảo thạch kia vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào. Hơn nữa, dưới sự quan sát của Diệp Chân, cho dù liên tục chiếu dọi thời gian mười mấy hơi thở, thì vẫn không có bất kỳ biến hóa. Thần niệm khẽ động, Diệp Chân đánh xuống một cửu tiêu thần lôi vào đoàn huyết quang bảo thạch kia, nghĩ trợ công một chút. Dù sao, chỉ cần xử lý triệt để huyết quang bảo thạch cuối cùng này, chuyện này của Diệp Chân hắn sẽ công đức viên mãn có thể rút lui bất cứ lúc nào. Nếu không, chờ lát nữa cao thủ ma tộc xông tới, nếu vẫn không thể đánh tan đoàn huyết quang ẩn chứa ý chí thủy tổ ma thần sẽ thật phiền phức. Thế nhưng, làm cho Diệp Chân kinh ngạc là dưới cửu tiêu thần lôi trí cương trí dương oanh kích, mà huyết quang bảo thạch lại không nhúc nhích tí nào. Trong thần niệm cảm ứng của Diệp Chân, phía dưới cửu tiêu thần lôi, huyết quang bảo thạch lại không giảm bớt một chút nào. Diệp Chân có chút không tin tà, thần niệm thôi động, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi, thái âm thần lôi, xích dương thần lôi thay nhau oanh kích về phía viên huyết quang bảo thạch kia còn có hóa ma kim quang không gián đoạn chiếu rọi thế nhưng vẫn như cũ không giảm chút nào sau khi diệp chân trợn mắt hóc mồm thì lập tức ngây người nếu như không thể xử lý đoàn huyết quang bảo thạch ẩn chứa ý chỉ ma thần thủy tổ này thì diệp chân sẽ không cách nào triệt để hoàn thành nhiệm vụ lần này trong lúc bối rối diệp chân quả quyết hỏi thăm này hàng thận long nguyên linh a xử việc kiến thức của con hàng này vẫn rất rộng đối mặt với câu hỏi của diệp chân Hận Long Nguyên Linh A à sử vô cùng khinh bỉ liếc mắt về phía Diệp Chân. "Ta nói Diệp lão đại, một đoàn ánh sáng rực rỡ như bảo thạch này cũng không phải những món trước đó, Hóa Ma Kim Quang, Tan Dã. Mặc dù những món đó là hài cốt của thủy tổ ma thần, nhưng chỉ là vật chết, cường đại hơn nữa thì vẫn sẽ mục nát. Thế nhưng, ở trong huyết quang bảo thạch này ẩn chứa ý chí còn sót lại của thủy tổ ma thần, mặc dù rất ít, nhưng đây đã là một loại lực lượng ý chí đến gần vô hạn bất hủ. Nếu không thì cũng sẽ không thể sau nhiều vạn năm như vậy." Thủy tổ ma thần này còn có thể có phục sinh, tất cả đều là bởi vì nó. Bằng không, ngươi cho rằng vì sao năm đó, thánh tế đứng đầu tổ thần điện lại bỏ mình nhiều như vậy? Nói đến đây, Thận Long Nguyên Linh A sủ lại dừng một chút, đương nhiên, cái đồ chơi này cũng không phải bất hủ, nếu không thì cũng sẽ không vẫn lạc. Chỉ là, cấp độ lực lượng của ngươi còn kém quá xa, cho nên ngươi không cách nào hủy nó. Nếu ngươi có thể đạt đến trình độ của đám lão gia hỏa đó thì muốn diệt nó, vẫn có khả năng nói như vậy ta chỉ có thể nghĩ biện pháp rời đi nó hoặc là phong cấm nó diệp chân nhíu mày đã không cách nào diệt đi như vậy diệp chân chỉ có hai lựa chọn này không thật ra thì ngươi có lựa chọn thứ ba khóe miệng thận long nguyên linh a sử xuất hiện một chút vẻ thần bí lựa chọn thứ ba không sai phải ta cũng không thừa nước đục thả câu với diệp lão đại ngươi nữa chính là nó thận long nguyên linh a sử chỉ về phương hướng chiến hồn huyết kỳ ngươi nói là đạt được a sử nhắc nhở trong chớp nhoáng này trong đầu diệp chân hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhất là lúc trước thu hoạch được truyền thừa thượng cổ ma thần sau khi triệt để biết được một vài thứ về lai lịch của chiến hồn huyết kỳ chiến hồn huyết kỳ có thể đột phá trưởng thành tiên thiên linh bảo nhưng muốn đột phá đến tiên thiên linh bảo lại cần phải có cơ duyên nhất định khí linh tiên thiên linh bảo diệp chân nhăn mày hỏi thăm lão đại anh minh gần đây thận long nguyên linh a Sửu càng ngày càng trơn trượt Đoàn ý chí thủy tổ ma thần này có nguyên linh lạc ấn của thủy tổ ma thần. Nhất là sau vô số năm tiêu hao, nguyên linh lạc ấn của thủy tổ ma thần này đã rất yếu. Sau đó lại bị hóa ma bảo quang hóa đi gần như tất cả lực lượng lúc này, chỉ còn lại tinh hoa chân chính. Chỉ cần ngươi tốn thời gian triệt để làm hao mòn nguyên linh lạc ấn trong ý chí thủy tổ ma thần. Vậy lực lượng ý chí xuất phát từ thủy tổ ma thần chính là vật dẫn ẩn dục khí linh tiên thiên linh bảo, tốt nhất thích hợp với chiến hồn huyết kỳ nhất." A Sửu nói cái gì còn có thể như vậy diệp chân đại hỷ chiến hồn huyết kỳ có hy vọng tấn thăng tiên thiên linh bảo rồi ngươi đừng cao hứng trước quá sớm thận long nguyên linh a xử lại lần nữa dội cho diệp chân một gáo nước lạnh đầu tiên mặc dù lực lượng ý chí nguyên linh lạc ấn ở trong thủy tổ ma thần chỉ còn sót lại một chút xíu cực ít nhưng dù ít thì cũng là tinh thần lạc ấn của thủy tổ ma thần một sợi lông mũi của thái cổ cự long cũng có thể đè chết lão hổ tất cả trước tiên phải tìm được cơ duyên để con hàng này tấn thăng làm tiên thiên linh bảo, đây mới là bước đầu tiên, đằng sau, còn phải xem ngươi có thể làm được hay không. Thậm chí có thể nói, quá trình này, có thể là cử tử nhất sinh cũng không sai. Hơn nữa, cho dù làm được, uẩn dục tiên thiên khí linh cũng là chuyện cực kỳ phức tạp khó khăn. Bằng không, ngươi cho rằng tiên thiên linh bảo là rau cải trắng ven đường sao. Trong khi thận long nguyên linh A Sửu đang nói liên miên lải nhải, Diệp chân đã thi triển bí pháp có được trong thượng cổ ma thần truyền thừa. Thôi động chiến hồn huyết kỳ, phát ra huyết quang lấy lực lượng khí thức đồng nguyên nuốt ý chí của thủy tổ ma thần này vào trong trước chậm rãi thẩm thấu khí thức chiến hồn huyết kỳ chờ sau khi lực lượng của diệp chân đạt tới sẽ triệt để lao đi kia một sự tinh thần lạc ấn vô cùng yếu ớt của thủy tổ ma thần nhưng làm cho diệp chân ngoài ý muốn là chiến hồn huyết kỳ thôn phệ ý chí ma thần này dưới ảnh hưởng của ý chí ma thần này khí thức chiến hồn huyết kỳ bỗng nhiên tăng lên trong nháy mắt tiếp theo chiến hồn huyết kỳ đã rất lâu không cách nào thôn phệ một chút huyết khí lực lượng mặt trái thì bây giờ đã lần nữa bắt đầu thôn phệ rất nhiều huyết quang trên phạm vi lớn mặc dù phẩm giai của chiến hồn huyết kỳ vẫn không đột phá nhưng lực lượng lại trước có tăng lên chuyện này làm cho diệp chân càng có lòng tin đối với chuyện ngày sau chiến hồn huyết kỳ đột phá đề thăng thành tiên thiên linh bảo đến tận đây đùi phải thủy tổ ma thần này xem như bị diệp chân triệt để hóa đi hoàn thành nhiệm vụ nhưng chín viên hóa ma bảo châu tụ thành liệt nhật huy hoàng phát ra hóa ma bảo quang vẫn như cũ đang nhanh chóng tan rã một lượng lớn huyết sắc nơi này mà cũng ở trong nháy mắt này ở chỗ sâu nhân ma chiến trường năm thủy tổ ma thần huyết thần đại trận đã bộc phát trước đó đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ tức giận kinh thiên động địa gần như cùng lúc đó ở chỗ sâu trong thủy tổ ma thần huyết thần đại trận đã bộc phát đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ tiếng gầm gừ đó giống như lôi đình lại như thiên băng địa liệt làm cho huyết quang khí tràng đã thành hình đột nhiên dung chuyển giống như sóng thần lịch dương thành lũy, ninh xuyên pháo đài cũng đều như thế. Rất nhiều cao thủ ma tộc đang tiềm tu trong huyết quang khí chàng này bị huyết khí, và lực lượng mặt trái, như sóng thần vậy xung kích đều nhao nhao bị oanh ra khỏi huyết quang khí chàng. Nhẹ thì nội phủ bị kịch chấn, tiên huyết cùng phún, nặng thì dưới dòng xoáy huyết khí xung kích, xương cốt đứt gãy. Cũng có không ít tên xui xẻo chết thảm tại chỗ. Nhưng động tĩnh lớn nhất lại chỉ có trong ma tộc đạo cảnh, và quý tộc chân chính tiềm tu trong huyết quang khí chàng ở tầng 3 từng tiếng gào thét tức giận đó giống như ma âm thấu não làm cho nguyên linh của bọn hắn bị kịch chấn có một loại cảm giác như xương mềm gân xốp giòn tình hình này làm bọn hắn nhìn nhau kinh hãi nhao nhao quay đầu nhìn về phía chỗ sâu nhất trong đại trận nơi đó đối với bọn hắn chính là cấm địa nhưng tiếng gào thét giống giận vừa rồi rõ ràng phát ra từ nơi đó cũng không lâu lắm loại kịch biến này từ đuôi đến đầu hội tụ đến ma thần cung đồng thời ma hoàng nghị thái tử truy nhật vừa công chiếm huyết hà cấm địa cũng nhận được tin tức sau khi nhận được tin tức ma hoàng nghị thái tử truy nhật cầm đầu một đám cao tầng ma tộc từng người hai mặt nhìn nhau không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đột nhiên oa linh thánh tử ngu thọ vẻ mặt dữ tợn lao đến diệp chân đâu tên diệp chân kia đâu còn có đại quân dưới trướng hắn sao toàn bộ lại hoàn toàn biến mất ta đã lục soát mỗi một góc của huyết hà cấm địa nhưng đừng nói là người sống dưới trướng bắc hải thiên lãng quân cho dù thi thể người chết một cái cũng không thấy đến cùng cái tên này đã trốn đi đâu rồi không sai, trong nhận thức của Oa Linh Thánh tử Ngu Thọ, thì chắc chắn Diệp Trân và đại quân dưới trướng hắn đã trốn đến một nơi nào đó. Dù sao thì muốn đột nhiên rời khỏi nơi này là chuyện không thể nào. Đúng vậy, cái tên Diệp Trân này đâu? Nhất định phải tìm ra người này, Diệp Trân này đối với bản cung có tác dụng rất lớn. Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh cũng mở miệng. Đúng vậy, Diệp Trân đâu? Còn có mấy chục vạn đại quân huyết hà cấm địa này đâu? Ma Hoàng nhị thái tử truy nhận cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía tiên chi ma sư thất su. Có phải đã thông qua không gian na di trận pháp rời khỏi đây rồi hay không? Một ma tộc đạo cảnh tướng lĩnh nói. Không thể nào. Hành quân đại tổng quản kê vô tâm trực tiếp bác bỏ khả năng này. Lần này tiến công huyết hà cấm địa, chúng ta đã bố trí vạn toàn. Bất kỳ không gian rung động kết nối huyết hà cấm địa với bên ngoài, đều không thể trốn khỏi chúng ta giám thị. Ngay cả món tiên thiên linh bảo loại không gian trong tay diệp chân kia, từ lúc quay lại cũng đã bị chúng ta giám sát phía dưới, muốn vô thanh vô tức na di bốn năm mươi vạn đại quân từ nơi này ra ngoài tuyệt đối không thể nào như vậy diệp chân và đại quân dưới trướng hắn còn có kia mấy vạn tổ thần điện tế ti kia đã đi đâu lông mày ma hoàng nhị thái tử truy nhật nhíu lại tiên tri ma sư thất su đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua huyết sắc quang mạc vô cùng rộng lớn của thủy tổ ma thần huyết thần đại trận vẻ mặt đột nhiên trở nên khó coi có thể bọn hắn có thể đã đi vào cái gì sắc mặt ma hoàng nhị thái tử truy nhật kịch biến, nhưng sắc mặt của oa linh thánh tử và hoàng linh nhị công chúa lại thành đến vô cùng khó coi. Mặc dù ma tộc thủy tổ ma thần huyết thần đại trận không nói vô cùng ổ uế, nhưng một lượng lớn lực lượng mặt trái kia lại không phải bọn hắn có thể thừa nhận và tiếp nhận được. Diệp chân đi nơi nào cũng có thể đuổi theo, nhưng chỉ có tiến vào nơi đó là không thể đuổi theo. Nhưng lúc này tiên trì ma sư thất su nói lời không làm cho người ta kinh ngạc đến chết không thôi. Hơn nữa, ta hoài nghi, tiếng gào thét vừa vang lên, ở chỗ sâu của năm thủy tổ ma thần huyết thần đại trận đã khởi động, có lẽ có quan hệ với cái tên Diệp chân này. Nói xong, vẻ mặt của tiên tri ma sư thất su đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi, lúc này, hắn đã đoán được một ít sự thật đáng sợ. Ánh mắt của ma hoàng nhị thái tử truy nhật ngẩn ngơ, sau đó vẻ mặt đại biến, cũng nghĩ đến một vài khả năng. Chuyện này, chuyện này không thể nào, nghĩ đến hậu quả đáng sợ có thể xảy ra, âm thanh của nhị thái tử truy nhật đều trở nên cả lăm chuyện này tiên trì ma sư thất xu đáng chát nhìn về phía huyết sắc quang mạc bị tổ thần điện dùng trận pháp dày đặc bao phủ lại nhanh không tiếc bất cứ giá nào phá trận phá trận ma hoàng nhị thái tử truy giống giận nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy hậu quả đó thật sự là trong không gian thận long châu tình hình lúc này có chút âm trầm trong sơn động to lớn mà thâm thúy từng viên bảo thạch tản ra bạch quang chiếu sáng toàn bộ sơn động như ban ngày một thượng cổ na di đại trận chiếm diện tích to lớn ở trung tâm sơn động đang phát ra ánh sáng lấp lóe xung quanh thượng cổ na di trận đại trận cực lớn là 40 vạn sĩ tốt đại chu và mấy vạn tổ thần điện tế ti tất cả đang an tĩnh chăm chú xếp bằng ở xung quanh chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp mấy trăm tên tuần tra thần liệt và tuần tra thần tướng xếp bằng ở phía trên đỉnh động hai mắt như chim ưng dò xét bốn phương tám hướng nếu có bất kỳ sĩ tốt nào có bất kỳ dị động hư không chi nhận sẽ lập tức không chút lưu tình chém giết hắn Quân lệnh của Diệp Chân chính là toàn quân tĩnh tọa chờ cơ hội rút lui, bất kỳ người nào không có lệnh không được đi lại, nếu có người đi lại, trảm. Nói thật, quân lệnh này của Diệp Chân làm cho nhiều tướng quân có chút không hiểu, nhưng tích uy của Diệp Chân ở nơi đó nên không ai dám vi phạm. Về phần người dám vi phạm thì đã sớm bị xử theo quân pháp. Lúc này, tất cả ở đây nhìn qua đều vô cùng chân thực. Nếu có người nói cho bọn hắn, trừ những người bọn hắn ra, toàn bộ những thứ khác đều là hư ảo thì chỉ sợ đánh chết bọn hắn cũng không tin nhưng sự thật chính là như thế. Trừ những người sống bọn hắn ra thì tất cả tất cả mọi thứ ở đây đều là huyễn thuật do Thận Long Nguyên Linh A Sử thi triển ra, bày ra huyễn tượng to lớn ở trong không gian Thận Long Châu. Vì phòng ngừa này huyễn tượng này bị sĩ tốt tùy ý đi lại đánh vỡ, cho nên mới có quân lệnh này. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Bí mật Thận Long Châu liên quan đến tính mạng của Diệp Chân. Nhất là sau khi Diệp Chân từ trong miệng nhị đại thủ tế thông nạp, biết được giá trị chiến lược của tiểu thế giới có thể dung nạp cao hơn, trăm vạn người sống như thận Long Châu, thì hắn lại càng thêm cẩn thận. Nếu chuyện này triệt để bộc lộ ra ngoài, Diệp Trân sợ rằng hắn sẽ là địch của cả thế gian này. Những nguyễn tượng này vô cùng chân thật chỉ là vì mê hoặc những sĩ tốt và các tư tế tổ thần điện này, để bọn hắn chân chính tin nơi này là một đại thượng cổ na di trận có vị trí, cực kỳ bí ẩn được tổ thần điện phát hiện, có ý nghĩa chiến lược cực kỳ quan trọng. Trước đó khóa nguyên cấm hồn đan phủ, cũng là vì bảo vệ bí mật của thượng cổ na di trận này chuyện được đọc bởi kênh haleyzy audio bởi vì nghe nói thượng cổ na di trận này có thể trực tiếp na di đại quân đến trong tòa thượng cổ na di trận nào đó ở sâu trong ma tộc cho nên bọn hắn phải tuyệt đối giữ bí mật nhưng lúc này tin tức ngầm như vậy đã bắt đầu lưu truyền trong đại quân và tế ti đương nhiên tin tức này là sau khi diệp chân và ngưu nhị nghiên cứu mới chủ động thả ra so với để những sĩ tốt này liều mạng đoán mò bổ não không bằng dẫn đạo bọn hắn phương hướng não bổ ngược lại có thể che đậy kín bí mật không gian thận long châu của diệp chân lúc này diệp chân trước đó vẫn không hề lộ diện lại xuất hiện ở trọng tòa thượng cổ na di trận này diệp chân hiện thân làm cho đông đảo binh lính trong lòng lo sợ bất an còn có đại lượng các tư tế tổ thần điện lập tức yên ổn lại biểu hiện của diệp chân đã làm cho trong lòng bọn hán triệt để tán thành diệp chân ngay lập tức diệp chân lập tức triệu tập nhu bích của trấn nam quân đoàn hạ kỳ của quân đoàn thứ nhất bắc bộ chiến khu hai vị có thực lực và địa vị cao nhất của tổ thần điện trước mắt là thủy linh điện chủ hải phạm thống lĩnh tế vệ tổ thần điện mặc chuẩn đến sau đó màng sáng kết giới dày đặc dâng lên tổ chức hội nghị bí mật nguyên bản lúc này tam đại thủ tế nhâm mạch chính là người có địa vị cao nhất tổ thần điện ở đây nhưng hắn vẫn còn đang hôn mê nên chỉ có thể thương nghị với bọn người còn lại chư vị tiếp theo chúng ta phải quyết định một chuyện đại sự chuyện này liên quan đến tính mệnh của chư vị và tất cả huynh đệ dưới trướng vẻ mặt của diệp chân vô cùng trịnh trọng bởi vì lần quyết nghị này sẽ quyết định vận mệnh của mấy chục vạn gia tộc, mấy triệu người. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Xét tình huống trước mắt, nhất là khi thông báo chuyện nhị đại thủ tế thông nạp đã để nợ nước, sau khi đám người trải qua kinh ngạc và hỗn loạn ngắn ngủi lần nữa bắt đầu yên lặng. Ở đây, không ai ngu cả, đều biết hàm ý chân chính trong vấn đề này của Diệp Trân. Bởi vì theo quân luật của Đại Chu, một nhóm người bọn hắn này chính là đào binh, bại binh thất thủ huyết hà cấm địa. Mặc dù theo tình hình trước mắt, có rất nhiều tình có thể hiểu, thậm chí, Diệp Trân suy đoán, trong di giản của nhị đại thủ tế thông nạp có thể sẽ có trần thuật, nhưng đối với việc này, nhưng quân pháp vô tình. Diệp Trân càng không nguyện ý giao vận mệnh của mình vào trong tay người khác, giao cho vận may. Lúc này, rời khỏi huyết quang đại trận sắp bộc phát này, thật ra thì Diệp Trân có phương pháp càng trực tiếp hơn. Để tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu trực tiếp đưa Diệp Trân đến gần Bắc Hải quận. Diệp Trân có thể mang theo một đám các huynh đệ Bắc Hải Thiên, lãng quân trực tiếp về nhà nhưng như vậy đúng là sảng khoái nhưng lại mang đến vô số phiền phức bí mật diệp chân có được tiên thiên linh bảo sẽ lần nữa lộ ra ánh sáng trên phạm vi lớn hơn nữa dưới tình huống đó bí mật thận long châu cũng không che giấu được càng quan trọng là không có mệnh lệnh của quân bộ trực tiếp rút về bắc hải quận diệp chân và các huynh đệ bắc hải thiên lãng quân này đều sẽ thành đào binh của đại chu diệp chân còn dễ xử lý cao lắm là phủi mông rời khỏi thế nhưng nhiều huynh đệ bắc hải thiên lãng quân như vậy thì sao còn có phía sau mỗi một huynh đệ này ít thì ba bốn người nhiều thì mấy chục người gia quyến thậm chí là gia tộc thì sao luật đại chu sẽ liên lụy đến họ với tình hình trước mắt chúng ta hẳn là còn có thể giống đại đô đốc cơ nguyên hoặc là quân bộ trực tiếp xin chỉ thị quân lệnh quân đoàn trưởng trấn nam quân đoàn miêu bích cay đắng nói đương nhiên có thể mở miệng là quân đoàn trưởng quân đoàn thứ nhất bắc bộ chiến khu hạ kỳ hơn nữa chắc chắn sẽ có quân lệnh mới nhưng hai chuyện huyết quang pháo đài thất thủ huyết hà cấm địa thất thủ này làm sao cũng không vòng qua được nói đến đây hạ kỳ đắng chát cười một tiếng chỉ sợ khi ta nghe theo quân lệnh quay lại đến hậu phương ngay lập tức sẽ bị chấp hành quân pháp diệp nguyên soái có công lớn trên thân có thể miễn kiếp nạn này nhưng hai người chúng ta thì chắc chắn phải chết không nghi ngờ nói xong hạ kỳ nhìn về phía đại quân ngồi xếp bằng ngoài màn sáng kết giới hơn nữa đám huynh đệ dưới trướng chúng ta nhẹ thì bị phạt làm khổ dịch nặng thì bị đánh vào nô tịch liên lụy cả gia tộc mấy đời nối tiếp nhau không thoát thân được nói đến đây hạ kỳ thở dài một tiếng đáng thương cho những huynh đệ này liều chết huyết chiến còn sống sót lại sắp đột nhiên vanh mắt hạ kỳ hơi đỏ lên nói đến đây trong lòng mọi ở tại đây đều cay cay ngay cả diệp chân cũng nhìn không được vỗ nhẹ lên vai hạ kỳ nhưng vấn đề là quân pháp đại chu như thế cho dù bọn hắn thân ở trong cục biết rõ quân pháp này không hợp lý nhưng quân pháp đại chu không phải bọn hắn có thể thay đổi. Cùng lúc đó, thống lĩnh tế ti mặc chuẩn cũng cay đắng nói, mặc dù luật pháp tổ thần điện không đến mức như vậy, nhưng, nhị đại thủ tế lấy thân để nợ nước, chúng ta đã không còn mặt mũi trở về. Nói xong, câu đó, trên mặt mặc chuẩn thay vào đó là một loại quyết tuyệt, đội tế vệ chúng ta sẽ một mình rời khỏi, đi huyết chiến tới cùng với ma tộc, liều sạch cho đến người cuối cùng. Như vậy, đến lúc đó, nhị đại thủ tế hắn trên hoàng tuyển lộ cũng không đến nỗi cô đơn thật ra thì có một câu mà mặc chuẩn chưa nói những tế vệ bọn hắn có thể sống trở về nhưng sau khi còn sống trở về mặc dù không ta ngộ quân pháp đại chu như một đám sĩ tốt phía dưới nhưng sau khi bọn hắn trở về ở trong tổ thần điện sẽ cả một đời cũng không ngóc đầu lên được bao gồm nhà của bọn hắn đều sẽ bởi vì bọn hắn mà địa vị giảm nhiều chuyện này sẽ trở thành sỉ nhục cả một đời mặc chuẩn cũng hận nếu trước khi tiến vào thượng cổ na di trận nếu biết nhị đại thủ tế thông nạp sẽ lấy thân để nợ nước thì hắn tuyệt đối sẽ không đi vào. Hắn tuyệt đối sẽ đi theo bên cạnh nhị đại thủ tế thông nạp, mang theo một đám đồng liêu cùng với nhị đại thủ tế oanh liệt để nợ nước. Mặc dù bọn hắn sẽ chết, nhưng người nhà và hài tử của bọn hắn lại sẽ hưởng thụ vô thượng vinh dự, càng sẽ được tổ thần điện đặc biệt chiếu cố, tiền đồ vô lượng. Thế nhưng lúc này, tất cả đều đã muộn. Đối với lời của tế vệ thống lĩnh mặc chuẩn, Diệp chân từ chối cho ý kiến, cũng không trả lời, ngược lại nhìn về phía thủy linh điện chủ hải phạm. Hải điện chủ, ngươi có tính toán gì? trước mắt thủy linh điện chủ hải phạm là người có chức vị cao nhất trong tổ thần điện diệp chân cần biết ý kiến và ý nghĩ của hắn thì mới có thể đưa ra quyết định ai thủy linh điện chủ hải phạm thở dài một tiếng nếu có lựa chọn thì lúc này hắn tình nguyện giống như tam đại thủ tế nhâm mạch hôn mê luôn cho rồi Sám xịt trở về như vậy thật là xỉ nhục hơn nữa lấy giác ngộ chính trị của hắn đến xem phòng tuyến nhân ma chiến trường sắp sụp đổ đến lúc đó ma tộc quy mô xâm nhập trong đại chu chiến hỏa liên thiên dân chúng lầm than như vậy, Lạc ấp đương nhiên sẽ tìm ra một người có trách nhiệm để tiêu trừ kêu ca. Trước mắt, đại đô đốc cơ nguyên tay cầm đại quân, càng là thân vương thảo luận chính sự của hoàng tộc, nên chắc chắn sẽ không bị đẩy ra làm dê thế tội. Đứng trên góc độ của Lạc ấp đến xem, nhóm người bọn hắn phải canh giữ ở huyết quang pháo đài, liều mạng đến người cuối cùng, ngược lại có khả năng sẽ bị đẩy ra làm dê thế tội nhất. Làm con dê thế tội để tiêu trừ kêu ca. Cho dù là tổ thần điện, hay là quân bộ đại chu đều cần một dê thế tội dĩ tạ thiên hạ như vậy những người bọn hắn cũng sẽ là người thích hợp nhất mà hắn lại là chọn lựa thích hợp nhất trong tổ thần điện mặc dù trừng phạt trong tổ thần điện sẽ không khốc liệt giống như quân pháp đại chu nhưng kết cục của hắn cũng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào càng có khả năng sẽ gây họa tới tử tôn cho nên lúc này thủy linh điện chủ hải phạm rất không cam tâm vô cùng không cam tâm ai diệp nguyên soái lão phu tâm ý đã loạn ngươi tự quyết định đi rút thế nào rút từ phương hướng nào đều do ngươi quyết định đi trên mặt thủy linh điện chủ hải phạm tràn đầy điều hưu trước đó lúc nhị đại thủ tế thông nạp còn sống thì còn có nhị đại thủ tế thông nạp gánh lấy nhưng lúc này hai đại thủ tế một chết một hôn mê hỏa linh điện chủ long nhược cũng oanh liệt để nợ nước còn sót lại chỉ có hắn một khắc này thủy linh điện chủ đột nhiên ý thức được có đôi khi chết thật ra rất đơn giản khó khăn nhất chính là còn sống hơn nữa từ trình độ nào đó mà nói lúc này thủy linh điện chủ hải phạm đã hơi hiểu rõ vì sao nhị đại thủ tế thông nạp lại phải một mình đối mặt với trăm vạn đại quân ma tộc sau đó tự bạo anh liệt để nợ nước nguyên nhân trong đó cũng không thiếu phương diện này bởi vì người còn sống sót sẽ muốn đối mặt với trách nhiệm to lớn huyết quang pháo đài huyết hà cấm địa thất thủ và đưa đến phòng tuyến nhân ma chiến trường thất thủ này đối diện với mấy vấn đề này khó thật quá khó rút về sao triệt để hiểu rõ tình hình trước mắt quân đoàn trưởng trấn nam quân đoàn miêu bích nở nụ cười khổ trước mắt chúng ta ở tuyến đầu nhân ma chiến trường nếu rút về hậu phương chỉ sợ cũng sẽ không khác gì cử tử nhất sinh nhất là dưới tình huống toàn bộ nhân ma chiến trường sắp biến thành một huyết quang khí chẳng phạm vi cực lớn hơn nữa cho dù còn sống rút về thì lại có thể thế nào quân luật của đại chu thật ra thì còn không bằng dứt khoát chết ở chỗ này lấy một người chết mang đến vinh quang cho cả gia tộc đúng thế hạ kỳ than nhẹ một tiếng lời nói của mưu bích chính là ý nghĩ của bọn hắn nhưng sâu kiến còn ham sống nếu có cơ hội sống sót thì ai nguyện ý cứ chết đi không có tiếng tăm gì như vậy chứ bọn hắn đang vòi trắng niên thời gian quý báu đột nhiên hạ kỳ nhìn thấy diệp chân chấn định tự nhiên bỗng nhiên phản ứng lại đi nhanh hai bước vọt tới trước mặt diệp chân quỳ một gối xuống nói diệp nguyên soái ta biết trong lòng của ngươi sớm đã có kế hoạch xin cho các huynh đệ tàn quân bắc bộ chiến khu quân đoàn thứ nhất một đường sống cũng cho các gia quyến binh sĩ tàn quân bắc bộ quân đoàn thứ nhất chúng ta một tia hy vọng để bọn hắn có khả năng đoàn tụ với gia đình có hạ kỳ dẫn đầu miêu bích cũng đột ngột kịp phản ứng cùng quỳ đến trước mặt diệp chân nói lời giống vậy ánh mắt của diệp chân đảo qua người hạ kỳ cùng miêu bích sau đó rơi vào trên người thống lĩnh tế vệ tổ thần điện mặc chuẩn và thủy linh điện chủ hải phạm thống lĩnh tế vệ tổ thần điện mặc chuẩn và thủy linh điện chủ hải phạm thấy miêu bích và hạ kỳ quỳ xuống về phía diệp chân hai người liếc nhau sau đó ánh mắt đột ngột biến thành vô cùng phức tạp Diệp Nguyên Soái, ngươi muốn chúng ta làm gì? Suy nghĩ một chút, Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm chủ động mở miệng hỏi thăm. Hai người Miêu Bích và Hạ Kỳ cùng thuộc quân đội với Diệp Chân, hơn nữa trước đó, Diệp Chân chính là cấp trên của bọn hắn, quản hạt bọn hắn. Lúc này, quỳ gối về phía Diệp Chân chính là một loại hoàn toàn phục từ hình thức khác, chưa nói tới hiệu chung. Thế nhưng, thống lĩnh tế vệ mặc chuẩn và Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm lại không giống. Luận chức vị trong tổ thần điện, Diệp Chân chỉ là tả đại chủ tế Man Linh Điện mà thôi, hơn nữa, Man Linh Điện ở trong Tổ Thần Điện, nhiều lắm chỉ xem như một điện nhỏ. Địa vị của Diệp Chân so với hai người bọn họ thật sự kém xa. Muốn bọn hắn quỳ xuống biểu thị triệt để phục tùng giống như Miêu Bích và Hạ Kỳ thì tuyệt đối không thể nào. Mà điểm này cũng chính là vấn đề Diệp Chân phải giải quyết. Đối mặt với Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm hỏi thăm, Diệp Chân cũng không trả lời ngay mà trước dùng hai tay đỡ Miêu Bích và Hạ Kỳ từ dưới đất dậy, sau đó mới nhìn về phía Mặc Chuẩn và Hải Phạm. Hải Điện chủ mặc thống lĩnh, bởi vì kế hoạch tiếp theo của bản soái cực kỳ mạo hiểm. Vì bảo đảm thành công nên trong quá trình hành động chỉ cho phép xuất hiện một tiếng nói. Cho nên, tiếp theo, ta vì đảm bảo chuyện này sẽ chọn biên. Chỉnh biên tất cả mọi người nguyện ý hành động với ta. Diệp Trân nói. Chỉnh biên. Mặc chuẩn và hải phạm liếc nhau, ánh mắt lại càng thêm phức tạp. Bởi vì, mặc dù trước đây Diệp Trân có nhị đại thủ tế thông nạp, bổ nhiệm làm thống soái phòng ngự quân huyết hà cấm địa, thậm chí có thể tiết chế tế vệ và tế ti của tổ thần điện. Nhưng, loại tiết chế này lại phi thường có hạn, càng giống một loại phối hợp. Giống như Diệp Trân muốn điều động một đội tế vệ nào đó, thì không cách nào trực tiếp hạ lệnh đối với một đội tế vệ này. Cần Diệp Trân nói trước với thống lĩnh tế vệ mặc chuẩn, nói rõ nhu cầu, sau đó mời hắn phối hợp, sau đó từ mặc chuẩn hạ lệnh mới có thể điều động một đội tế vệ này. Điều động tế ti cũng giống như vậy. Mặc dù trước đó, cho dù là hải phạm hay là mặc chuẩn đều chưa từng từ chối thỉnh cầu của diệp chân nhưng đó là dưới tình huống nhị đại thủ tế thông nạp vẫn còn hơn nữa còn là dưới tình huống khốn thủ huyết hà cấm địa một khi diệp chân triển khai kế hoạch vô cùng mạo hiểm kia nhưng trong lúc đó lại xuất hiện tình huống bị từ chối như vậy sẽ phải đền mạng vào cho nên trước khi tiến hành kế hoạch lớn mật đó diệp chân trước muốn tiến hành thống nhất âm thanh nội bộ diệp chân cũng có nguyên tắc của mình đối với nội bộ không thể thống nhất âm thanh thà rằng không cần phần lực lượng này nhưng hắn sẽ không chôn xuống tai họa ngầm trí mạng chuyện này diệp nguyên soái có thể cho lão phu xem kế hoạch này của ngươi không hải phạm hỏi không thể diệp chân lắc đầu kế hoạch này cho dù sau khi bắt đầu chấp hành thì cũng là tuyệt mật trong toàn quân có thể biết được toàn bộ kế hoạch sẽ không hơn ba người diệp nguyên soái vậy khả năng thành công trong kế hoạch này của ngươi lớn bao nhiêu cuối cùng có thể đạt thành trạng thái gì tế vệ thống lĩnh mặc chuẩn hỏi xác suất thành công. Diệp Chân lắc đầu, chuyện đi hiểm, một bước vô ý thì cả bàn đều thua, cho nên xác suất thành công bản soái cũng không biết, nhưng trạng thái có thể đạt thành cuối cùng lại có thể nói cho các ngươi biết. Lập tức ánh mắt mấy vị ở đây đều nhìn về phía Diệp Chân, thậm chí trong ánh mắt có vài phần vội vàng. Ta có thể mang đại bộ phận người từ trong các ngươi còn sống quay lại đại chu, đồng thời rửa sạch ô danh thậm chí là tội danh, giúp cho các huynh đệ đi theo chúng ta huyết chiến thiên hạ, không đến mức gánh ô danh tội danh trên lưng, không đến mức để bọn hắn chảy máu, để ra quyến của bọn hắn rơi lệ. Lời ấy của đại soái là thật chứ? Hạ Kỳ và Miêu Bích đồng thời lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đương nhiên, không cân nhắc cho các ngươi, ta cũng vì cân nhắc cho mười mấy vạn binh sĩ Bắc Hải Thiên Lãng quân. Thật ra thì câu nói này mới là dụng ý chân chính của Diệp Chân. Ở tiền tuyến, trên chiến trường, đại chu nói chuyện lấy công chuộc tội, lấy công huân Diệp Chân đã lập xuống, nhất là công huân trước đó chém giết quân đoàn trưởng ma tộc tiên phong nguyệt đại dưới tình huống bình thường đã đủ diệp chân đền tội nhưng diệp chân không sao thì các huynh đệ dưới trướng hắn thế nào nếu diệp chân trở về tước vị bắc hải quận công này của diệp chân sẽ không có chuyện gì vẫn quan to lục hậu như cũ nhưng tướng lĩnh và bộ đội dưới trướng hắn lại nhao nhao bị định tội sau này diệp chân còn mặt mũi nào mặt đứng ở bắc hải quận truy cập haleji com hoặc link ở phần mô tả để mời mc Ly cà phê nhé tự xưng là bắc hải quận công vừa nghe đến đây ra hạ kỳ và miêu bích đại hỷ hạ kỳ nguyện ý quên mình phục vụ dưới trướng đại soái tiền tuyến vào sinh ra tử tình đồng đội còn quý hơn vàng bạc có câu nói này của diệp chân hạ kỳ và miêu bích cũng định không giữ lại chút nào nghe theo diệp chân chỉ huy dù như thế nào tranh thủ một kết cục tốt cho người sống phải vì tranh đến vinh quang nên được cho người chết vậy nếu chúng ta không tiếp nhận chỉnh biên thì sao Thủy Linh Điện điện chủ Hải Phạm cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, "Nếu như không nguyện ý, vậy thì từng người tự chiến, mỗi người phá vây đi, ta sẽ đi một mình." Câu nói này, Diệp Chân nói chém đinh chặt sắt, không cho chút thương lượng nào. Nghe vậy, Mạc Chuẩn và Hải Phạm đồng thời nhìn nhau cười khổ, nhưng nhìn Diệp Chân lúc này đang cầm Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng Hỏa Linh Điện trong tay, trong lòng lại nhiều một tia thoải mái. Theo quy củ của Tổ Thần Điện, tay cầm Truy Điện Chấn Điện chi bảo, cho dù không phải điện chủ thì cũng có địa vị bằng với điện chủ lúc này diệp chân tay cầm thái cổ kim ô thần trượng vị phần đã giống với bọn hắn lại lấy tước vị và năng lực của diệp chân chịu thua diệp chân cũng không phải là chuyện không thể tiếp nhận được thế là hai người đồng thời không người về phía diệp chân chúng ta nguyện ý tiếp nhận diệp nguyên soái chỉnh biên cùng với việc trở về sau đó tiếp nhận khuất nhục bêu danh khuất nhục cả đời không bằng liều một lần với diệp chân vào lúc này bọn hắn đã sớm hiểu rõ phương châm đại khái trong hành động lần này của Diệp Trân, hẳn là không trốn thoát khỏi bốn chữ lấy công chuộc tội này. Tốt, nếu đã như vậy thì chỉnh biên lập tức bắt đầu. Sau gần hai canh giờ điên cuồng tiếp tục phá hư, huyết sắc quang mạc đủ loại đại trận vô cùng tinh diệu tổ thần điện, mấy năm nay bày ra ở xung quanh huyết hà, cấm địa thủy tổ ma thần huyết thần đại trận đã bị phá hư không còn một mảnh. Phá hư, vĩnh viễn dễ dàng hơn so với kiến thiết. Nhưng đến lúc một chỗ đại trận dẫn lưu đại trận cuối cùng bị phá hư sạch sẽ, tiên tri ma sư thất su đã sớm tỏa định mấy lỗ hồng huyết sắc quang mạc đột nhiên nhanh chóng lóe lên không có đại trận duy trì một lượng lớn huyết khí và lực lượng mặt trái trong thủy tổ ma thần huyết thần đại trận điên cuồng tuôn ra lập tức nháy mắt chữa trị mấy lỗ hồng kia cái này khiến tiên tri ma sư thất su muốn phái cao thủ tiến vào thủy tổ ma thần huyết thần đại trận thứ sáu cảm thấy bất đắc dĩ cho dù là bọn hắn trước khi thủy tổ ma thần huyết thần đại trận này không bộc phát thì cũng không cách nào tiến vào mà tổ thần điện phí hết tâm huyết phá vỡ lỗ hổng, đã lại bị chữa trị trong thời gian ngắn, không cách nào phái người đi vào. Điện hạ, phải nắm chặt thời gian làm cho thủy tổ ma thần huyết thần đại trận, thứ sáu này bộc phát, ta phỏng đoán, rất có thể 40 vạn đại quân biến mất của đại chu, ngoài ra còn có diệp chân, và tổ thần điện tế ti đã tiến vào chỗ sâu trong đại trận này. Tiên tri ma sư thất su ngưng trọng nói, cái gì? Nghe được suy đoán này, ma hoàng nhị thái tử truy nhật thật sự khó có thể tin mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng đây là khả năng duy nhất. Tiên tri ma sư thất su vô cùng chật vật nói. trầm ngâm một chút, ma hoàng nhị thái tử truy nhật lập tức quyết đoán. Đã như vậy, vậy thì giết nô đi. Ừm, giết nô đi. Tiên tri ma sư thất su nhẹ gật đầu. Mặt khác, thi thể 60 vạn đại quân tử trận nơi này, tận lực trôn xuống cũng có thể cung cấp lực lượng. Không bao lâu sau, từng phù lệnh truyền ra, ở bắc bộ chiến khu, thế công của đại quân ma tộc đang rằng co đại quân đại chu, với đột nhiên kịch liệt hơn mấy lần. Trong trụ sở các quân doanh ma tộc, những nhân tộc nô lệ có địa vị thấp nhất và số lượng to lớn ma tộc, nô lệ xử lý tạp vụ nhau nhau trong thời gian ngắn nhất bị trôn giết. Hai ngày sau, sau khi liên tục chém giết cao hơn 200 vạn nô lệ, huyết sắc đã tích xúc đến chỗ sâu nhất của tầng thứ ba thủy tổ ma thần huyết thần. Đại trận giống như một nụ hoa đã lớn đến sung mãn. Đột ngột nở rộ ra. Trong chớp mắt, huyết quang trùng thiên. Trong bầu trời đêm của nhân ma chiến trường, một đoàn huyết quang đột nhiên nở rộ, Giống như ở giữa thiên địa đột nhiên nở ra một đóa huyết liên hoa vô cùng to lớn. Nhưng nếu ở trên không trung nhìn xuống sẽ kinh hãi phát hiện, đóa huyết liên hoa cực lớn này bạo phát chỉ là bắt đầu. Sau khi đóa huyết liên hoa cực lớn này bộc phát ra, lần lượt từng cánh hoa lập tức giống như sống lại, giống như xúc tu của quái thú, kéo dài về phía bốn phương tám hướng. Càng kinh khủng là, năm huyết quang đại, trận trước đó đã bộc phát trên nhân ma chiến trường, lúc này lại giống đang sống dậy, vô số huyết quang kéo dài về phía bốn phương tám hướng giống như giữa chúng có một loại lực hấp dẫn thần kỳ nào đó huyết quang đại trận từ sáu nơi dọc theo huyết quang uốn lượn đi tới cuối cùng dung hợp đụng vào cùng một chỗ giống như dòng sông trước đây khô cạn giờ lại lần nữa bắt đầu chảy xuôi nước sông nhưng chảy xuôi lại là nước sông huyết sắc vô số nước sông mạch lạc giống như mạng nhện lít nha lít nhít kéo dài tới sáu nơi bộc phát ra huyết quang đại trận âm thanh huyết thủy phun trào rầm rầm giống như lôi đình từ lòng đất vang vọng ra vô số ánh sáng huyết sắc bắt đầu lấy sáu huyết quang đại trận làm trung tâm, lấy vô số trận pháp mạch lạc như mạng nhện làm cành lá lan ra. Đồng thời, một loại khí tức như, có như không làm cho người ta vô cùng sợ hãi từ dưới lòng đất chuyển đến. Tiếp đó là một tiếng lại một tiếng tim đập, trong tai thường người căn không bản nghe được, nhưng ở trong tai những người không muốn người khác biết thì lại giống như lôi đình. Trong hư không, ba vị tổ thần điện thánh tế, mặc thánh tế bào màu đen cổ xưa của tổ thần điện, ba đôi mắt sáu con mắt bắn ra ánh sáng, như sáu tinh quang chi trụ mắt thường khó thấy ném về phía lòng đất nhân ma chiến trường. Cuối cùng thì Bách tướng cũng không thành công hay để ma tộc phục sinh người này. Thánh tế tóc bạc trắng dẫn đầu than nhẹ một tiếng. Không chiến là tội, nhưng nếu như không có thiên miếu, nhúng tay thì ma tộc tuyệt đối sẽ không có khả năng phục sinh thủy tổ ma thần này. Một vị thánh tế khác trầm giọng quát, "Thủy tổ ma thần, cho dù thủy tổ ma thần bỏ mình hơn 10 vạn năm, nhưng một khi phục sinh thành công thì cũng sẽ mang đến chỗ tốt cực lớn cho ma tộc." Ta nói, hai người các ngươi sẽ không định trơ mắt nhìn cái tên này phục sinh như vậy chứ? Trong đó, một độc tí thánh tế cười lạnh nói, "Lão Liên, thế nào? Ngươi muốn nhúng tay sao? Vì sao không? Phạm vào điều kiên kỵ là ta, làm trái minh ước của chư thần, ta bị phạt là được. Dù sao thì bộ xương già này của ta cũng không sống được bao lâu nữa. Triệt để diệt một chút sinh cơ của thủy tổ ma thần này, làm cho một chút ý chí chân linh của hắn tiếp tục ngủ say, cũng coi là có thể tạo phúc cho tử tôn." nói xong liên tính thánh tế nhìn thoáng qua một tay bị cụt của mình một mặt dữ tợn ai nếu thật sự sau khi làm trái minh ước của chư thần kẻ vi phạm tự sát là sẽ có thể lắng lại tình thế thì tốt lão phu sẽ thích hợp hơn thánh tế tóc trắng mày trắng thán một tiếng lúc này lực lượng tạo hóa thánh tế bên ta có phần yếu chỉ sợ chúng ta vừa ra tay sẽ làm cho rất nhiều tạo hóa thần nhân của thiên miếu và ma thần điện lấy cớ ra tay trong lúc thở dài liên tính độc tý tí thánh tế đột nhiên chỉ về một nơi nào đó trong hư không nói được rồi cho dù muốn làm hư quy củ thì chỉ sợ cũng không thể nào ở phương hướng liên tính độc tý tí thánh tế chỉ mơ hồ xuyên thấu qua mấy đạo khí tức tạo hóa thần nhân mịt mờ mà bằng bạc ở sâu trong hư không cuồn cuộn bốc lên huyết vân cho thấy thân phận của bọn hắn chính là ma thần mà ma tộc cung phụ những ma thần này tán phát khí tức làm cho đại chu thánh tế cảnh giác thần niệm đồng thời khóa chặt khí tức bằng bạc minh mông phía dưới lòng đất nhân ma chiến trường gần như là đồng thời, ở một phương khác hướng cũng có khí tức diễm quang sâu xa như biển truyền đến. Không ngờ chư vị đều còn nhớ rõ chuyện chư thần minh ước. Mỗ là cửu nhật thần vương dưới chứng liệt hỏa chân quân, đặc biệt phụ mệnh của cửu nhật thần vương đến đây tuần sát chư thiên, xem có chư thần nào vi phạm lệnh cấm hay không. Cửu nhật thần vương, liệt hỏa chân quân. Ba vị thánh tế tổ thần điện nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn tình thế trên nhân ma chiến trường biến hóa. Thật lâu sau, sau khi vô tận huyết sắc bao trùm hơn phân nửa nhân ma chiến trường, ba vị tổ thần điện thánh tế mới phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Bọn hắn chỉ có thể bất đắc dĩ chi cực nhìn khí tức dưới lòng đất nhân ma chiến trường, kia lớn mạnh lên từng chút một. Đột nhiên, liên tính độc tí thánh tế giật mình, chỉ phương hướng huyết hà quân thành nhẹ giọng nói. Các ngươi có phát hiện hay không, khí tức thủy tổ ma thần chỗ thứ sáu kia đã biến mất. Biến mất. Mấy vị thánh tế đồng thời ngạc nhiên, không chỉ là nhóm thánh tế của tổ thần điện, ma thần ma thần cung cung phụ, còn có thiên miếu liệt hỏa chân quân cũng nhao nhao dùng thần niệm, vô cùng bàng bạc nhìn về phương hướng huyết hà quân thành. Trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của mấy vị ma thần, cung cung phụ ma thần đột ngột biến thành vô cùng khó coi, có tính khí nóng nảy, thậm chí tại chỗ tức giận gầm hét lên. Vẻ mặt của thiên miếu liệt hỏa chân quân đột ngột biến thành âm trầm. Ha ha, xem ra binh sĩ đại chu ta cũng không phải không còn gì nữa, lại có thể triệt để hủy diệt một bộ phận thi cốt của thủy tổ ma thần cũng không biết bộ phận thi cốt bị hủy đi là bộ phận nào cho dù là bộ phận nào thì cũng đã đủ rồi thi cốt và chân linh ý chí của thủy tổ ma thần đã biến mất một phần sáu như vậy cũng đủ để cho thực lực của thủy tổ ma thần sau khi phục sinh giảm xuống gấp đôi thậm chí gấp bội đủ rồi thánh tế dâu tóc bạc trắng cũng cười ha hả hừ một đám lão bất tử các ngươi cao hứng cái rắm ma thần cung ta có thêm một vị thủy tổ ma thần nhưng tổ thần điện các ngươi thì sao? Lão cốt đầu năm đó có thể đại chiến với thủy tổ chúng ta, còn có thể lôi ra mấy người. Âm thanh lăng lệ của một vị ma thần vang lên. Câu nói này lập tức làm cho nụ cười của ba vị thánh tế biến mất, cũng làm cho sắc mặt thiên miếu liệt hòa chân quân âm trầm thoáng chuyển biến tốt đẹp. Nhưng một phương hướng khác nhìn không thấy trong hư không, sắc mặt của mấy vị ma thần ma thần cung vẫn như cũ đen như đáy nồi. Bọn hắn đã phục sinh thủy tổ ma thần đã bỏ mình hơn 10 vạn năm này, cho dù phục sinh thì thực lực cũng sẽ chỉ không đến một phần 10 khi còn sống. Bằng không thì Thiên Miếu cũng sẽ không ngồi nhìn bọn hắn phục sinh một vị có thực lực đuổi sát đạo tổ. Bây giờ, một phần 6 thi cốt và chân linh ý chí của thủy tổ ma thần biến mất, vậy sau khi thủy tổ ma thần này phục sinh, thực lực lại sẽ giảm xuống gấp mấy lần thậm chí là gấp 10 lần. Chuyện này hoàn toàn vượt quá dự liệu của bọn hắn, cũng không ở trong dự đoán của bọn hắn. Trong huyết hà quân thành, khi vô tận huyết quang từ lòng đất rơi ra vọt lên, thì các loại huyết quang và lực lượng mặt trái ở trong đó lập tức bắt đầu nhanh chóng ăn mòn các loại trận pháp đường vân trong huyết hà quân thành kéo dài ăn mòn lít nha lít nhít trận văn trận pháp phòng ngự của huyết hà quân thành chỉ kiên trì không đến nửa khắc đồng hồ đã triệt để báo hỏng nhìn từng đại quân vận chuyển linh lực đối kháng huyết quang này ăn mòn quân đoàn trưởng bình tây quân đoàn lưu bộ phong bỗng nhiên vung tay lên nói toàn quân lên thuyền rút trước khi lên thuyền lưu bộ phong nhìn thoáng qua phương hướng huyết hà cấm địa trong ánh mắt tràn đầy lo lắng không biết lúc này trên chiến trường đó thế nào rồi lưu bộ phong không phải lo lắng sinh tử của diệp chân hắn tin tưởng lấy năng lực chỉ huy và trí thông minh của diệp chân thì chắc chắn có thể sống sót hắn lo lắng là sau khi diệp chân trở về cho dù diệp chân ở nhân ma chiến trường lập được rất nhiều công huân nhưng toàn tuyến nhân ma chiến trường thất thủ lại cần một người chịu trách nhiệm cái trước là chiến tranh mà cái sau là chính trị chiến tranh chỉ là chính trị kéo dài ở trước mặt chính trị có đôi khi quân công được trong chiến tranh sẽ không quan trọng như vậy đây mới là nguyên nhân lưu bộ phong lo lắng bảo trọng hướng về phía huyết hà cấm địa lẩm bẩm một câu lưu bộ phong cũng bước lên linh chu hạ mệnh lệnh rút lui mà cũng ngay khi lưu bộ phong rút lui trên toàn bộ nhân ma chiến trường phàm là nơi bị huyết quang sâm đóng tất cả quân thành pháo đài thành lũy toàn tuyến thất thủ đương nhiên cũng không phải thất thủ mà là trận pháp phòng ngự mất đi tác dụng dưới tình huống bình thường, bọn hắn còn có thể thủ vững từ chiến sao. nhưng từng đạo quân lệnh đến từ đại đô đốc phủ của nhân ma chiến trường lại điều bọn hắn từ trong kiên thủ cứ điểm ra, nhau nhau rút về một phương hướng nào đó. ngay khi huyết quang đại trận thứ sáu gần huyết hà quân thành bộc phát, ma hoàng nhị thái tử truy nhật, tiên tri ma sư thất su, hành quân đại, tổng quản kê vô tâm và một đám lãnh chúa phụ thuộc nhị thái tử truy nhật đã ngay lập tức nhau nhau xông vào trong huyết quang khí tràng của huyết quang đại trận đã bộc phát bọn người ma hoàng nhị thái tử truy nhật tiên trì ma sư thất su hành quân đại tổng quản kê vô tâm càng một đường bay về phía huyết quang khí chàng tầng thứ ba đối với ma tộc đã sớm thăm dò rõ ràng trong huyết quang khí chàng ở năm huyết quang đại trận đã bộc phát thì giống như xe nhẹ đường quen trong thời gian ngắn nhất đã không chút trở ngại vọt tới hạch tâm huyết quang khí chàng tầng thứ ba ý chí uy áp của thủy tổ ma thần như trong tư liệu ghi lại vẫn chưa từng xuất hiện trong nháy mắt tiếp theo khi thấy khu vực trung tâm tầng thứ ba huyết quang khí chẳng trống trơn, sắc mặt bọn người truy nhật thất su lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Cái này, cái này, Hai cốt thủy tổ ma thần đâu? Sao lại không có? Trong tích tắc, tay chân tiên chi ma sư thất su cũng trở nên như nhũn ra. Chuyến mày, trong nhiệm vụ quan trọng nhất hắn nhận được từ ma thần, cung chính là đảm bảo thuận lợi khởi động này thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Thứ sáu này, thuận lợi phục sinh vị thủy tổ ma thần này. Nhưng bây giờ, thủy tổ ma thần huyết thần đại trận đã khởi động, nhưng hài cốt thủy tổ ma thần lại không thấy. Chuyện này, tại sao có thể như vậy? Ma hoàng nhị thái tử truy nhật ngơ ngác một chút, sau đó đột nhiên nắm quyền giống giận, trong tiếng giống giận còn tràn đầy không cam lòng và tức giận. Phải, biết thủy tổ ma thần huyết thần đại trận thứ sáu này là, bởi vì lúc trước đánh lâu không xong, có thể nói là cả tộc đều đang nhìn vào. Ma thần cung càng vô cùng coi trọng đối với chuyện này. Theo kế hoạch của ma hoàng nhị thái tử truy nhật, hắn là muốn lập được đại công này, đồng thời lấy được công huân kinh người. Sau đó thuận lý thành trương lấy được sự ủng hộ của ma thần cung. Sau đó, ma hoàng chi vị, trên cơ bản sẽ rơi vào trong túi hắn. Nhưng bây giờ, loại huống này, hắn không chỉ sẽ không có được sự ủng hộ của ma thần cung, thậm chí còn có thể bị ma thần cung oán hận. Lúc lên lúc xuống như thế này, tranh lệch quả là khác nhau một trời một vực. Trực tiếp đánh vỡ y nghĩ người thừa kế hoàng vị của hắn. Diệp chân này nhất định là cái tên Diệp chân này làm. Tai họa này, ta nhất định phải chém hắn thiên đao vạn quả. Tiên sinh, việc này có phương pháp bổ cứu sao? Lúc này, Ma hoàng nhị thái tử truy nhật lửa giận ngút trời, sau khi thoáng phát tiết lửa giận một chút thì lập tức đã bình tĩnh lại. Lông mày Tiên chi ma sư Thất xu nhăn lại. Chuyện được đọc bởi kênh Haleji Audio. Thái tử điện hạ, cho ta suy nghĩ một chút. Hắn vừa mới dứt lời đã có tùy tùng đại ma sư Ma thần cung đưa lên một phần tin khẩn, sau khi xem hết, sắc mặt của Tiên chi ma sư Thất su trở nên khó coi. Thái tử hạ, đây là tin khẩn của ma thần cung. Thất su dơ ngọc giản lên, khẽ thở dài một hơi. Ma thần cung đã biết chuyện hài cốt thủy tổ ma thần nơi này biến mất, đang truy hỏi chúng ta. Ngụ ý của thất su là chuyện này ma thần cung đã biết, đã không cách nào bổ cứu. Nghe vậy, ma hoàng nhị thái tử truy nhật giống như trái ca bị héo. Bản thái tử gian khổ mưu đồ mấy năm, đầu nhập vào nhiều lực lượng như vậy, cuối cùng. Nói xong, nhị thái tử truy nhật cũng thở dài một tiếng. Thái tử điện hạ chớ như thế, ngài bố cục mấy năm này không có công lao thì cũng có khổ lao. Huống chi quân huân ở trước mặt ma hoàng bệ hạ đó là chạy không được. Mặc dù không lấy được sự ủng hộ của ma thần cung, nhưng hai vị khác không phải cũng không có được sự ủng hộ của ma thần cung sao? Từ khi trận đại chiến này vừa bắt đầu, thái tử điện hạ đã có rất nhiều cơ hội. Tiên tri ma sư thất su an ủi, ừm cũng đúng. Chỉ mấy hơi thở sau, trong đôi mắt của nhị thái tử truy nhật đã lại lần nữa dấy lên ý chí chiến đấu. Không chỉ có một chỗ giao giới của tây bộ chiến khu và nam bộ chiến khu cũng không giống trong quân doanh của đại quân ma tộc ma hoàng thất thái tử tòng vân và ma hoàng ngũ thái tử phá nguyệt đang ở cùng với nhau uống rượu ngon thưởng thức dáng múa yêu diễm của xả yêu chỉ là lông mày luôn có một chút đăm chiêu sau trận chiến này chỉ sợ lão nhị cũng sắp đặt vững đại vị hai người chúng ta sau này không chỉ phải cúi đầu xưng thần đối với hắn mà còn phải cục đuôi làm người ngũ thái tử phá nguyệt giơ chén rượu một mặt buồn bực Hừ, ta bên này đều là cái tên Diệp Chân này hại, không chỉ làm cho ta liên tục thua trận, mà còn liên lụy đến Thất Hoành Tiên Sinh. Vừa nhắc tới việc này, Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân đã một bụng tức giận. Nghe vậy, lông mày Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt nhíu lại càng sâu. Thất Thái tử Tòng Vân ngầm ăn thua thiệt của Diệp Trân, còn có thể mắng ra, nói, nhưng còn hắn phải tìm ai để nói. Hắn cậy vào căn cơ tương lai sẽ thành tạo hóa, thậm chí là kim nguyệt thế giới, dùng để tranh đoạt đại vị cũng bị Diệp Chân mấy lần cướp bóc phá hư thực lực thu nhỏ gấp đôi gấp bội. Vì quét sạch kim nguyệt thế giới, chủ lực dưới trướng hắn đã không ngừng bôn ba qua lại, cho nên hắn ở trên nhân ma chiến trường cũng không có biểu hiện trói sáng gì. Đối với hiếu chiến ma tộc, thì không có biểu hiện càng thêm đáng sợ hơn so với chiến đấu thất bại. Ai? Nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ giúp thất đệ bắt sống cái tên diệp chân này, lần nữa thiên đao vạn quả hắn. Câu nói này, ngũ thái tử phá nguyệt nói nghiến răng nghiến lợi. Một màn này cũng làm cho thất thái tử Tòng Vân hơi kinh ngạc từ lúc nào ngũ ca phá nguyệt chiếu cố hắn như vậy rồi thật ra thì đây là chính ngũ thái tử phá nguyệt cũng hận diệp chân muốn chết như thế trước hết cảm ơn ngũ ca nhưng từ nay về sau hai huynh đệ chúng ta phải liên hệ chặt chẽ với nhau như vậy chúng ta mới có thể gánh vác được âm chiêu và hãm hại của nhị ca đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên một bóng người từ ngoài trướng sông vào thất thái tử tòng vân đang định nổi giận thì lại phát hiện người đến là sư đệ lục ngộ của tiên chi ma sư thất hoành đã chết Thật ra nói sư huynh đệ, còn không bằng nói là đồ đệ. Tiên chi ma sư lục ngộ, chính là tiên chi ma sư thất hoành tự mình nuôi dưỡng đồng thời bồi dưỡng đến nay, cho nên lúc này mới có tiên chi ma sư lục ngộ, chủ động chạy đến bên cạnh ma hoàng thất thái tử. Thật ra thì cũng là vì báo thù cho tiên chi ma sư thất hoành. Cũng bởi vì nguyên nhân này, thất thái tử Tổng Vân vô cùng tôn kính đối với lục ngộ, so với tiên chi ma sư thất hoành năm đó thì càng thêm tôn kính. Còn về nguyên nhân... Có lẽ là vì năm đó Tiên tri Ma sư Thất Hoành đã vì cứu hắn mà bỏ mình. Tiên Sinh, sao ngươi lại tới đây? Đến đây, Tranh Thủ ngồi xuống, uống một chén rượu cho ấm bụng. Tiên Chi Ma sư Lục Ngộ tiếp nhận chén rượu Thất Thái tử Tòng Vân tôn kính tới, một lần uống cạn, sau đó, dùng âm thanh phun mùi rượu, ngưng trọng nói: "Tin tức mới nhất từ Ma Thần Cung, Thủy Tổ Ma Thần huyết thần đại trận thứ 6 phía dưới huyết quang pháo đài đã khởi động, nhưng hài cốt Thủy Tổ Ma Thần ở trong đó lại bị tổ thần điện luyện thành hư vô." bởi vậy dẫn đến thực lực của thủy tổ ma thần sau khi phục sinh giảm lớn vì vậy ma thần cung đã hạ triệu vận hỏi nhị thái tử hạ mệnh giải thích rõ ràng việc này nói xong lời cuối cùng mặc dù tiên tri ma sư lục ngộ vẫn dùng bộ mặt nghiêm túc nhưng trong đôi mắt đã có ý cười việc này là thật chứ mà hoàng ngũ thái tử phá nguyệt nhảy lên một cái ngạc nhiên hỏi chính xác trăm phần trăm quá tốt mà hoàng thất thái tử tổng vân hung hăng đánh ra song quyền cười lớn nhìn về phía ngũ thái tử phá nguyệt ha ha quả nhiên là trời không tuyệt ta ngũ ca chúng ta còn có cơ hội chúng ta còn có cơ hội lớn không sai nếu như vậy cuộc chiến đoạt vị giữa chúng ta với lão nhị chỉ vừa mới bắt đầu vừa mới bắt đầu ngũ thái tử phá nguyệt phủi sạch vẻ suy sụp lúc trước tinh thần trở nên sáng láng như vậy từ nay về sau hai huynh đệ ngươi và ta sẽ liên thủ đối phó lão nhị như thế nào ánh mắt của ma hoàng thất thái tử tòng vân sáng rực nhìn chăm chú về phía ngũ thái tử phá nguyệt Ánh mắt Ngũ Thái tử Phá Nguyệt hơi động một cái, đưa tay ra nắm thật chặt tay Thất Thái tử Tòng Vân, bốn mắt nhìn nhau. "Vậy thì liên thủ, tương lai bất luận là ai leo lên đế vị, cầu phú quý, chớ quên tình, cầu phú quý, chớ quên tình." Sau khi nói câu nói này, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Thất Thái tử Tòng Vân giống như có thần giao cách cảm, cười lên ha ha. "À tiên sinh, ngài có biết lão nhị ngã trong tay vị đại năng nào hay không?" Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân hỏi nghe nói là nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Vừa nghe đến đây, nụ cười trên mặt Thất thái tử Tòng Vân và Ngũ thái tử Phá Nguyệt lập tức cứng đờ, vẻ mặt đó giống như nuốt một con ruồi. Bộ đội chỉnh biên, nhưng thật ra là một chuyện rất phức tạp. Là trong thời gian ngắn phải cưỡng ép chỉnh biên bộ đội ban đầu không thống nhất lại với nhau, sẽ chỉ dẫn đến chiến lực của toàn bộ bộ đội hạ xuống trên phạm vi lớn. Chỗ tốt là, sau khi chỉnh biên có thể kỷ luật nghiêm minh, nhưng bây giờ, Diệp Trân chỉnh biên ba chi bộ đội này đều là tinh nhuệ, cho nên sau khi chỉnh biên thì chiến lực cũng có hạ xuống, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Đại quân dưới chứng Diệp Trân, trừ hơn một vạn hai ngàn ma tộc, chiến nô doanh còn sót lại ra thì còn có hơn 38 vạn binh sĩ đại chu. Trong đó, Bắc Hải Thiên Lãng quân chiếm 14 vạn, quân đoàn thứ nhất Bắc Bộ Chiến Khu của Hạ Kỳ có 5 vạn, Trấn Nam quân đoàn của Miu Bích có 17 vạn. Hai vạn người khác thì đều là thương binh, tạm thời không cách nào tham chiến, nhưng trong những thương binh này, Bắc Hải Thiên Lãng quân dưới trứng Diệp Trân đã chiếm gần một nửa. Trừ cái đó ra, 42.000 tế ti của tổ thần điện, hơn 2 vạn 6 tế vệ tổ thần điện. Tổng binh lực dưới trứng Diệp Trân đã cao tới 47 vạn, kéo ra ngoài cũng có thể xem như một quân đoàn quy mô lớn. Nhất là, trong quân này đoàn của Diệp Trân, tỷ lệ đạo cảnh và giới vương cảnh rất cao. Bình thường, trong một quân đoàn 50 vạn người, ít thì 10 vị, nhiều thì 20 vị đạo cảnh, nhưng số lượng đạo cảnh bên phía Diệp chân lại cao tới 138 vị, số lượng cường giả giới vương cảnh, trừ ma tộc chiến Nô Đoàn Gia, thì cũng cao tới hơn 12.000 người số lượng võ giả huyền cung cảnh, cao tới 10 vạn. Truy cập halezy.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Còn lại, số lượng binh lính thông thần cảnh và nhập đạo cảnh cũng chiếm một nửa. Chỉ với tỷ lệ này thì đã có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đối với những lực lượng này, Diệp Trân quyết đoán tiến hành cải biên phiên hào của đại quân thì bị Diệp Trân đổi thành trấn hải quân, từ trình độ nào đó mà nói, cũng là vì trấn an binh lính trấn nam quân đoàn với nhân số khá nhiều. Diệp Trân tự nhiệm nguyên soái trấn hải quân. Phía dưới nguyên soái có 6 quân soái. 6 quân soái này theo thứ tự là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Hạ Kỳ, Miêu Bích, Sa Bôn, Mặc Chuẩn. Dưới trướng mỗi quân soái đều có 7 vạn đại quân. Trong 6 quân này, mỗi quân được phân phối ít nhất 12 vị cường giả đạo cảnh một vạn cường giả giới vương cảnh sau đó căn cứ theo xuất thân của quân soái mà phối trí binh chủng và định nghĩa khác nhau mỗi quân đều có khác biệt nho nhỏ trừ sáu quân này ra diệp chân để cho quân soái trịnh đương thì chỉ huy bốn chiến lang doanh mở rộng bổ sung hơn một vạn tế vệ và tế ti tu luyện phong hỏa thuộc tính còn có hai mươi vị đạo cảnh tạo thành một đội chiến lang đột kích doanh vô cùng tinh nhuệ do võ giả giới vương cảnh và huyền cung cảnh hậu kỳ tạo thành dùng làm công thành tập kích đục xuyên mặt khác Thủy Linh Điện chủ Hải Phạm thống soái 30 vị đạo cảnh và hơn một vạn tế ti, tạo thành một đội tế ti doanh chuyên thi triển các loại bí thuật gia trì chiến tranh, trong lúc chiến đấu thì du tẩu ra trì, lúc mấu chốt càng có thể trực tiếp tham chiến, phát huy ra tác dụng giống như chiến lăng đột kích doanh vậy. Trừ cái đó ra, dưới trứng Diệp Chân còn có vài chi tiểu quân, giống như tế vệ thống lĩnh dịch tuyệt thống lĩnh ma tộc chiến nô doanh của Diệp Chân, còn có ngưu nhị thống lĩnh mấy ngàn tên tuần tra thần liệp và tuần tra thần tướng đáng ra nói là cũng là thân vệ doanh trước mắt của Diệp Chân. Giống bọn người thông tí hỏa hầu vương tôn bá, chu hồng, liêu phi bạch, đại nhĩ đoá nhiếp đinh, vương bạch mục thì đều được an bài trong thân vệ doanh. Nhưng lúc này chủ lực thân vệ doanh của Diệp chân lại là các tư tế hỏa linh điện. Thân vệ doanh tả thống lĩnh là vương bạch mục. Nhưng thân vệ doanh hữu thống lĩnh lại là trước kia đảm nhiệm đội trưởng đội đốt thi, phó điện chủ hỏa linh điện ngư hổ. Lúc chỉnh biên hỏa linh điện, và phó điện chủ hỏa linh điện này còn xảy ra một việc ngoài ý muốn hỏa linh điện có rất nhiều phó điện chủ theo lời giải thích của ngư hổ có 7 vị vị ngư phó điện chủ này xếp hạng thứ bảy sau khi hỏa linh điện chủ long nhược ngã xuống chức vị hỏa linh điện chủ cũng không tới phiên ngư hổ hắn chỉ là ngư phó điện chủ hỏa linh điện xếp hạng thứ bảy này lại là tế vệ thống lĩnh trước kia của hỏa linh điện chủ long nhược quan hệ cực kỳ thân mật vì tăng cường thống trị của mình đối với hỏa linh điện long nhược mới đề bạt ngưu hổ từ vị trí tế vệ thống lĩnh lên phó điện chủ giống như phần thi đội loại công việc khổ cực lại không được quan tâm nhiều mấy vị hỏa linh điện chủ khác đều phái không ra long nhược chỉ có thể phái tế vệ thống lĩnh ngư hổ ra hỏa linh điện chủ long nhược bỏ mình ngư hổ thương tâm gần chết thậm chí còn có suy nghĩ muốn đi tìm thiên miếu liều mạng nhưng bị đông đảo thuộc hạ liều mạng khuyên nhủ sau khi diệp chân bắt đầu chỉnh biên tế ti tổ thần điện thì các tư tế hỏa linh điện lại không nguyện ý từng người muốn báo thù vết hận cho long nhược điện chủ bất đắc dĩ Diệp Chân đành phải trực tiếp lấy Thái Cổ Kim Ô thần trượng trong tay mình ra. Nhìn thấy chấn điện chi bảo Hỏa Linh Điện, một đám đạo cảnh nhật tế và phó điện chủ Ngưu Hồ của Hỏa Linh Điện lập tức kích động, nhao nhao yêu cầu Diệp Chân trả lại Thái Cổ Kim Ô thần trượng. Diệp Chân chỉ có thể giải thích, Thái Cổ Kim Ô thần trượng này chính là Hỏa Linh Điện, điện chủ Long Nhược trước khi chết truyền lại cho hắn. Phó điện chủ Hỏa Linh Điện Ngưu Hồ và một đám đạo cảnh nhật tế của Hỏa Linh Điện đương nhiên không tin. Diệp Chân cũng không nhiều lời, chỉ vận chuyển pháp môn long nhược chuyển lại cho hắn trước khi chết, thoáng thúc dục thái cổ này kim ô thần này hiển hóa ra thái cổ kim ô hư ảnh. Một màn này trực tiếp làm cho vẻ mặt một đám đạo cảnh nhật tế và phó điện chủ hỏa linh điện hỏa linh điện đại biến, nhao nhao quỳ xuống hướng về Diệp Chân, miệng nói tham kiến điện chủ. Diệp Chân lập tức kinh ngạc, nhưng sau đó mới hiểu rõ, thì ra ở trong các điện, phàm là tế ti có được chấn điện chi bảo thì sẽ bị coi là điện chủ kế nhiệm, nhất là trong thời chiến, nhâm tiền điện chủ bỏ mình, đây là truyền thống của Tổ Thần Điện. Diệp Chân không ngờ, sau khi có được Lạc Ấn Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng trong tay Hỏa Linh Điện, chủ Long Nhược còn có loại chuyện này. Mặc dù Diệp Chân được bổ nhiệm là Hỏa Linh Điện chủ, ngày sau còn phải được đại thủ tế và thủ tế trong Tổ Thần Điện, hội nghị thông qua thì mới có thể tán thành. Nhưng với hiện tại thì 20 vị vị đạo cảnh, ngàn tế ti của Hỏa Linh Điện, cơ bản đã triệt để hướng về phía Diệp Chân. Có lẽ là vì sốt ruột báo thù, có lẽ là vì loại ý nghĩ nào đó phó điện chủ hỏa linh điện ngưu hổ dứt khoát sẽ do hắn đảm nhiệm hữu thống lĩnh thân vệ doanh của diệp chân mà hơn một nửa tinh tế và nguyệt tế của hỏa linh điện cũng xung nhập thân vệ doanh của diệp chân thế là diệp chân mới có việc do hỏa linh điện tế ti chiếm cứ một nửa nhân số tiêu chuẩn trong một vạn người của thân vệ đoàn trừ cái đó ra còn có một thương binh doanh lâm thời đến tận đây nhánh đại quân này xem như chỉnh biên hoàn thành hơn nữa ai cũng không biết ở trong không gian thận long châu của diệp chân hắn đang tận lực thay đổi một ít bội suất thời gian. Mặc dù bên ngoài chỉ mới qua hai ngày, nhưng thời gian trong không gian thận Long Châu đã qua 20 ngày. Trong thời gian 20 ngày này, Diệp chân không chỉ hoàn thành chỉnh biên, hoàn thành quy hoạch đối với thu thập vật liệu quân nhu, còn hoàn thành một sơ huấn đơn giản đối với bộ đội sau khi chỉnh biên, làm cho đại quân sau chỉnh biên này triệt, để hình thành sức chiến đấu. Một ngày này, cũng chính là ngày thứ sáu sau khi thủy tổ ma thần huyết thần đại trận bộc phát, huyết quang khí tràng hình thành ngay lập tức trong không gian thận Long Châu, Diệp chân đột ngột ra lệnh, trèo lên thuyền. 47 vạn các loại đại quân, vô cùng chỉnh tề leo lên 90 chiếc lóng lánh xoái cấp Linh Chu. Đây cũng là vận khí của Diệp chân tốt một chút. Các bộ đều là tàn quân, đội tàn quân vật liệu quân nhu lưu lại sẽ rất nhiều, nhất là xoái cấp Linh Chu các quân có nhiều hơn 200 chiếc. Sau khi Diệp chân nhẹ nhõm dung nạp 47 vạn đại quân vào, thì vẫn còn dư có hơn một nửa. Cứ như vậy, nhánh đại quân này của Diệp chân có thể được đảm bảo tốc độ, ít nhất mỗi canh giờ đi được 5 vạn dặm, đây chính là tốc độ phi hành của giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, lại hoặc là cường giả đạo cảnh bình thường, tuyệt đối là phối trí xa hoa đệ nhất. A Sử, thay đổi huyễn cảnh. Theo Diệp Chân ra lệnh xuất phát một tiếng, Thận Long Nguyên Linh A Sử cũng tùy ý biến ảo ra huyễn cảnh, 90 chiếc soái cấp linh chu giống như hành quân, bắt đầu cực kỳ cẩn thận phi hành trong hư không. Diễn trò phải diễn nguyên bộ, Diệp Chân vì che giấu bí mật Thận Long Châu nên nhất định phải làm như vậy. Cùng lúc đó, rời khỏi không gian thận long châu của diệp chân hơi thúc giục thần niệm chiến hồn huyết kỳ bọc vào vân dực hổ vương đột ngột phát động phá hư thần thông rời khỏi huyết quang khí chàng này ngay khi rời đi hư không hơi chấn động một chút có cùng nhau không hiểu hư không bình chứng bị tiểu miêu xúc động gần như là cùng lúc đó vẻ mặt của ma hoàng nhị thái tử truy nhật thương lượng chuyện ứng đối với tiên tri ma sư thất su ở trong huyết quang khí chàng thì đột ngột chấn động mãnh liệt kinh hô lên không tốt có người trốn đi khỏi nơi này nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha